chương 20, Nam Nhi đường sát nhân, giết, lục ly chợt quát một tiếng, nâng đao hướng tiền phương phóng đi, mục tiêu của hắn vẫn là địch hỏa. Hắn độ quá nhanh, chỉ là mấy hơi thời gian liền vào tới địch hỏa tiền phương, trường đao vung lên hắn đối địch hỏa đầu đột nhiên đánh xuống. Đều động thủ, giết hai cái này tiểu tạp toái, cụt một tay lão nhân gầm thét một tiếng, theo bên cạnh một cái lão nhân trong tay nắm qua một thanh cương đao dẫn đầu hướng lục ly vào tới. Địch hỏa bọn người huyền lực nhiễu loạn, bởi vì tuổi trẻ kinh nghiệm không đủ nhất thời không vững vàng tâm thần, chiến lực giảm bớt đi nhiều, nếu bọn họ không xuất thủ không ai có thể áp chế lục ly. Ken ken ken, chờ cụt một tay lão nhân cùng ba cái chiến lực tương đối cường một chút lão giả vào tới lúc, lục ly đã liên tục đánh xuống mười mấy đao, địch hỏa hai tay giơ tấm chắn, thân thể nửa ngồi gắt gao ngạnh kháng trụ. Ba, bất quá bị lục ly liên tục bổ mười mấy đao, cái này tấm chắn gánh không được, từ đó vỡ ra, một phân thành hai. Địch hỏa nhìn thấy một mảnh đao quang, dọa đến vội vàng trên mặt đất lăn lộn một vòng hiểm hiểm tránh thoát lục ly trường đao cụt một tay lão nhân cùng ba vị lão giả vọt lên bọn hắn là bộ lạc tộc lão niên kỷ đều qua tuổi lục tuần cùng lục ly ngoại công là một đời mặc dù đời này cảnh giới đều dừng lại tại huyền vũ cảnh nhưng kinh nghiệm chiến đấu thế nhưng là địch hỏa bọn người có thể so bốn người xông lên đến lục ly cũng cảm giác được áp lực khắp thiên đều là đao quang mấy lần kém chút bị chém chúng hắn chỉ có trước tiên lui đi nếu bị bốn người vây kín bên trên rất dễ dàng thụ thương một khi thụ thương chiến lược đem giảm bớt đi nhiều ầm um, bên kia địch thiên theo tường đất bên trong vọt ra vừa vặn lục ly tại nhanh lui nhanh hai người đã cự ly không xa lục ly đôi mắt nhất chuyển quay người hướng địch thiên bắn tới vung lên chiến đao tụ bổ địch thiên bị tường đất trôn sống toàn thân đều chật vật không thôi não thân trên bên trên còn có ứ thanh huyết dấu vết nhìn thấy lục ly nâng đao bổ tới hắn bản năng giơ lên trường đao đón đỡ tốt lục ly tự yêu thích người khác đón đỡ lập tức trường đao đầy trời vung vẩy liên tục bổ bảy tám đao cường đại lực lượng đem địch thiên chiến đao trực tiếp đánh bay hai chân quỳ trên mặt đất địch thiên chờ mắt nhìn xem lục ly trường đao bổ tới mặt mũi tràn đầy hoảng sợ một khắc cuối cùng lục ly lại có chút không dám động thủ bởi vì một đao kia xuống dưới địch thiên sẽ bị hắn chém giết nam nhi đường sát nhân lục ly giết địch thiên lục linh khẽ kêu tiếng vang lên lục ly trong mắt hồng quang lóe lên nhắm mắt lại vung lên chiến đao hung hăng hướng địch thiên đầu quét tới. ầm um, trường đao quét trúng địch thiên cổ, một viên đầu lâu bay lên, một cỗ nhiệt huyết tuôn ra, phun ra lục ly trên tay trên thân đều là. Lục ly cảm giác được trong tay thấp lộc, trợn mở trong mắt nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống, lại nhìn thấy địch thiên đầu trên mặt đất lăn lộn, lập tức toàn thân rung động, giả dày ruột lăn lộn, kém chút nôn. Địch thiên, nơi xa gấp đến gần bốn cái lão giả gào lên đau xót, Cụt một tay lão nhân càng là giận không thể nghỉ. Địch Thiên Thế nhưng là hắn cháu trai, hắn ngửa mặt lên trời gầm hét lên, "Lục Ly, hôm nay không giết ngươi, lão phu thể không làm người." "Lục Ly, đừng lo lắng, nếu không chúng ta tỉ đệ hôm nay phải chết tại cái này, giết." Lục Linh khẽ kêu tiếng vang lên, Lục Ly đè xuống trong dạ dày nôn mửa cảm giác, ép buộc không nhìn tới Địch Thiên thi thể, mục quang quét về phía bốn cái bạo trùng mà đến lão giả. Có lẽ là vừa mới giết một người lục ly thân thể tiềm ẩn nhiều năm lệ khí triệt để tuôn ra tới thân thể của hắn run rẩy một lát lại bình phục xuống tới lục linh nhắc nhở hắn hôm nay hắn không thắng tỷ đệ hai người đều phải chết nội tâm của hắn đột ngột trở nên phá lệ bình tĩnh trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là giết sạch sở hữu cản đường địch nhân lão cầu muốn giết ta cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không lục ly quát khẽ một tiếng thân tử không lui mà tiến tới hắn hai chân nhảy lên bắn ra mà đi hai tay nắm chiến đao đối phía trước nhất cụt một tay lão nhân mặt đánh xuống lão cẩu ta bắn chết ngươi lục linh phi thường phối hợp khẽ kêu một tiếng cụt một tay lão nhân bản năng hướng lục linh nhìn thoáng qua lại phát hiện bị lừa rồi lục linh căn bản không có tới gần cũng bởi vì cái nhìn này hắn đã mất đi tránh né cùng phản kích cơ hội lục ly chiến đao đã ở trước mắt hắn chỉ có nâng lên chiến đao đón đỡ không tốt theo sát mà đến ba cái lão giả ám đạo không ổn cụt một tay lão nhân chỉ có một cái tay làm sao có thể chống đỡ được có được vạn cân cự lực lục ly quả nhiên lục ly một đao đem cụt một tay lão nhân trọng trọng phách bay ra ngoài trường đao đều bị đập bay trước ngực còn bị lôi ra một đao vết máu thật sâu có thể thấy được bạch cốt cụt một tay lão giả có lẽ kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng cảnh giới chỉ có huyền vũ cảnh tăng thêm huyền lực nhiễu loạn lực lượng đại giảm lại chỉ có một cái tay làm sao có thể chống đỡ được lục ly một kích toàn lực tứ ca ba cái lão giả kinh hô lên lo lắng quay đầu nhìn quanh Lục ly thân thể cũng không ngừng nghỉ, nhấc đao đối gần nhất một cái lão giả trọng trọng phách đi. ầm, um, lại một cái lão giả bị đánh bay ra ngoài. Lão giả này thảm hại hơn, bả vai bị Lục ly bổ trúng một đao, một cánh tay kém chút bị đánh đoạn. Mặt khác hai cái lão giả liếc nhau, chỉ có thể cắn răng liên thủ vào tới. Hai người một trái một phải hai bên trường đao như như độc xà, phân biệt khóa chặt Lục ly tay trái tay phải cánh tay, để Lục ly được cái này mất cái khác. Lục ly nhấc đao tả hữu đón đỡ hai vị này lão giả phối hợp ăn ý kinh nghiệm chiến đấu lão đạo mặc dù huyền lực có chút nhiễu loạn công kích lại vô cùng sắc bén mấy lần lục ly kém chút bị đánh trúng chỉ có thể một bên đón đỡ một bên lui lại lục ly ta muốn giết ngươi thay địch thiên báo thù địch hỏa từ đằng xa vào tới hắn mặc dù huyền lực nhiễu loạn sức chiến đấu đại giảm nhưng giờ phút này lục ly bị hai vị lão giả công liên tiếp đã ngăn cản được có chút gian nan hắn lại thêm vào ba người vây công cũng rất dễ dàng đánh giết lục ly phía sau lục linh chân mày hơi nhíu lại, chỉ là nàng không dám động. Bởi vì có ba cái thanh niên cầm tấm chắn ngăn tại nàng phía trước, nàng cung tên mặc dù lợi hại, lại bắn không xuyên tấm chắn. Nàng bất động, cái này ba cái thanh niên không dám động thủ, nàng như cưỡng ép đi trợ giúp lục ly, ba người chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Thay địch thiên báo thù, lục ly nghe được câu này, nhớ tới thú chiều lúc hắn dùng cổ quan đập bay hồng lân ưng tràng cảnh, nội tâm bỗng nhiên khẽ động. Hắn đột nhiên công kích mấy đao, tạm thời bước lui hai cái lão giả, sau đó thân thể nhảy lên nhảy vào sụp đổ tường đất sau. Sau đó, hắn tại vô số người giận mắng bên trong, một tay sách theo địch thiên thi thể một cái chân đi mà quay lại, một cái tay vung lên địch thiên thi thể cuồng vũ, một cái tay khác vung lên chiến đao bổ tới. Hai cái lão giả trợn tròn mắt, hai người đã qua tuổi lục tuần, kịch chiến vô số lần, còn là lần đầu tiên thấy như thế đấu pháp. Lục ly vung lấy bọn hắn cháu trai thi thể làm tấm thuẫn, người để bọn hắn làm sao công kích khinh nhờn di thể lục ly tựu không sợ lệ quỷ quấn thân cái này lục ly thật đúng là không sợ bằng không hắn cũng sẽ không đi kéo quan tài bị lục linh ảnh hưởng hắn không sợ quỷ thần giờ phút này đều muốn bị giết cái kia còn nhớ được nhiều như vậy ầm um, địch hỏa cùng hai vị lão giả không dám loạn công lục ly lại không hề cố kỵ hắn một đao đem một cái lão giả đánh bay còn đem lão giả này một cái tay cho chém đứt cái kia mang huyết tay bay múa tiên huyết văng địch hỏa một mặt hắn thừa dịp địch hỏa được trở tay một đao cho hắn trên đùi kéo một đao địch hỏa dọa đến lăn lộn né tránh còn lại một cái khác lão giả không dám công kích nhanh lui lại tràng diện bị lục ly khống chế trốn nhìn thấy lục ly sát khí đằng đằng vào tới địch hỏa sợ hắn cũng không muốn cùng địch thiên đồng dạng biến thành một cỗ thi thể không đầu hắn nổi giận gầm lên một tiếng địch lư cầm xuống lục linh nếu không chúng ta đều muốn xong đời thưa dịp lục ly nhìn quanh quay đầu thời khắc địch hỏa lại không để ý trên đùi tiên huyết ứa ra khập khỉnh chạy như bay, phóng đi thổ lâu đài trong đám đó biến mất không thấy. Lục Ly giận dữ, nhưng không dám đi truy sát, thổ lâu đài nhiều như vậy, muốn tìm tới địch hỏa cần thời gian. Nhiều như vậy võ giả tại cái này, vạn nhất Lục Linh bị tổn thương hoặc là bị giết đâu. Hắn nhìn thấy địch lư ba người ngăn tại Lục Linh tiền phương, có chút ngo ngoe muốn động dáng vẻ. Không để ý tới còn lại lão giả kia, đem địch thiên thi thể ném một cái chạy như bay đến, phẫn nộ quát lăn đi, nếu không chết, lục ly bởi vì vung vẩy địch thiên thi thể toàn thân đều là huyết tăng thêm liên tiếp đem mấy cái tộc lão cho bổ tổn thương còn giết địch thiên tại địch lư bọn người trong mắt giờ phút này hắn liền là một cái giết nhân ma vương bị hắn giống to một tiếng cũng không dám lại làm loạn lộn nhào hướng bên cạnh thối lui lục ly lao nhanh đến lục linh bên người một cái tay vịn nàng mục quang liếc nhìn phụ cận tộc nhân rét căm căm nói ra tỉ tỉ chúng ta đi ta xem ai còn dám cản chúng ta rất tốt đi thôi Lục Linh nhìn qua Lục Ly thẳng tắp như tùng lưng, trong mắt đều là kiêu ngạo cùng vui mừng. Kia tuyệt mỹ mặt giống như một đoán nở rộ hoa tươi, đẹp đến nỗi người lóa mắt. chương 21 còn có ai? Địch bá mang đi bộ lạc tất cả thành niên võ giả, tụ liền hơn 50 tuổi võ giả đều mang đi. Dù sao lần này đi càng nhiều người thu hoạch được tiền thưởng càng nhiều, địch bá cho rằng đi hàn băng thâm uyên bên ngoài đóng giữ không có nửa điểm nguy hiểm. Sở dĩ trong bộ lạc chỉ còn lại một chút giả yếu phụ tàn, chiến lực nhất cường đại liền là cụt một tay lão giả mấy người, tăng thêm địch hỏa địch thiên địch hãn mang về một chút người trẻ tuổi. Giờ phút này, tối cường địch hỏa chạy trốn, địch hãn bị lục linh bắn giết, địch thiên bị lục ly chảm. Cụt một tay lão nhân trước ngực bị đuổi một đao có thể thấy được xương cốt vết thương, nếu như là lúc tuổi còn trẻ đây không tính là cái gì, đã qua 60 trước đó, thụ thương là phi thường chí mạng. Còn có ba cái lão giả, một cái bị trọng thương, một cái cánh tay bị chặt đứt, một cái khác dọa cho bể mật gần chết. Còn địch lư mười mấy người trẻ tuổi càng là không dám nhúc nhích, toàn bộ bộ lạc võ giả đều bị lục linh lục ly tỷ đệ kinh hãi. Càng xa xôi rất nhiều lão bà tử lão mộ tử, tuổi trẻ phụ nữ càng là sợ choáng váng. Đây đều là phổ thông nữ tử, không có sức chiến đấu, lá gan cũng nhỏ, rất nhiều người đều không dám nhìn. Chỉ có mấy cái lão mộ tử gào gào khóc lớn, một chút đại hài tử dọa đến nhau nhau chạy trở về bản thân. Lục ly một tay nhấc lấy nhỏ máu đao, một tay kéo tỉ tỉ, từng bước một tiến lên. Lục Linh khóe miệng ngậm lấy ý cười, bị Lục Ly kéo tay trong tay áo lấy mạng nỏ thời khắc chuẩn bị bắn, một cái tay khác chống quải trượng, khập khiễng hướng tiền phương đi đến. Khóc cái gì, cụt một tay lão nhân chịu đựng ngực kịch liệt đau nhức đứng lên, hắn hướng mấy cái lão mộ tử giống lên vài tiếng, toàn trường lập tức an tĩnh lại, chậm rãi trở nên giống như chết yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có Lục Ly tỉ đệ từng bước một tiếng lên tiếng bước chân, còn có Lục Ly trên đao nhỏ máu thanh âm. Rất nhanh, Lục Ly đi tới cụt một tay lão nhân tiền phương, mấy cái khác lão giả sách theo đao thối lui đến bên này, ngay tại cụt một tay phía sau lão nhân không xa. Lục Ly ngừng lại, trường đao nâng lên chỉ vào cụt một tay lão giả nói, lão cẩu, người có để hay không cho đường. Không cho thì thế nào, cụt một tay lão nhân là cái nhân vật hung ác, hắn giận mắt trợn lên trừng mắt Lục Ly. Nội tâm của hắn không phục lắm, nếu không phải bên trong tử thực thảo độc, chỉ bằng Lục Ly một cái huyền lực đều tu luyện không ra phế vật cũng có thể tổn thương hắn. Lục ly lục linh hôm nay đại khai sát giới, máu nhuộm địch long bộ lạc, giống như liền để các nàng tỷ đệ dễ dàng như thế rời đi, cụt một tay lão nhân cảm giác thật mất mặt, tại bộ lạc thành lập nhiều năm uy nghi sẽ không còn sót lại chút gì. Hắn là địch bá thân thúc thúc, địch bá không tại bộ lạc, hắn trở thành bộ lạc người dẫn đầu, hắn như lui ra, địch hắn cùng địch thiên tựu chết vô ích. Không cho ngươi liền đi chết, lục ly nổi giận gầm lên một tiếng, buông ra lục linh tay, thân thể như báo phóng đi. Hắn đã giết đỏ cả mắt, như là đã giết một cái địch thiên, hắn không thèm để ý giết nhiều mấy cái. Lục Linh nói cụt một tay lão nhân có thể là giết chết ông ngoại hung thủ, bất luận có phải thật vậy hay không, Lục Linh kém chút bị cường bạo, còn gãy chân, trở về tìm cụt một tay lão nhân muốn cái công bằng. Lại chỉ cấp 10 cái kim diệp tử đánh, điểm này liền để Lục Ly không thể chịu đựng. Hôm nay địch hỏa đám người hành động, rõ ràng đạt được mấy người thụ ý. Cái này cụt một tay lão nhân vừa rồi muốn giết hắn, Giờ phút này muốn ngăn đường không cho phép các nàng rời đi, cái kia chính là địch nhân rồi. Đối đãi địch nhân, Lục Linh nói nhất định phải tâm ngoan thủ lạt, không chút lưu tình. Lục Ly trong đầu giờ phút này cũng chỉ có cái này bốn chữ, hắn bắn tới, trường đao huyễn hóa ra từng đạo trướng mắt đau mang, đối cụt một tay lão nhân hung hăng bổ tới. Keng, một đạo trầm muộn nổ vang, cụt một tay lão nhân bị thương, huyền lực nhiễu loạn làm sao có thể chống đỡ được, trường đao bỗng chốc bị đập bay, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Lục Ly đôi mắt băng lãnh như dã thú, thân thể bước nhanh đuổi theo, trường đao thật cao vung lên, thời khắc có thể bổ xuống, hắn nhìn chằm chằm cụt một tay lão nhân giống giận, có để hay không cho. Cụt một tay lão nhân thật là cái nhân vật hung ác, hắn cắn răng quát ầm lên, không cho, tiểu dã trùng, người có gan giết ta. Bá Nhi đã là triệu ra ngoại đường trưởng lão, chờ hắn trở về các ngươi tỷ đệ tất bị chém thành muôn mảnh, phơi thây hoang dã. Chết, Lục Ly bạo giống một tiếng, trường đao trọng trọng phách dưới, một đao đem cụt một tay lão giả bổ đi ra hơn 10 mét, ngược tiên huyết cuồng phún, đã bị mở ngược mổ bụng, rõ ràng sống không được. Tứ ca, mấy cái khác lão giả, cùng thổ lâu đài phụ cận lão giả đều kinh hô lên vây lại, lục ly quay đầu hướng lục linh nhìn một cái, cái sau lập tức đuổi theo. Lục ly xách theo nhỏ máu trường đao, từng bước một hướng tiền phương đi đến, cự ly cụt một tay lão nhân thi thể tiền phương một trượt, hắn lại ngừng lại, trường đao chỉ phía xa một đám lão có người nói, các người nhiên kỷ đều lớn rồi sống không được mấy năm, hôm nay ta không muốn lại giết người. Không muốn chết, nhường đường. Năm sáu cái lão giả toàn bộ quay đầu nhìn qua lục ly, đầy mắt oán độc cùng cừu hận, bất quá không có người nào dám nói chuyện, càng không có người dám động thủ. Ta tiến lên 10 bước, không nhường đường, đừng trách ta vô tình. Lục ly từng bước một hướng tiền phương đi đến, trong ánh mắt sát khí càng lúc càng nồng nặc, tại đi đến năm bước lúc rốt cục có người sợ, một cái lão giả trước tiên thối lui đến một bên. Có người dẫn đầu, những người còn lại nhao nhao bắt trước ai cũng không muốn chết giờ phút này đã không người là lục ly đối thủ chỉ có thể chờ đợi địch bá trở về báo thù rửa hận bất quá còn có một cái lão giả không có lui liền là bị lục ly chém trúng cánh tay kém chút bị đánh đoạn lão giả hắn là cụt một tay lão nhân đường đệ cụt một tay lão nhân bị giết ánh mắt hắn bên trong đều là hồng quang không chỉ có không có thối lui ngược lại giống giận hướng lục ly vọt tới lão thất mấy cái lão giả kinh hô lên lục ly con mắt đỏ lên nổi giận phóng đi nhấc đao trùng điệp một bổ, vạn cân cự lực nện xuống, lão giả đã bị thương làm sao có thể chống đỡ được. Ầm, um, lão giả cả người lẫn đao bị đánh bay ra ngoài, nửa người đều bị đánh đến máu thịt be bét, lại chết một người. Còn có ai? Lục Ly dương đao lãnh mắt liếc nhìn phụ cận lão giả, giờ khắc này hắn triệt để hóa thân giết người cuồng ma, hôm nay ai còn dám chặn đường, hắn tuyệt đối giết chết bất luận tội. Toàn trường cấm như ve mùa đông, rốt cuộc không ai dám đứng ra, còn có thanh niên thậm chí dọa đến hai chân rung động xem lục ly mục quang tựa như lệ quỷ đáng sợ. Lục ly nhẹ nhõm mang theo lục linh người xuyên Việt người, hướng bộ lạc cửa trước đi đến, mới vừa đi ra bộ lạc bên ngoài, đằng sau lập tức truyền đến từng đợt tiếng mắng chửi. Lục ly, người phát rồ, người chết không yên lành. Hai cái tiểu tạp trùng, chờ tù trưởng trở về, coi như các người bỏ chạy chân trời góc biển, hắn chắc chắn sẽ đem các người chém thành muôn mảnh. Đúng, lập tức phái người đi tìm tù trưởng, nhất định muốn đem này đối vạn ác bất xá tỷ lệ chặt thành 18 đoạn hai cái này đáng giết ngàn đao. Từng đợt tiếng mắng chửi truyền đến, còn có mấy cái lão mộ tử tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Lục ly nhướng mày dừng bước lại, nhìn đằng sau một chút, nhưng không có lên tiếng. Ngược lại lục linh quét mọi người một chút, mở miệng âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta là đi vũ lăng thành, các người có thể để địch bá đi vũ lăng thành tìm chúng ta báo thù. Chúng ta tỷ đệ hôm nay giết người, các người bộ lạc nếu có thể giết chết chúng ta, đây là bản lãnh của các ngươi chúng ta tuyệt không phàn nàn còn có quay đầu chúng ta sẽ kỹ càng điều tra năm đó ông ngoại của ta chiến tử một chuyện, như thật cùng bộ là có quan hệ, sở hữu tham dự người, ta cam đoan một cái cũng sẽ không lưu lại. Mặt khác hảo hảo đối đãi lục thúc công, ai nếu dám chuyện như vậy giận chó đánh mèo cùng hắn, chỉ cần chúng ta tỉ đệ không chết, ngày sau tất diệt hắn cả nhà. Lục Linh sau khi nói xong quay người chống quải trưởng hướng tiền phương đi đến, Lục Ly vội vàng đỡ lấy nàng rời đi, mọi người lần nữa cảm giác toàn thân lạnh. Lục Linh trước kia bọn hắn có thể coi như trò đùa, hôm nay qua đi cũng rốt cuộc không ai dám khinh thường cái này nữ tử còn có cái kia huyền lực đều tu luyện không ra phế vật lục ly nhìn qua tỷ đệ hai người từ từ đi xa một cái lão giả trong mắt chảy xuống lão lệ mặt mũi tràn đầy hối hận thì thào hôm nay họa nên mệnh trung kiếp số a chúng ta không nên như thế đối đãi bọn hắn tỷ đệ lại càng không nên năm đó làm kia chuyện sai lục nhân hoàng nhi nữ lại thế nào có thể là phế vật lão thập nhất người nói bậy bạ gì đó một tên khác lão giả khiển trách hai tên tiểu tạp chủng này liền là bạch nhãn lang, muốn ta nói năm đó liền nên chảm thảo trừ căn, nếu không cũng sẽ không có hôm nay hỏa. Việc này chỉ có thể mau chóng đi thông chi tù trưởng, lập tức đuổi giết bọn hắn tỷ đệ, Vũ Lăng Thành không thể động võ, tiến vào thành liền phiền toái. Sợ cái gì, một lão giả hư lạnh nói, Vũ Lăng Thành hoàn toàn chính xác không thể động võ, đây là liễu gia lập hạ quy củ. Nhưng lúc này không thể so với xưa nay, liễu gia tao mộ đại biến thực lực đại tồn, triệu gia hiện đã có thể cùng liễu gia chống lại, Bá Nhi là triệu gia ngoại đường trưởng lão, muốn chém giết các nàng tỷ đệ không phải dễ như trở bàn tay sao. Đúng đúng đúng, một cái lão giả gật đầu nói, sau đó đối địch lưu bọn người quát, mấy người các người hỗn trứng còn đứng ngay đó làm gì lập tức đi tìm tù trưởng bẩm báo, để hắn phái người truy sát hai tên tiểu tạp chủng này. Vâng. Địch lưu mang theo hai người hướng bộ lạc bên ngoài phóng đi, bằng nhanh nhất độ hướng hàn băng thâm nguyên chạy như điên, rất nhanh biến mất tại phương Bắc. chương 22, Khách Khanh, hoang dã bên trong, Lục Ly phóng Lục Linh nhanh chân lao nhanh, vừa rồi cũng không có cảm thấy cái gì, hiện tại Lục Ly lại cảm giác một thân lạnh. Hắn giết ba người, đây là lần thứ nhất giết người, hắn cảm giác đầu có chút được. Lục Linh cũng không có khuyên giải hắn, bất kỳ cái gì võ giả đều muốn kinh lịch cửa này, Lục Ly cần chính mình hóa giải nội tâm kết. Trên thực tế Lục Linh mặc dù một mực biểu hiện được rất bình tĩnh, nhưng nói thế nào nàng cũng là một cái yếu đuối nữ tử, nội tâm cũng khó có thể bình phục. Hai tỷ đệ trầm mặc tại đường núi lao nhanh trên đường quả nhiên rất an toàn, hai người bôn tẩu hơn 20 dặm, đều không có gặp được bất luận cái gì huyền thú dã thú. Nghỉ ngơi một hồi đi, bên kia có đầu sông, đi thay giặt quần phục, nếu không làm sao đi vũ lăng thành. Lục Linh đột nhiên mở miệng nói, Lục Ly tỉnh ngộ lại hướng Tiểu Hà chạy đi, tại bờ sông hắn buông xuống Lục Linh, nâng lên nước lạnh hung hăng xoa mấy cái mặt. Lục Ly theo trong bao lấy ra một thân sạch sẽ áo bào, đưa qua nhẹ giọng nói ra, phải chăng cảm thấy rất khó chịu đây là võ đạo chi lộ nhất định phải kinh lịch quá trình, tại Bắc Mạc liền là tàn khốc như vậy. Một khi người bước vào võ đạo chi môn, liền không thể quay đầu. Hoặc là thẳng tới mây xanh, hoặc là trôn xương hoang dã, người không có đầu thứ hai có thể đi. Hôm nay người không giết bọn hắn, chết chính là chúng ta. Lục Ly thở ra một hơi thật dài, quay tới miễn cưỡng đối tỷ tỷ cười một tiếng, gật đầu nói, tỷ tỷ, ta minh bạch, người không cần lo lắng cho ta. Lục Ly cởi trường bào, nhảy xuống tiểu hà bên trong thanh tẩy một phen, tiếp nhận áo bào thay đổi. Lục Linh đem trên người chút ít vết máu lau lau rồi một phen, nàng mục quang nhìn về phía hướng tây bắc nói, đi thôi, mau chóng đi vũ lăng thành, đi trong thành liền sẽ an toàn rất nhiều. Địch bá bọn hắn ở xa hàn băng thâm uyên bên ngoài, coi như nhận được tin tức lập tức truy sát, thời gian ngắn cũng đuổi không kịp. Đương nhiên vẫn là cẩn thận một chút, địch bá hiện tại thế nhưng là triệu ra ngoại đường trưởng lão, đến lập tức đi Vũ Lăng Thành gia nhập Liễu Gia. Liễu Gia là Vũ Lăng Thành bá chủ, Lục Ly như gia nhập Liễu Gia, địch bá muốn động hắn cũng muốn nhớ một phen. Lại nói Lục Ly lập tức liền có thể thức tỉnh huyết mạch, tu luyện huyền lực, đến lúc đó nhất định sẽ bị Liễu Gia coi trọng, địch bá trừ phi muốn được Liễu Gia truy sát, nếu không không dám tìm hắn phiền phức. Nghĩ tới đây Lục Ly có chút giải sầu, nhanh phóng tỉ tỉ nhanh chân bôn tẩu. Trên đường đi đều rất an toàn, cũng không có huyền thú giã thú, xem ra thú triều đã không sai biệt lắm bị chấn áp. Vũ Lăng thành cự ly địch long bộ lạc trăm dặm, đường núi khó đi, cũng may lục ly độ rất nhanh, cõng lục linh vẻn vẹn tại xế chiều thời gian tựu đã tới ngoài thành. Vũ Lăng thành lục ly tới qua rất nhiều lần, trước kia hắn săn giết giã thú huyền thú, thu hoạch được linh tài đến Vũ Lăng thành buôn bán, đối Vũ Lăng thành cũng coi là quen biết. Vũ Lăng thành là quận thành, hạt quản phạm vi ngàn dặm 10 cái tiểu trấn gần trăm cái bộ lạc, trăm vạn nhân khẩu. Thành trì rất lớn, chiếm địa phương toàn vẹn 10 dặm. Bên ngoài có nguy nga cao ngất tường thành, giờ phút này trên tường thành còn có thành vệ quân, người mặc liễu da màu đen chiến giáp, uy phong lẫm liệt. Ngoài cửa thành có mấy cái thành vệ quân, kiểm tra ra vào người đi đường, lục ly đem tỉ tỉ buông xuống, nắm lục linh tay hướng thành nội đi đến. Các loại, lục linh theo trong bao lấy ra lụa trắng đem mặt che khuất, nàng trương này tuyệt mỹ mà từng cho nàng đưa tới tai họa, chân bởi vậy què, tới vũ lăng thành nàng càng không muốn nháo ra chuyện. Dừng lại, hai người quân sĩ đi tới đầy mắt vẻ đề phòng nhìn qua lục ly nói trên người ngươi làm sao có nồng đậm mùi máu tươi mặc dù thanh tẩy một phen nhưng lục ly trên người mùi máu tươi vẫn là rất nồng nặc những hộ vệ này hàng năm tại trên vết đao hành tẩu vừa nghe cũng cảm giác ra lục ly chắp tay nói hồi đại nhân ở nửa đường ta đánh chết mấy cái dã thú nhiễm một chút huyết ta gọi lục ly liếu vũ đại nhân cùng di tiểu thư đều biết ta cây đao này vẫn là di tiểu thư các nàng đưa cho ta Lục Ly cầm trong tay chiến đao đưa đi qua, bọn nhìn thoáng qua buông xuống cảnh giác, cái này chiến đao bên trên có liễu gia tiêu ký, Lục Ly có thể nói ra liễu vô cùng Di tiểu thư danh tự, xem ra không có vấn đề. Lục Ly thu hồi chiến đao, nghĩ nghĩ lại hỏi, vị đại nhân này, Di tiểu thư trong thành sao nàng để cho ta tới Vũ Lăng thành tìm nàng? Di tiểu thư, hộ vệ nhướng mày, lắc đầu nói, Di tiểu thư hôm qua dẫn người đi Hàn Băng Thâm Huyên bên kia, không trong thành. Hỏng bét, Lục Ly biến sắc, Di tiểu thư không tại Hắn làm sao gia nhập Liễu gia a, à không gia nhập Liễu gia, địch bá dẫn người truy sát mà đến, hắn như thế nào ngăn cản? Tiên tiến thành đi, Lục Linh nhẹ giọng mở miệng nói, Lục Ly chỉ có thể mang theo nàng hướng thành nội đi đến. Vào thành sau Lục Linh nói ra, Vũ Lăng thành không thể động võ, đây là Liễu gia quyết định quy củ, bên trong thành là an toàn. Bất quá chúng ta vẫn là đi trước Liễu gia nhìn xem, giống như có thể lập tức gia nhập Liễu gia, vậy liền không còn gì tốt hơn. Liễu gia Lục Ly biết ở đâu? Ngay tại thành trung gian lớn nhất trong phủ đệ, hắn gật đầu mang theo Lục Linh nhanh tiến lên, Lục Linh hành tẩu một lát, mở miệng lần nữa, "Lục Ly, giống như có thể gia nhập Liễu gia, người muốn lựa chọn trở thành Liễu gia khách khanh, không thể gia nhập ngoại đường." A, à, Lục Ly sờ lên đầu, có chút không hiểu Lục Linh ý tứ. Đối với đại gia tộc hắn vẫn là hiểu một chút, Liễu gia, Triệu gia, Lỗ gia thậm chí sở hữu Bắc Mạc đại gia tộc cách cục đều không khác mấy. Đại gia tộc cơ bản đều chia làm nội đường, ngoại đường cùng khách đường nội đường là bản tộc võ giả tài nguyên nhiều nhất quyền thế lớn nhất là gia tộc trung kiên nhất lực lượng ngoại đường thì là bên ngoài mời chào cường giả tỷ như hồng lão còn có liễu gia rất nhiều hộ vệ đều thuộc về thuộc ngoại đường bọn hắn phụ thuộc liễu gia thay liễu gia làm việc chinh chiến dựa theo thực lực địa vị cùng chiến công theo liễu gia thu hoạch được đối ứng bổng lộc cùng tài nguyên còn có liền là khách đường khách đường bên trong đều là khách khanh trên danh nghĩa thuộc về cái này gia tộc hành động lại phi thường tự do Bình thường không cần thay gia tộc làm việc, chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới có thể xuất động. Khách khanh tại các đại gia tộc địa vị lại phi thường thấp, có thể được đến tài nguyên bổng lộc vô cùng ít ỏi, trừ phi dị thường cường đại khách khanh. Bởi vì khách khanh thời khắc có thể ra vào gia tộc, không bị ước thúc cùng quản chế, thậm chí có thể tùy thời thoát ly gia tộc, gia nhập còn lại gia tộc. Sở dĩ bất luận cái gì gia tộc cũng sẽ không đầu nhập đại lượng tài nguyên bồi dưỡng khách khanh, vạn nhất bồi dưỡng được tới hắn quay người tự phủi mông một cái đi nữa nha vạn nhất gia nhập đối địch gia tộc đâu khách khanh tại gia tộc địa vị phi thường thấp giống như lục ly gia nhập liễu gia trở thành khách khanh liễu gia liền không khả năng coi trọng lục ly càng không khả năng bồi dưỡng hắn thậm chí lục ly xảy ra chuyện tỉ như địch bá muốn giết hắn liễu gia có thể cũng sẽ không nhúng tay giúp hắn lục ly cùng lục linh tại địch long bộ lạc đại khai sát giới đến vũ lăng thành vốn là tìm kiếm liễu gia phù hộ Hiện Lục Linh lại làm cho hắn trở thành khách khanh ngươi để Lục Ly làm sao không nghi hoặc. "Tỷ tỷ, Lục Ly nghĩ giải thích một phen." Lục Linh lại khoát tay nói, "Ngươi không cần nhiều lời, ta minh bạch sự lo lắng của ngươi. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, về sau ngươi gia nhập bất luận cái gì gia tộc và thế lực, đều chỉ có thể là khách khanh, không thể gia nhập ngoại đường. Bởi vì ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, ngươi không thể thời gian dài lưu tại những này gia tộc thế lực bên trong. Còn có, những này tiểu gia tộc không xứng ngươi vì bọn họ hiệu lực không xứng lục ly lần nữa kinh ngạc hắn tính là gì a à, liễu gia có thể muốn hắn cũng không tệ rồi lục linh lại còn nói không xứng đường đường vũ lăng thành bá chủ liễu gia tại lục linh trong miệng lại là tiểu gia tộc đúng vậy không xứng lục linh hết sức chăm chú gật đầu nàng trầm mặc một lát nói ra thân phận của ngươi không phải là so tầm thường loại này tiểu gia tộc không có tư cách để ngươi hiệu lực cụ thể về sau sẽ nói cho ngươi biết đi trước liễu ra đi không phải là so tầm thường lục ly sờ lên đầu càng thêm không hiểu, bất quá giờ phút này nhiều người hắn cũng không tốt hỏi nhiều, chỉ có thể mang theo đầy trong đầu nghi hoặc hướng tiền phương đi đến. Trong thành các con đường đều rất huyên náo, bởi vì thú triều thành nội không thế nào bình tĩnh. Bất quá cấp gia tộc cường giả xuất thủ, nghe nói bị thú triều chân áp, thành nội ngược lại là chưa từng xuất hiện hỗn loạn. Bảy lần quạt tám lần rẽ, đi gần nửa canh giờ, Lục Ly mang theo Lục Linh rốt cục đi tới trong thành quảng trường phương Bắc, một tòa xa hoa uy nghi trước phủ đệ. Đi ra, người rảnh rỗi không được đến gần lục ly cùng lục linh mặc keo kiệt mà lại đều không phải là võ giả cửa ra vào hai cái liễu gia hộ vệ lập tức lên tiếng khu trục lục ly đi lên chắp tay nói tại hạ lục ly di tiểu thư nói để cho ta tới vũ lăng thành tìm nàng nàng nói có thể tiến cử ta gia nhập liễu gia đây là di tiểu thư các nàng đưa cho ta chiến đao lục ly đem chiến đao đẩy tới hộ vệ nhìn thoáng qua lại liếc nhìn lục ly vài lần khoát tay nói di tiểu thư không tại ba ngày sau trở về người ba ngày sau lại đến đi Ba ngày, Lục Ly hơi biến sắc mặt, ba ngày sau sợ là địch bá đều dẫn người đánh tới Vũ Lăng Thành đi. chương 23, Huyền Lực, Di Tiểu Thư không tại, Liễu Vũ khẳng định cũng không trong thành, dù sao cũng là Liễu gia tối cường ngân lang chiến đội thống lĩnh. Lục Ly hướng Lục Linh nhìn một cái, cái sau nháy mắt ra giấu ra hiệu Lục Ly rời đi trước. Đi nhà kia khách sạn ở lại, Lục Linh chỉ vào quảng trường phía đông một nhà xa hoa khách sạn, Lục Ly nhìn mấy lần, có chút ngượng ngùng nói ra tỉ, kia khách sạn thật đắt, nghe nói lại một đêm muốn mười mảnh kim diệp tử, chúng ta đổi một nhà đi. Quý có cái gì so mệnh quan trọng hơn sao? Lục Linh lạnh giọng nói ra, khách sạn này ngay tại Liễu Gia phụ cận, rõ ràng là Liễu Gia sản nghiệp, địch bá coi như tìm đến cũng không dám làm loạn. Lại ba ngày thôi, những năm này góp nhặt kim diệp tử còn có chút, đi thôi. Lục Ly những năm này đánh chết không ít giã thú cấp thấp huyền thú, tại Vũ Lăng thành bán đổi lấy một chút kim diệp tử, Lục Linh một mực bớt ăn bớt mặc, ngược lại là tích chữ một chút tiền hai người đi phía đông nhà kia xa hoa khách sạn, ngoài cửa tiểu nhị có chút hoài nghi nhìn chầm chầm hai người, thẳng đến Lục Linh theo trong bao móc ra một bao kim diệp tử về sau, mới lông mày khai nhãn cười dẫn đường. Mở ra hai gian tốt nhất gian phòng, Lục Linh trở về phòng cất kỹ đồ vật về sau, lại dẫn Lục Ly ra khách sạn. Tại phụ cận một cái trong cửa hàng giúp Lục Ly mua hai thân hoa lệ võ sĩ bào, chính mình cũng mua hai thân coi như đắt đỏ xinh đẹp trường bào. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, đi liếu ra cũng đừng làm cho người khác xem nhẹ. Lục Linh giải thích một câu, trở về để Lục Ly hảo hảo thanh tẩy một phen thay đổi mới võ sĩ bào. Chờ Lục Ly thay xong về sau, Lục Linh quan sát tỉ mỉ thêm vài lần gật đầu cười nói, quả nhiên Phật dựa vào mạ vàng, người tốt vì lụa A, à, đệ đệ ta tương lai thế nhưng là có thể mê chết một đám đại gia tộc tiểu thư. Lục Ly tướng mạo cùng Lục Linh có chút giống nhau, ngũ quan duyên dáng, hình thể hoàn mỹ, bất quá hàng năm tại sơn giã bên trong, làn da có chút thô giáp đen nhánh hiện tại mặc vào một thân hoa lệ màu trắng võ sĩ bào, lập tức lộ ra tuấn tú phi phàm, trong khung giã tính để hắn lộ ra thành thục mấy phần, nam nhân vị 10 phần. Lục Linh thay đổi một thân xinh đẹp trường bào về sau, đẹp rất nhiều, đáng tiếc một cái chân què, tuyệt mỹ mặt bị lụa mỏng che khuất, nếu không tuyệt đối đẹp đến nỗi người lóa mắt. Hai người xuống dưới Mỹ Mỹ ăn một bữa cơm, Lục Linh để Lục Ly trở về phòng. Sau khi trở về Lục Linh theo trong bao lấy ra một chút màu trắng thuốc bột, để vào thanh thủy quấy thoáng cái, đưa cho Lục Ly nói, hay đây là cái gì? Lục Ly nghe nói một cỗ mùi lạ, nhớ tới buổi sáng Lục Linh cho hắn uống nước trà, hắn mày nhân lại hỏi, tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi vừa chuẩn chuẩn bị đốt phòng ở nơi này chính là liễu gia sản nghiệp A? À? Nghĩ gì thế Lục Linh chừng Lục Ly một chút, giải thích nói, đây là giải độc, uống cái này ngươi liền có thể tu luyện huyền lực. A, à, Lục Ly nháy nháy mắt, sau đó tỉnh ngộ lại, khiếp sợ nhìn qua Lục Linh nói tỷ, ta không thể tu luyện huyền lực, là bởi vì chúng độc. Không sai, Lục Linh phi thường khẳng định nói ra, mà lại ngươi trúng độc, vẫn là ta tự mình hạ. Sáu tuổi năm đó ta tự cho ngươi hạ độc, nếu không ngươi đã sớm có thể tu luyện huyền lực. Cái gì, Lục Ly hổ khu chấn động, đầy mắt kinh ngạc, hắn ngược lại là không có hoài nghi Lục Linh muốn hại hắn, chỉ là không minh bạch Lục Linh vì cái gì làm như vậy. Ta không hạ độc, để ngươi tu luyện ra huyền lực, chúng ta tỷ đệ đã sớm chết. Lục Linh khe khẽ thở dài nói, ta hoài nghi ông ngoại chết, phải cùng địch bá cùng bộ lạc mấy cái lão già có quan hệ, Ông ngoại thi thể trả lại lúc, ta tin tưởng nhớ rõ địch bá xem chúng ta tỉ đệ ánh mắt bên trong có sát khí, nếu không phải lục thúc công, khi đó sợ là chúng ta tụ bị chảm thảo trừ căn. Người suy nghĩ một chút, giống như người rất nhỏ tự tu luyện ra huyền lực, thiên tư phi phàm, sau khi lớn lên nhất định có thể trở thành cường đại võ giả. Đến lúc đó cha ra năm đó ông ngoại nguyên nhân cái chết, có thể hay không báo thù địch bá làm sao có thể nuôi hổ gây họa một khi người quá sớm tu luyện ra huyền lực, chúng ta tỉ đệ hai người chỉ có một con đường chết ta từ phụ thân lưu lại trong cổ tịch phát hiện ra một loại dược thảo đồng thời thành công tại trong núi lớn tìm được dược thảo này đối với người vô hại chỉ có thể để người vô pháp tu luyện ra huyền lực hiện tại giải độc về sau người hẳn là liền có thể tu luyện huyền lực lục linh giải thích hoàn tất lục ly bừng tỉnh đại ngộ trước kia lục linh nói hắn thức tỉnh huyết mạch về sau lập tức có thể tu luyện huyền lực hắn còn tưởng rằng huyền lực cùng thức tỉnh huyết mạch có quan hệ hiện tại mới minh bạch chính mình vô pháp tu luyện huyền lực là bị tỷ tỷ dùng độc dược hạn chế. Hắn không chỉ có không có nửa điểm trách cứ lục linh, ngược lại mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn qua lục linh, nước nở nói tỷ, những năm này khổ ngươi. Từ nhỏ đã không còn phụ mẫu, bốn tuổi lục linh mang theo trong tã lót lục ly, gian tân sống tiếp được. Bốn tuổi biết cái gì có thể làm cái gì lục linh còn muốn để phòng bộ lạc tộc nhân phóng tới minh thương ám tiễn. 14 tuổi bị người kém chút cường bạo, gãy chân, một người theo hoang sơn giã lĩnh bên trong bỏ lại tới sau khi trở về còn không chỗ giải oan sở hữu đau khổ một người tiếp nhận sở hữu ủy khuất đi trong bụng nuốt chưa từng cùng lục ly nói một người yên lặng liếm láp vết thương không khổ lục linh trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười đưa tay khẽ vuốt lục ly mặt ấm giọng nói ra lục ly chúng ta là lục gia nhi nữ lục gia dòng người mồ hôi chảy huyết lại không thể rơi lệ chỉ có kẻ yếu mới có thể rơi lệ mới có thể phàn nàn lão thiên đối với hắn không công bằng cường giả sẽ yên lặng tiếp nhận hết thảy tất cả dựa vào chính mình hai tay đem sở hữu gặp chắc trở dẹp yên, một người muốn trở nên cường đại, trước tâm của ngươi nhất định phải cường đại, hiểu không? Ừm, lục ly trùng điệp gật đầu, hắn bắt lấy lục linh tay, trịnh trọng nói ra, tỷ tỷ ta nhất định sẽ cố gắng trở thành cường giả, cũng không tiếp tục để ngươi bị nửa điểm tổn thương cùng ủy khuất. Ta nhất định sẽ tìm tới tốt nhất linh dược đưa ngươi chân chữa khỏi, ta sẽ để cho ngươi được sống cuộc sống tốt, tin tưởng ta. Tỷ tin tưởng ngươi, đệ đệ của ta tương lai nhất định sẽ trở thành khinh thường bát phương cường giả. Lục Linh Hạm, sau đó bưng lên nước trà đưa qua nói, nếu muốn trở thành cường giả, người trước giải độc tu luyện huyền lực đi. Huyền lực là võ giả căn bản, người tu luyện ra huyền lực, muốn gia nhập liễu ra cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Tốt, Lục Ly một cái đem nước trà uống xong, Lục Linh chờ hắn uống xong lập tức bàn giao nói, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, khu trừ tạp niệm, tĩnh tâm cảm ứng thiên địa bên trong huyền khí, hấp thu nhập thể, ngừng tụ huyền lực, Lục Ly ngồi xếp bằng, khu trừ tạp niệm tiến vào không linh trạng thái, toàn tâm đi cảm ứng thiên địa bên trong thần kỳ huyền khí. Tu luyện huyền lực biện pháp rất đơn giản, toàn bộ Bắc Mạc đều phổ cập, chỉ cần tư chất không tệ người, đều có thể tu luyện ra huyền lực. Lục Ly sớm minh bạch loại phương pháp này, những năm này thử rất nhiều lần. Từ nơi sâu xa, hắn cảm ứng được thiên địa chi gian có một ít thần kỳ lấm ta lấm tấm, hắn biết cái kia chính là huyền khí, lập tức thông qua minh tưởng nội tâm mặc niệm đem bọn nó hấp dẫn tới gần. Nhân thể đối với huyền khí trời sinh có lực hấp dẫn, những cái kia vô hình lấm ta lấm tấm hướng lục ly thân thể tới gần, chui vào trong thân thể của hắn. Lục Ly bắt đầu nghĩ biện pháp đem những cái kia huyền khí lưu lại, ngưng tụ thành huyền lực, ngay từ đầu vẫn là giống như trước đây, căn bản là không có cách ngưng tụ. Sau nửa canh giờ, trong thân thể của hắn một đầu đại trong gân mạch đột nhiên xuất hiện một đạo yếu ớt khí lưu, kia khí lưu tại hắn trong gân mạch chậm rãi chảy xuôi, để toàn thân hắn đều trở nên cực kỳ thoải mái hài lòng tựa như uống trên thế giới rượu ngon nhất. Huyền lực, Lục Ly đột nhiên trợn mở trong mắt, đầy mắt ngạc nhiên nói ra, "Tỷ tỷ, ta tu luyện ra huyền lực." Ha ha, Lục Linh một điểm không kỳ quái, nàng nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Ngươi là Lục Nhân Hoàng nhi tử, nếu như ngay cả ngươi cũng không thể tu luyện ra huyền lực, toàn bộ Bắc Mạc Tụ không ai có thể tu luyện ra huyền lực." Chương 24, thần miếu. Lục Nhân Hoàng, đây là Lục Ly lần đầu tiên nghe được phụ thân danh tự, hắn bị cái tên này dọa sợ. Huyền Vũ Thần Hải, Hồn Đam, Mệnh Luân, Bất Diệt, Quân Hầu, Nhân Hoàng. Nhân Hoàng kia là Nhân Trung Chi Hoàng, Bắc Mạc trong lịch sử bất kỳ một cái nào Nhân Hoàng xuất hiện đều có thể nhất thống Bắc Mạc, thành lập một cái cường đại vương triều, đem bát ngát cương vực dẫm lên tại chân mình dưới. Ước vạn cường giả cúi nghe lệch, kia là nhân tộc bên trong trí cường trí tôn, tuyệt đại thiên kiêu. Lại có thể có người dám lấy tên gọi Lục Nhân Hoàng. Hắn tựu không sợ bị cường giả nghe nói sau phái người chém giết dù sao đây chính là phạm vào kỵ húy sự tình khinh nhờn nhân hoàng trí tôn thiên địa không dung đừng nói lấy tên lục nhân hoàng cho dù có người vũ nhục lịch đại nhân hoàng cường giả sợ là bị đại gia tộc biết đều muốn vạn dặm truy sát a à. thân phận của ngươi không phải là so tầm thường lục ly nhớ tới lục linh nội tâm đột nhiên dâng lên một cái to gan suy nghĩ chẳng lẽ hắn là một cái nhân hoàng cường giả nhi tử bất quá nghĩ lại bắc mạc trăm năm qua tựa hồ chưa từng xuất hiện nhân hoàng cường giả đừng suy nghĩ nhiều lục linh nhìn thấy lục ly thần sắc đứng lên nói chỉ cần ngươi đã thức tỉnh huyết mạch ta cái gì cũng biết nói cho ngươi hiện tại chúng ta nhất định phải đi ra chúng ta đi thần miếu nhìn xem khi nào có thể mở ra huyết mạch tế đàn chỉ cần đã thức tỉnh huyết mạch liếu ra nhất định đem ngươi trở thành gia đồng dạng cung cấp a à, lục ly cảm giác trên người hắn bí ẩn càng ngày càng nhiều hết lần này tới lần khác lục linh không chịu nói cũng may hắn đã đạt tới vạn cân cự lực tùy thời có thể thức tỉnh huyết mạch cũng không kém cái này một hồi Địch bá lúc nào cũng có thể dẫn người tiến vào Vũ Lăng Thành, mặc dù tại Liễu gia trong khách sạn ở Lục Ly cũng cảm giác không an toàn, hắn nhanh đứng dậy mang theo Lục Linh đi ra phía ngoài. Thần miếu kỳ thật ngay tại quảng trường phía nam, cùng phủ thành chủ đối ứng, sở hữu thành trì đều có thần miếu, dùng để thức tỉnh huyết mạch. Tỷ tỷ, thức tỉnh huyết mạch muốn cái gì sao tỷ như Kim Diệp tử? Một bên hướng thần miếu đi đến, Lục Ly một bên hỏi ý kiến hỏi. Đối với thần miếu hắn hoàn toàn không hiểu trước kia chỉ là xa xa nhìn mấy lần bởi vì thần miếu một mực đại môn đóng chặt thần thần bí bí cảm giác có chút âm trầm kinh khủng hắn không dám tới gần tại bắc mạc tất cả võ giả đều nghĩ thức tỉnh huyết mạch trở thành nhất cường đại huyết mạch chiến sĩ đại gia tộc tử đệ còn có bộ lạc là đám thanh niên đều nghĩ thức tỉnh huyết mạch địch hỏa bọn hắn nghe nói cũng tới thử qua lục ly nghĩ đến giống như ai cũng có thể đến không cần bất kỳ điều kiện gì thần miếu người sẽ không mệt chết a à dù sao vũ lăng quận nhiều người như vậy cái gì cũng không cần. Lục Linh Phi thường xác định chỗ nói ra, chỉ cần ngươi có thể đẩy ra thần miếu đại môn, tự biểu thị ngươi có hy vọng thức tỉnh huyết mạch, thần miếu người sẽ an bài ngươi thức tỉnh huyết mạch. A à nha, Lục Ly mục quang nhìn về phía phía nam tòa miếu cổ kia, ngôi miếu này rất cổ xưa, lại cũng không lộ ra rách nát. Thần miếu toàn thân đen nhánh, cửa chính có 6 cái cây cột lớn, phía trên điêu khắc cổ phát thần bí đồ văn, miếu tư phía vách tường đồng dạng có thần bí đồ văn, Miếu thờ cũng không lớn, khắp nơi đều lộ ra thần bí cùng quỷ dị. Ngôi miếu này bất luận cái gì nhân lộ qua đều có thể nhìn thấy, trên quảng trường người đi đường và võ giả đều tập mãi thành thói quen, căn bản không ai chú ý cùng quan sát. Lục Ly mang theo Lục Linh từng bước một đi đến, đi đến miếu thờ tiền phương 10 mét Lục Linh ngừng, mỉm cười cổ vũ Lục Ly nói, đi thôi, đi đẩy ra thần miếu đại môn, thế giới mới lập tức sẽ vì ngươi rộng mở. Lục Ly nhìn Lục Linh một chút, lòng tin không hiểu trở nên phá lệ mãnh liệt hắn chậm rãi hướng thần miếu đi đến, phụ cận người đi đường bị lục ly hấp dẫn, nhìn thấy hắn như thế đại niên kỷ, đều có chút đùa cợt. Huyết mạch thức tỉnh bình thường là 6 tuổi tả hiếu, những cái kia đại gia tộc tử đệ hoặc bộ lạc hài đồng, hàng năm mỗi tháng đều sẽ tổ chức một nhóm đầy 6 tuổi hài đồng đến đây thức tỉnh, nghe nói 6 tuổi là thức tỉnh huyết mạch tốt nhất thời khắc. Hàng năm Vũ Lăng Thành đều có ít nhất mấy ngàn tên hài đồng tiến đến đẩy thần miếu đại môn, nhưng có thể vào chỉ có chút ít mấy người, mà lại những năm này coi như đi vào hài tử, cũng không có thức tỉnh một cái. Lục ly đều 14-15 tuổi, thế mà còn vọng tưởng thức tỉnh huyết mạch. Coi thường người đi đường, lục ly từng bước một kiên định hướng thần miếu đại môn đi đến, càng ngày càng nhiều người đi đường bị hấp dẫn, toàn bộ đều quang tới đùa cợt hí ngược mục quang, muốn nhìn một chút lục ly kinh ngạc. Đi đến thần miếu đại môn, nhìn qua phía trước hai phiến đen nhánh cổ phát thần bí đại môn, lục ly thật dài hít một hơi, duỗi ra một cái tay hướng đại môn đẩy đi. Ông, đại môn đột nhiên có chút sáng lên, phía trên đồ văn tựa hồ sống lại. Đại môn này rõ ràng có cấm chế, nếu không người người đều có thể đẩy ra. Chi chi, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, kia hai phiến cửa lớn màu đen thế mà hướng bên trong mở ra. Lục ly trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên quay đầu hướng lục linh nhìn lại, cái sau có chút hạm, tựa hồ hết thảy đều trong dự liệu. Xoạt, quảng trường lập tức một mảnh xôn xao, một cái 14-15 tuổi thiếu niên thế mà còn có thể đẩy ra thần miếu đại môn, chẳng lẽ hắn sáu tuổi lúc không có tới nếm thử thức tỉnh huyết mạch. Lục Ly thật đúng là chưa từng tới, địch long bộ lạc người không có dẫn hắn đến, Lục Linh trước kia cũng không có đề cập qua, chỉ là để hắn thối thể. Xa xa xa, trong thần miếu vang lên một đạo tiếng bước chân, một cái toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào khô gầy lão giả chậm rãi bước đi tới. Đi đến trong cửa lớn hắn ngẩng đầu nhìn Lục Ly một chút, mở miệng nói ra, người đẩy ra thần miếu đại môn, thu được mở ra huyết mạch tế đàn cơ hội, nửa tháng sau ngươi có thể tới, đến lúc đó vì ngươi dơ lên thức tỉnh nghi thức, có thể hay không thức tỉnh tựu xem ngươi tạo hóa. Khô gầy lão giả nói xong nhẹ nhàng vỗ thần miếu đại môn, đại môn chậm rãi quan bế, phía trên đồ văn cũng không còn lấp lánh quang mang, khôi phục bộ dáng lúc trước. Lục ly xài bước đi trở về, rất nhiều người hiếu kỳ lấy đánh giá hắn, bất quá đảo không ai đặc biệt để ý hắn. Dù sao hàng năm có thể đẩy ra thần miếu đại môn hài đồng cũng có một chút, nhưng vô số người đầy nghi ngờ hy vọng đi vào, cuối cùng đều là thất vọng mà về. Đừng nói cường đại tam phẩm trở lên huyết mạch, coi như nhất nhị phẩm cấp thấp nhất huyết mạch đều không ai thức tỉnh. Nửa tháng, trở lại khách sạn về sau, Lục Ly cùng Lục Linh sắc mặt cũng hơi có chút ngưng trọng, thời gian nửa tháng nhìn rất ngắn, nhưng đầy đủ sinh rất nhiều chuyện. Lục Linh kế hoạch ban đầu, Lục Ly thức tỉnh một cái cường đại huyết mạch, coi như gia nhập liễu gia trở thành khách khanh, cũng sẽ bị phá lệ coi trọng, xem như gia đồng dạng cung cấp. Bây giờ còn có nửa tháng, địch bá tuyệt đối sẽ dẫn người đến Vũ Lăng Thành, trừ phi lục ly gia nhập liễu ra ngoại đường nếu không liễu ra rất có thể sẽ không giúp hắn ra mặt gia nhập liễu ra ngoại đường đây là lục linh tuyệt đối không cho phép sự tình nàng một đường trầm mặc trở lại khách sạn về sau lập tức cùng lục ly bàn giao nói lục ly ba ngày này ngươi toàn lực tu luyện huyền lực tranh thủ đột phá đến huyền vũ cảnh trung kỳ dạng này liễu gia mới có thể coi trọng ngươi huyền vũ cảnh trung kỳ làm sao có thể lục ly trên trán đều là hắc tuyến hắn vừa mới tu luyện ra huyền lực mới là huyền vũ cảnh tiền kỳ ba ngày thời gian để hắn theo huyền vũ cảnh tiền kỳ tu luyện tới trung kỳ cái này xác định không phải người si nói mộng. Địch Long bộ là thế hệ tuổi trẻ thiên tư tốt nhất là địch hỏa, hắn theo tu luyện ra huyền lực đến đột phá huyền vũ cảnh trung kỳ, giống như hao tốn 3 năm địch hỏa đệ đệ địch hổ, 9 tuổi tu luyện ra huyền lực, đột phá đến huyền vũ cảnh trung kỳ đằng đẳng hao tốn hơn 6 năm thời gian, lục linh lại muốn lục ly trong 3 ngày làm đến. chương 25, con đường của ngươi vừa mới bắt đầu. Người khác có lẽ không có cách, người lại có khả năng. Lục Linh theo trong bao lấy ra một quyển sách, sau đó tại Lục Ly kinh ngạc trong ánh mắt đem thư tờ thứ nhất xé mở, theo trang sách tường kép bên trong lấy ra một mảnh phi thường mỏng trang sách vàng óng. Nàng đưa qua sau trịnh trọng nói ra, đem trong này tâm pháp mặc niệm xuống tới, sau đó lập tức hủy đi. Đây là phụ thân lưu lại, Lục Ly trong mắt quang mang sáng lên, những sách này đều là phụ thân hắn lưu lại, trang sách vàng óng khẳng định cũng vậy. Hắn nhận lấy liếc mấy cái, rất nhanh hô hấp trở nên gấp rút. Chiến thần đồ lục đệ nhất tiết. Trang sách vàng óng bên trên chỉ có chút ít mười mấy cái chữ, mà lại ghi rõ chỉ là một cái tâm pháp khẩu quyết đệ nhất chương, danh tự phi thường bá khí, phía trên mỗi một cái kim sắc chữ nhỏ tựa như hổ đều có được quỷ dị khó lường ma lực, thấy lục ly nội tâm khuấy động, huyết dịch sôi trào. Đây là chúng ta lục ra đặc hữu pháp môn tu luyện, bất quá phụ thân chỉ để lại đệ nhất tiết pháp môn, mặc dù là chương không một, lại đầy đủ ngươi tu luyện tới hồn đàm cảnh đỉnh phong. Lục Linh nghiêm mặt nói ra, lục ly, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, Thứ này tuyệt không thể truyền ra ngoài, cho dù chết cũng không thể nói. Phụ thân đến cùng có cái gì địa vị, lục ly đầy trong đầu nghi hoặc, lục linh xem tình huống có phải hay không sẽ nói, hắn chỉ có thể mang theo trang sách vàng ống trở về phòng. Hắn cẩn thận tính toán trang sách vàng ống bên trong mười mấy cái chữ nhỏ, xác định toàn bộ nhớ kỹ về sau, hắn đem trang sách ném vào trong lò lửa đốt đi. Tu luyện, lục ly cố gắng bình phục thoáng cái tâm tình kích động, bàn ngồi xuống nhập định bắt đầu tu luyện, huyền vũ cảnh tu luyện rất đơn giản cùng cơ sở huyền lực tu luyện đồng dạng, bắc mạc người người đều biết. bất quá, biết là một chuyện, có thể hay không tu luyện ra huyền lực, tu luyện nhanh chậm cái này muốn nhìn người thiên phú. bắc mạc có một câu lời lẽ trí lý người thành công cần tám thành cố gắng, còn một thành thiên phú, một thành vận khí, mà thường thường đằng sau hai điểm so điểm thứ nhất quan trọng hơn. thiên phú liền là hình người chất, người cũng tu luyện không ra huyền lực, làm sao có thể trở thành cường giả người khác ba tuổi có thể tu luyện huyền lực, năm sáu tuổi thức tỉnh năm sáu phẩm huyết mạch người coi như cố gắng cả một đời cũng không sánh nổi người khác tu luyện một năm. Cái này nói ra rất tàn khốc, nhưng là sự thật. Đương nhiên, chăm chỉ là cơ sở, coi như thiên phú lại cao hơn, giống như không chăm chỉ đồng dạng sẽ bị chăm chỉ thiên phú thấp võ giả đuổi kịp, vô pháp trở thành khinh thường bát phương cường giả. Huyền vũ cảnh tu luyện, một là tích lũy huyền lực, thứ hai là thông qua huyền lực đả thông toàn thân 12 cây chủ kinh mạch. Tại 12 cây chủ kinh mạch toàn bộ đả thông, huyền lực dồi dào, có thể quán thông sở hữu kinh mạch lúc, tự đạt tới huyền vũ cảnh đỉnh phong, có thể ngưng tụ thần hải, đột phá thần hải cảnh. Huyền vũ cảnh cảnh giới này, phi thường khảo nghiệm thiên phú, cũng chính là thể chất. Đương nhiên, nếu như là đại gia tộc đệ tử, có được hải lượng tài nguyên, tỷ như từ nhỏ đã dùng chân quý dược thảo ngâm, dùng linh dược cải thiện thể chất, hắn tu luyện tự nhiên muốn nhanh. Thể chất tốt, thiên phú biến thái, có hai điểm. Đệ nhất, tu luyện huyền lực đặc biệt nhanh, người khác tu luyện một tháng mới có thể tích lũy 10 tia, hắn lại chỉ cần một canh giờ, đây chính là thiên phú biến thái. Còn có một điểm liền là kinh mạch, mỗi người lúc sinh ra đời, thể nội đều có tạp chất, đều không thuần, trong kinh mạch lại có ngăn chặn vật, ảnh hưởng huyền lực lưu thông. Huyền lực là võ giả căn bản, muốn có được chiến lực mạnh mẽ, kia nhất định phải để huyền lực tại toàn thân lưu truyền, tùy thời có thể điều động đi nhận chức gì địa phương. Sở dĩ muốn tu luyện, nhất định phải trước tu luyện kinh mạch, đem kinh mạch toàn thân ngăn chặn vật dùng huyền lực luyện hóa, đem kinh mạch đả thông, để huyền lực có thể tại sở hữu trong kinh mạch tự do lưu chuyển mỗi người thể chất cũng khác nhau có người kinh mạch ngăn chặn vật nhiều có thiếu có hoàn toàn phá hỏng căn bản là không có cách đả thông đây chính là thiên phú khác biệt chỗ thể chất tốt thiên phú biến thái ngăn chặn vật vô cùng ít ỏi người khác đả thông một cái kinh mạch phải kể tới nguyệt thậm chí mấy năm hắn lại chỉ cần mấy ngày thậm chí nửa ngày dạng này người thường thường sẽ bị gọi là thiên tài lão thiên thể chất của ta thế mà tốt như vậy Vẹn vẹn tu luyện nửa canh giờ, lục ly tựu mở mắt, hắn đầy mắt chấn kinh ngạc thì thào. Giờ khắc này hắn rốt cục minh bạch vì cái gì lục linh nói, hắn ba ngày có thể tu luyện tới huyền vũ cảnh trung kỳ. Huyền lực tu luyện hắn vận chuyển chiến thần đồ lục, độ tu luyện không biết là nhanh là chậm, bởi vì hắn không biết người khác độ tu luyện. Nhưng có một chút có thể xác định. Hắn hiện tại tu luyện một cái chủ kinh mạch trùng mạch bên trong ngăn chặn vật vô cùng ít ỏi, ít đến thương cảm, thậm chí hắn hiện tại liền có thể dùng huyền lực xuyên qua toàn bộ kinh mạch, bên trong tạp chất ngăn chặn vật cũng không có đem kinh mạch triệt để phá hỏng. Cái này chỉ có hai cái giải thích, hoặc là hắn thiên tư tuyệt đỉnh, hoặc là khi còn bé có người cho hắn phục dụng cực phẩm linh dược, cải thiện thể chất. Mặc kệ là bất luận một loại nào tình huống, Lục Linh khẳng định là biết nguyên do, nếu không nàng cũng sẽ không để Lục Ly trong vòng 3 ngày đạt tới huyền vũ cảnh trung kỳ. 12 đầu chủ kinh mạch, khơi thông 4 đầu tựu đạt tới huyền vũ cảnh trung kỳ, khơi thông 8 đầu là huyền vũ cảnh hậu kỳ, toàn bộ khơi thông đạt tới huyền vũ cảnh đỉnh phong, lại ngưng tụ thần hải liền là thần vũ cảnh. Bốn đường kinh mạch, giống như mỗi lần một đầu đều cùng trùng mạch đồng dạng, kia khơi thông bốn đường kinh mạch căn bản đều không cần ba ngày, giống như không biết ngày đêm không nghỉ ngơi, nhiều nhất một ngày rưỡi còn kém không nhiều lắm. Tu luyện, lục ly cũng mặc kệ, dù sao thức tỉnh huyết mạch về sau, lục linh sẽ đem tất cả sự tình nói cho hắn biết. Hắn một lòng bắt đầu tu luyện huyền lực, dùng huyền lực đả thông kinh mạch, trước đột phá đến huyền vũ cảnh lại nói. Thực lực càng mạnh, tu luyện càng nhanh, liễu gia sẽ càng coi trọng. Chỉ cần có liễu gia che chở, đừng nói địch bá một cái ngoại đường trưởng lão, coi như Triệu gia nội đường trưởng lão muốn tìm Lục Ly phiền phức đều muốn nhớ xuống. Bên ngoài sắc trời dần dần tối xuống, một canh giờ sau Lục Linh mang theo một cái hộp cơm vào đây, nhìn thấy Lục Ly trên thân có chút lóng lánh huyền lực quang mang, ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười, một mình trở về phòng đi nghỉ ngơi. Lục Ly không có ăn cơm, cũng không có nghỉ ngơi, một lòng yên lặng trong tu luyện cả người hắn đều rất là phấn khởi, đằng đằng tu luyện một đêm, đều không có cảm thấy bất luận cái gì mỏi mệt, ngược lại tinh thần hoán. Sau khi trời sáng, Lục Linh đi đến, ép buộc Lục Ly đi ngủ một hồi, giữa trưa Lục Ly tự tỉnh lại, sau đó tiếp tục tu luyện huyền lực, lợi dụng huyền lực đi đả thông kinh mạch. Phía sau hai ngày, Lục Ly Lục Linh đều không ra khách sạn, Lục Ly trừ ăn cơm ra tiêm thiếp bên ngoài, thời gian còn lại đều tại tu luyện, đều đang đả thông kinh mạch. Hắn tiến độ tu luyện vô cùng vô cùng nhanh, ngày thứ nhất trong đêm tựu đả thông trùng mạch, ngày thứ hai buổi chiều cùng ban đêm đả thông tả thủ tay dương mạch cùng tay phải tay âm mạch, ngày thứ ba bắt đầu xung kích đùi phải chân dương mạch. Ngày thứ ba đang lúc hoàng hôn, Lục Ly mở mắt, hắn nhìn thấy Lục Linh ngay tại bên người, lập tức như một đứa bé vui sướng kêu to lên tỷ ta làm được. Ta đã đả thông bốn đường kinh mạch, ta hiện tại là huyền vũ cảnh trung kỳ võ giả. Ba ngày thời gian không đến, Lục Ly thành công theo huyền vũ cảnh tiền kỳ đột phá đến trung kỳ, cái này độ giống như truyền đi sợ là toàn bộ vũ lăng thành đều muốn sôi trào. Lục Linh nhàn nhạt cười, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, có chỉ là kiêu ngạo cùng vui mừng, nàng gật đầu nói, chúng ta lục gia nhi tôn liền là mạnh như vậy, lục ly, ngươi không có cho phụ thân mất mặt. Bất quá ngươi có thể ngàn vạn không thể kiêu ngạo, con đường của ngươi vừa mới bắt đầu. chương 26, hoan nghênh gia nhập liễu gia, lục ly, cút ra đây, ngay tại lục ly dừng lại tu luyện, vừa mới ăn vài miếng giờ cơm, Bên ngoài truyền đến một đạo bá khí quát khẽ âm thanh. "Địch bá?" Thanh âm này hai tỷ đệ đều hết sức quen thuộc, hai người liếc nhau thay đổi cả sắc mặt. Hai người nhất lo lắng sự tình sinh, địch bá tìm tới cửa, trọng yếu nhất chính là địch bá lại dám tại liễu gia trong khách sạn lớn lối như thế đại hống một cái vừa mới gia nhập triệu ra ngoại đường trưởng lão phách lối như vậy là ai cho hắn mạnh như vậy lực lượng. "Tỷ tỷ, làm sao bây giờ?" Lục Ly hướng Lục Linh nhìn lại, trong tay đã nhấc lên chiến đao, giống như địch bá muốn động thủ, hắn chỉ có tử chiến. Đừng nóng vội, Lục Linh trầm ngâm một lát đứng lên nói, ra ngoài chiếu cố hắn, hắn cũng không dám ở trong khách sạn động thủ. Nếu không liền sẽ không đại hống, trực tiếp giết vào đây. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Tại cái này trốn tránh không phải biện pháp, còn không bằng xuống dưới chiếu cố, phía dưới người càng nhiều một chút, nháo ra chuyện liễu ra sẽ trước tiên biết đến. Lục Ly đỡ lấy Lục Linh hướng ra phía ngoài đi ra, đi đến đầu bậc thang liền thấy khách sạn trong đại sảnh đứng đầy người, khách sạn tiểu nhị cùng bọn hộ vệ đều đi ra, vây quanh một đám người mặc màu xanh chiến giáp võ giả trợn mắt nhìn. Địch bá, lục ly cùng lục linh liếc mắt liền thấy được địch bá, hắn người mặc một thân màu xanh chiến giáp, mang theo 4 năm người, xem ra đều là triệu gia võ giả. Địch hổ di truyền địch bá hình thể, địch bá mặt chữ quốc, ít nhất có 1m85 đồng giặc, lưng hùm vai gấu, vác trên lưng lấy một cái cự phủ, toàn thân đều tản ra cuồng bá khí tức, thoạt nhìn như là một cái hình người hoang thú. Lục linh lục ly, hắn nhìn thấy lục ly tỷ đệ sau mắt to bên trong lập tức tràn ra trận trận sát ý trên thân đều là sát khí hắn trầm hống các ngươi tỷ đệ rất tốt a à? dám giết tứ thúc lê thúc cùng thiên nhi hãn nhi bọn hắn hôm nay không giết các ngươi ta địch bá tự tự sát tả tội xa 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 trong khách sạn rất nhiều trong phòng khách đều có người đi tới bên ngoài cũng bắt đầu vây quanh một đám người đương nhiên không ai sẽ nhúng tay nói rõ là đến xem náo nhiệt lục ly tay nắm chặt lấy đao đứng tại lục linh tiền phương giống như địch bá xuất thủ Hắn sẽ chết chiến đến cùng. Hắn không nói gì, Lục Linh nói chuyện, cũng không có nhìn về phía địch bá mà là nhìn về phía khách sạn trưởng quỹ. Nàng lạnh giọng nói ra, trưởng quỹ, chúng ta thanh toán đắt đỏ tiền phòng tại các người cái này vào ở, liền là không muốn bị người quấy dày. Nơi này là liễu gia địa bàn, lại có người tại cái này hô to gọi nhỏ còn muốn giết người chẳng lẽ các người liễu ra mặc kệ quản hay là Vũ Lăng Thành không phải liễu ra ta nhớ không lầm bên trong thành là không cho phép động võ, đây là Vũ Lăng Thành thành chủ định quy củ A. Lục Linh lời nói rơi xuống, khách sạn trưởng quỹ cùng một đám hộ vệ thay đổi cả sắc mặt. Thành nội không thể động võ cái này đích xác là liễu gia tộc dài định quy củ, nếu để cho địch bá bọn người hôm nay công nhiên tại trong khách sạn giết người, liễu gia uy nghi sẽ đại giảm, khách sạn này sinh ý cũng sẽ rất xuống ngàn trường. Một cái giữ lại dâu hình trừ bát trưởng quỹ mặt âm trầm, mở miệng, triệu ra người toàn bộ lui ra ngoài, các người có cái gì ân oán có thể đi phủ thành chủ khiếu nại, tại cái này động võ liền là cùng chúng ta liễu gia là địch. Tranh tranh, một đám liễu gia hộ vệ lập tức rút ra binh khí, giống như địch bá bọn người làm loạn, sẽ lập tức khai chiến. Thấy cảnh này, Lục Ly có chút thở ra một hơi. Địch bá là thần hải cảnh võ giả, hắn mang 4 năm người trong đó cũng có một cái thần hải cảnh, còn lại đều là huyền vũ cảnh đỉnh phong, một khi động thủ hậu quả khó mà lường được. Ha ha, địch bá không có mở miệng, bên cạnh một cái khác thần hải cảnh trung niên nhân mở miệng, trong tay hắn xuất hiện một tấm lệnh bài, mỉm cười nhìn qua trưởng quỹ nói, liễu nguyên huynh, đây là ta gia tộc dáng dấp lệnh bài. Hai người này là địch long bộ lạc phản đồ, các nàng không chỉ có làm phản rồi, còn chém giết địch long bộ lạc không ít người. Ta gia tộc trưởng nói, giờ phút này ngoại giới dung chuyển, như thế phát rồ chi nhân tiến vào thành, sợ là sẽ phải dẫn xuất tai họa. Nói đến đây là địch long bộ lạc việc nhà, liễu nguyên huynh, có thể hay không cho cái thuận tiện để địch bá tự mình xử lý, đương nhiên chúng ta chắc chắn sẽ không trong thành đại náo, ra khỏi thành sau lại xử lý. Người nói chuyện xem ra tại triệu gia rất có uy vọng, đại trưởng quý cùng bọn hộ vệ sắc mặt cũng đẹp rất nhiều, đại trưởng quý thỉnh thoảng nhìn một chút trong tay người kia lệnh bài, có chút xoắn suýt. Nguy rồi, lục ly xem xét tình huống không đúng, nếu ra bên này hộ vệ rõ ràng không có chiến ý, nói không chừng sẽ cho phép địch bá bọn người động thủ bắt lấy bọn hắn, dù sao các nàng tỷ đệ chỉ là hai cái không quan hệ nặng nhẹ người, chỉ cần không trong thành giết người, ngược lại là dễ dàng tiếp nhận chút ít. Lục ly đôi mắt nhất chuyển, hướng đại trưởng quỹ chắp tay nói vị đại nhân này tại hạ lục ly hoàn toàn chính xác giết địch long bộ lạc mấy người bất quá tình huống cụ thể ngươi không thể nghe lời nói của một bên tại hạ và di tiểu thư liếu vũ đại nhân coi như quen biết các ngươi có thể đem bọn hắn tìm đến về sau rồi quyết định muốn hay không đem chúng ta giao ra di tiểu thư liếu vũ đại trưởng quỹ liễu nguyên trong mắt sắc mặt khẽ giật mình vừa rồi hắn kém chút liền chuẩn bị mặc kệ chuyện này nhưng lục ly nâng lên hai người này hắn tự nhiên không thể khinh thường đôi mắt lấp lóe một vòng nói, người tới, đi xem một chút di tiểu thư cùng vũ đại nhân trở về không có. Lần này đến phiên địch bá sắc mặt khó coi, kinh nghi nhìn qua lục ly, cái này tiểu dã trùng thế mà nhận biết liếu vũ cùng di tiểu thư còn có hắn dựa vào cái gì chém giết địch thiên địch hãn cùng hai vị tộc lão. Cộc cộc cộc, một lát sau, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân rồn dập, một cỗ hung lệ khí tức từ đằng xa truyền đến. Lục ly xa xa nhìn một cái lập tức đại hỉ, hắn thấy được một đội ngân lang vệ đội lao vụt mà đến, nhất tiền phương rõ ràng là di tiểu thư. Di tiểu thư trở về, bên ngoài có tiểu nhị thật xa tựu kinh hô lên, địch bá bọn người hướng ra phía ngoài quét qua, sắc mặt đều càng thêm khó coi, di tiểu thư trở về thời điểm thật trùng hợp. Di tiểu thư hẳn là vừa vận từ bên ngoài chạy về, phong trần mệt mỏi, một thân áo lông trồn bên trên còn có chút bẩn, nàng dẫn người cưỡi ngân lang đến ngoài khách sạn, thân thể một cái vượt qua vọt nhẹ nhàng rất xuống. Cửa ra vào người lập tức tách ra, di tiểu thư mang theo 6-7 hộ vệ đi đến lục ly di tiểu thư liếc mắt liền thấy được lục ly nàng mệt mỏi sắc mặt hoán ra vinh quang mỉm cười nói ra lục ly ngươi tìm đến ta lục ly chắp tay nói di tiểu thư tại bộ lạc không tiếp tục chờ được nữa cho nên mới nhờ cậy ngươi ngươi nhìn ta ra tù trưởng đều truy sát đến trong thành đối di tiểu thư ta tu luyện ra huyền lực lục ly trong tay quang mang lấp lánh hùng hậu huyền lực lập tức lấp lánh không ngớt di tiểu thư cùng mấy tên hộ vệ xem xét toàn bộ mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc địch bá cũng kinh nghi thì thảo huyền vũ cảnh trung kỳ làm sao có thể lục ly không thể tu luyện huyền lực đây là bộ lạc công nhận địch bá một mực để địch hổ bọn người chú ý lục ly giống như lục ly có thể tu luyện huyền lực hắn đoán chừng đã sớm động thủ diệt hai tỷ đệ hắn rời đi bộ lạc mới không bao lâu lục ly coi như tu luyện ra huyền lực cũng là trong khoảng thời gian này sự tinh ngắn như vậy thời gian lục ly thế mà có thể tăng lên tới huyền vũ cảnh trung kỳ so sánh địch bá di tiểu thư nội tâm càng rung động bởi vì lục ly mấy ngày trước mới cùng nàng cùng một chỗ chiến đấu qua đoạn thời gian trước cũng một mực tại kéo quan tài lục ly trong thân thể tuyệt đối không có huyền lực nàng cùng liễu vũ hồng lão cũng sẽ không nhìn nhầm ngắn như vậy thời gian tu luyện ra huyền lực còn đột phá đến huyền vũ cảnh trung kỳ thể chất biến thái luyện hóa thối thể đan không có suy yếu kỳ các loại chờ chút lục ly giờ khắc này tại di tiểu thư trong mắt toàn thân đều tràn đầy thần bí cùng thần kỳ di tiểu thư triệu lệ mới vừa nói đại trưởng quỹ đi tới đứng tại di tiểu thư bên người đem địch bá đám người sự tình nói một lần, cố ý nhấn mạnh triệu gia tộc trưởng. Di tiểu thư sau khi nghe xong lại dị thường quả quyết nói ra, triệu lệ, mang theo các người người ra ngoài, nơi này là Vũ Lăng Thành, dám ở thành nội động võ, giết chết bất luận tội. Di tiểu thư, triệu lệ giờ triệu gia tộc trưởng lệnh bài muốn nói vài câu, di tiểu thư nhưng căn bản không nghe, bá đạo khoát tay nói, ra ngoài. Tốt, tốt, triệu lệ cười lạnh hai tiếng, dẫn người quay người đi ra ngoài, địch bá cắn răng, hung ác trừng lục ly tỷ đệ một chút nổi giận đùng đùng đi ra khách sạn. Tốt, di tiểu thư trên mặt tươi cười, tựa như hoa tươi nở rộ, nàng nhìn qua lục ly nói ra, lục ly, ta đại biểu liễu ra hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. chương 27, Khảo Hạch, cái gì ngươi muốn gia nhập khách đường trở thành khách khanh? Vừa mới mang theo lục ly tỷ đệ trở lại liễu ra đại viện, còn chưa ngồi nóng nít, di tiểu thư liền được một cái tin tức kinh người. Lục Ly rất khẳng định nói ra, đúng vậy, ta muốn gia nhập khách đường, chỉ cần liễu gia đồng ý, về sau liễu gia có bất kỳ sự tình, lục ly muôn lần chết không chối từ. Lục linh đã cùng hắn nói phi thường rõ ràng, gia nhập bất luận cái gì gia tộc đều có thể, nhưng nhất định phải chỉ có thể là khách khanh, tuyệt đối không thể gia nhập ngoại đường. Nội đường đương nhiên không có khả năng, bình thường chỉ có bản tộc con em mới có thể gia nhập nội đường. Lục ly từ nhỏ đến lớn rất hít ngỗ nghịch tỷ tỷ ý tứ, lần này nghe nói tỷ tỷ tao ngộ càng thêm yêu thương nàng, lại thế nào có thể đi ngỗ nghịch nàng. Các loại, Di tiểu thư uống một gấp nước trà, nghiêm mặt nói ra: Lục Ly, người có thể không hiểu nhiều đại gia tộc, không hiểu ngoại đường cùng khách đường, giống như ta đều hiểu. Lục Ly cắt ngang Di tiểu thư, có chút áy náy nói ra: Ta biết gia nhập khách đường, tại gia tộc địa vị sẽ phi thường thấp, tài nguyên cùng quyền lực bổng lộc cũng sẽ vô cùng ít ỏi. Bất quá ta có nỗi khổ tâm riêng của ta, ta chỉ có thể cam đoan, chỉ cần Liễu gia thu ta nhập khách đường, Liễu gia có việc ta muôn lần chết. Đừng nói nữa, người nói cái này không có ý nghĩa. Di tiểu thư gặp lục ly lại muốn các loại cam đoan, nàng lắc đầu nói, quy củ liền là quy củ, gia tộc không phải ta quyết định, đừng nói ta coi như phụ thân ta, đều không có quyền lực cho khách khanh ngoại đường đãi ngộ. Mà lại người đắc tội địch bá, hiện tại địch bá là triệu gia ngoại đường trưởng lão, trong thành còn tốt, giống như ra khỏi thành gia tộc khẳng định không bảo vệ được ngươi. Ta biết, Lục Ly lần nữa khẳng định gật đầu nói, nhưng ta còn là kiên trì. Lục Ly sau khi nói xong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được di tiểu thư sắc mặt ảm đạm xuống tới, trong đại sảnh bên ngoài mấy tên hộ vệ sắc mặt đều có chút không tốt, trong mắt có chút đùa cợt, tựa hồ tại im ắng trách cứ Lục Ly không biết tốt xấu. Lục Linh đứng tại Lục Ly bên cạnh, từ đầu đến cuối đều không nói gì, mặt của nàng dùng khăn lụa che khuất, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Tốt ha, di tiểu thư đều chẳng muốn khuyên nhiều, nàng đứng dậy nói ra, gia nhập khách đường cần hoàn thành một cái nhiệm vụ, có thể muốn ra khỏi thành người tốt nhất cẩn thận chút chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ người chính là liễu gia khách khanh hy vọng người hảo hảo tu luyện giống như người muốn thay đổi chủ ý tùy thời có thể dùng tìm ta liễu ngọc người dẫn các nàng đi khách đường cùng khách đường trưởng lão nói một chút ta ý tứ di tiểu thư đứng dậy dẫn người đi lưu lại cái kia hộ vệ liễu ngọc mặt không biểu tình đối lục ly tỷ đệ nói ra theo ta đi thôi liễu ngọc thái độ đại biến lục ly lục linh có thể hiểu được khách khanh tại bất luận cái gì gia tộc kỳ thật đều không bị chào đón, trừ phi lục ly có được phi thường chiến lược mạnh mẽ, nhà ai cũng không muốn nuôi không lấy một người, quay đầu người kia còn có thể gia nhập đối địch gia tộc. Liễu gia rất lớn, bên trong lâu vũ trùng điệp, đình đài thủy tạ dày đặc, khắp nơi đều điểm ánh nến, xa hoa nhưng không mất lịch sử tao nhã. Hai tỷ đệ lần thứ nhất nhìn thấy như thế mới là cảnh vật, có loại không kịp nhìn cảm giác. Tại Liễu gia không thể so với các người bộ lạc, nơi này quy củ rất nhiều, bình thường không thể đi loạn chỉ có thể ở khách đường bên trong hành tẩu. Muốn ra Liễu lâu đài nhất định phải theo Tây môn xuất nhập, mà lại ngươi tỷ tỷ thì không thể tùy ý xuất nhập. Quay đầu khách đường trưởng lão hội cho ngươi một phần kỹ càng đồ lục, nói cho ngươi các loại quy củ. Liễu Ngọc một bên hành tẩu, vừa cùng Lục Ly bình luận, Lục Ly có chút hạ, Lục Linh thì cúi đầu xuống đi không còn nhìn chung quanh. Đi lại mấy nén nhang, Liễu Ngọc mang theo hai người đến một cái trong đại viện, bên trong có 10 cái đơn độc tiểu viện, rất nhiều tiểu viện lóe lên ánh nến xem ra liễu gia khách khanh cũng có một chút. Thành trưởng lão, vị này là mới gia nhập khách khanh, gọi lục ly, di tiểu thư để ngươi an bài một chút sự tình phía sau. Đến trong một khu nhà nhỏ, liễu ngọc đem tỷ đệ hai người ném cho lão giả dâu bạc trắng tự trực tiếp rời đi, không còn có xem lục ly tỷ đệ một chút. Lão giả dâu bạc trắng ngược lại là mặt mũi tràn đầy hiền lành mỉm cười, chỉ vào nơi hẻo lánh một cái tiểu viện nói ra, ta gọi thành khuất, là khách đường trưởng lão. Các ngươi đi trước bên kia ở lại đi, có việc trời sáng lại nói. Lão giả dâu bạc trắng lại ném cho lục ly một phần mộc giản, nói ra, đây là khách đường quy củ, người xem trước một chút, không hiểu trời sáng hỏi ta. Lục ly tỉ đệ hai người chắp tay lui ra, đi vào nơi hẻo lánh tiểu viện, cái tiểu viện này so với các nàng tại bộ lạc ở viện tử lớn hơn một chút, có bốn gian phòng. Bên trong trang trí bài trí, so với địch long bộ lạc ở viện tử ngược lại là thật tốt hơn nhiều. Buông xuống bao khỏa, lục linh trong sân dạo qua một vòng, Đi tới gật đầu nói, không sai, nơi này rất an tĩnh an toàn, thích hợp tính tu, không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta hẳn là sẽ ở lại đây 1 2 năm. Lục Ly đang xem thành khuất cho hắn đồ lục, hiểu rõ liễu ra khách đường quy củ, nghe được câu này hắn ngẩng đầu hỏi, tỷ tỷ, lại 1 2 năm chúng ta muốn đi đâu? Phương Nam, Lục Linh đưa tay chỉ phương nam nói ra, nho nhỏ Vũ Lăng thành không thích hợp người ở lại, người còn có chuyện trọng yếu hơn, trong 3 năm người phải đi Thiên Vũ thành Thiên Hàn thành hoặc Thiên Lương thành gia nhập Bắc Mạc lớn nhất ba cái ngũ phẩm vương tộc, trở thành trong đó một cái gia tộc khách khanh. Thiên Vũ Thành, Thiên Hàn Thành, Thiên Lương Thành vương tộc. Lục Ly lại một lần bị Lục Linh hù dọa, cái này ba cái thành chỉ thế nhưng là Bắc Mạc Tam Đại Vương Thành, là Bắc Mạc ba đại quốc gia Thiên Vũ quốc, Thiên Hàn quốc, Thiên Lương quốc đô thành a. Lục Linh lại để cho hắn đi Tam Đại Vương Thành, gia nhập Tam Đại Vương tộc một trong hắn là ai a một cái tiểu bộ lạc bình dân, có thể gia nhập liễu gia loại này quận thành bá chủ đã coi như là vạn hạnh. Vương tộc, kia là sừng sướng tại Bắc Mạc Đỉnh Phong nhất cấp bá chủ, liễu gia tộc trưởng đoán chừng đi cho vương tộc người giữ cửa ra đều chướng mắt a à hắn có tài đức gì có thể gia nhập vương tộc trở thành khách khanh. Lục ly, người không nên coi thường chính mình, ta và ngươi nói qua thân phận của ngươi không phải là so tầm thường, ngươi tương lai thành tựu cũng bất khả hạn lược, chỉ cần ngươi cố gắng, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ sừng sướng tại Bắc Mạc Chi Đỉnh, làm cho cả Bắc Mạc tại chân ngươi xuống run rẩy. Người trong khung chảy lục ra huyết dịch, người sẽ nhất định sẽ không bình thường. Lục Linh nghiêm mặt nói, dừng một chút lại bàn giao nói, gia nhập ngũ phẩm vương tộc, là người mục tiêu thứ nhất, người cần đi đường còn dài đằng đẵng. Hiện tại người cái gì cũng đừng nghĩ, cố gắng đi tu luyện, chờ người huyết mạch thức tỉnh lại nói. Lục Ly trên chán lại xuất hiện hắc tuyến, Lục Linh rất nhiều chuyện luôn luôn giấu che đại dịch, để hắn cảm giác như lọt vào trong sương mù, hết lần này tới lần khác nàng tính cách quật cường, nàng không nói Lục Ly hỏi thế nào sợ là cũng hỏi không ra tới. Hắn chỉ có thể cầm đồ lục trở về phòng, về sau lục linh sẽ một mực tại trong sân ở, đồ lục cũng không cần, hắn nhất định phải xem xét tỉ mỉ liễu ra khách đường các loại quy củ, để tránh bị trục xuất liễu ra. Lật nhìn mấy lần đồ lục, lục ly đối với khách đường quy củ giải một chút, liễu ra đối với khách khanh ước thúc rất ít, chỉ cần không đánh lấy liễu ra cờ hiệu làm loạn, không tại liễu ra làm loạn, cơ bản không có việc gì. Liễu ra mỗi tháng sẽ thả bổng lộc, cho nhất định tài nguyên, bình thường cơ bản sẽ không điều động khách khanh, trừ phi gia tộc tao ngộ diệt tộc nguy cơ. Cái này tương đương với nuôi không lấy một đám người rảnh rỗi. Bất quá, mỗi cái khách khanh gia nhập khách đường trước đều phải khảo hạch, chứng minh năng lực của mình hoặc là tiềm lực, liễu ra chắc chắn sẽ không nuôi không một đám phế nhân. Khảo hạch, di tiểu thư cũng đã nói khảo hạch, lục ly chân mày cao lại, khảo hạch này có thể tuyệt đối đừng ra khỏi thành A, nếu không địch bá bọn người tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp phục kích chém giết hắn. Một khi hắn làm nhiệm vụ bỏ mình, lục linh tựu không có tư cách ở lại đây, sẽ bị khu trục chờ đợi vận mệnh của nàng khẳng định sẽ vô cùng bi thảm. chương 28, vận khí không tệ, muốn cái gì tới cái đó. Ngày thứ hai, khách đường trưởng lão thành khuất tìm tới Lục Ly, cho hắn một cái nhiệm vụ, để hắn 4 ngày sau theo di tiểu thư xuất trinh hàn băng thâm nguyên, nhất định phải diệt sát 100 đầu nhất phẩm huyền thú, hoặc là một đầu nhị phẩm huyền thú mới có thể trở thành liễu gia chính thức khách khanh. Thâm Uyên phụ cận một đám cấp gia tộc cường giả đại chiến thú hoàng, dẫn Thâm Uyên bên ngoài thú triều bạo động, mặc dù cường đại huyền thú bị đánh chết, thú triều bị trấn áp lại không có khuếch tán, nhưng còn có rất nhiều huyền thú đang hướng ra ngoài mặt xung kích. Sở dĩ gần nhất các gia tộc đều triệu tập cường giả quân đội đi thâm uyên bên ngoài đánh giết huyền thú, chúng ta liễu ra lần này chết trận không ít người, ngươi vừa vặn muốn gia nhập khách đường, liễu ra gặp nạn ngươi tự nhiên nghĩa bất dung từ. Thành khuất bàn giao vài câu tựu rời đi, lục ly mục quan nhìn về phía lục linh, cái sau gật đầu nói, khảo hạch nhiệm vụ ngược lại là hợp lý, người đi theo di tiểu thư đi tính nguy hiểm sẽ cực kỳ giảm xuống, người cũng có thể làm quen một chút huyền lực vận dụng đương nhiên địch bá khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp báo thù rửa hận sở dĩ ngươi lần này ra khỏi thành vẫn là cửu tử nhất sinh lục ly nhíu mày nói ra nhiệm vụ này đã hạ đạt ta vô pháp sửa đổi chỉ có thể ra khỏi thành đi mở chiến đáng tiếc thời gian quá cấp bách giống như cho ta một hai tháng thời gian lại đi khảo hạch ta liền có thể đả thông toàn bộ kinh mạch nghĩ biện pháp ngưng tụ thần hải ừ lục linh nghĩ nghĩ khua tay nói người đi trước tu luyện đi nhìn xem cái này bốn ngày thời gian có thể hay không lại đả thông mấy đầu kinh mạch, tăng cường một chút chiến lực, nhiệm vụ trước rồi nói sau. Lục Ly không còn biện pháp, chỉ có thể trở về phòng tiếp tục tu luyện, hắn hiện tại đã đả thông bốn đường kinh mạch, độ như hỏa tiến, giống như còn lại kinh mạch cũng cùng phía trước bốn đầu đồng dạng, đoán chừng trong vòng hơn một tháng liền có thể đạt tới huyền vũ cảnh đỉnh phong. Rất rõ ràng, hắn suy nghĩ nhiều, đầu thứ năm kinh mạch chân âm mạch rất thuận lợi, vẻn vẹn hao tốn nửa ngày thời gian nhưng thứ sáu đầu gân mạch nhâm mạch cũng rất trưởng rất lớn bên trong ngăn chặn vật tạp chất bắt đầu trở nên nhiều hơn đầu này kinh mạch đằng đẳng hao tốn hắn một ngày rưỡi thời gian ở lại đây lấy rất nhàn nhã áo cơm không lo mỗi ngày đều có người đưa tới đồ ăn thanh thủy hoa quả còn có một cái tiểu tổng quản chuyên môn phụ trách khách đường có bất kỳ cần không quá phận đều có thể tìm hắn cái này để thất đầu gân mạch làm sao dài như vậy lớn như vậy không cần lo lắng lục linh lục ly không biết ngày đêm tu luyện Chờ hắn đi đả thông đệ thất đầu lúc càng há hốc mồm hơn. Đệ thất đường kinh mạch đốc mạch, sau so thứ sáu đầu nhâm mạch đằng đảng lớn gấp đôi, bên trong ngăn chặn vật càng nhiều, theo hắn đoán chừng không có ba bốn ngày căn bản là không có cách đả thông. Càng đi về phía sau càng khó, lục ly ngẫm lại cũng bình thường trở lại, giống như tu luyện càng ngày càng dễ dàng, kia mỗi người đều là quân hầu nhân hoàng, cường giả vì cái gì như thế thưa thớt, cũng là bởi vì mỗi lần đột phá một cảnh giới đều vô cùng gian nan giống như lục ly thời khắc này ý nghĩ bị ngoại nhân biết rất nhiều người khẳng định đều sẽ phiền muộn đến thổ huyết muốn biết thế hệ tuổi trẻ coi như thiên tư biến thái nhất triệu ra thiếu ra triệu duệ theo huyền vũ cảnh tiền kỳ đến đỉnh phong cũng đằng đẳng hao tốn thời gian một năm lục ly xem ra nhiều nhất sẽ chỉ tốn hao mấy tháng quả nhiên ngày thứ ba lúc xế chiều lục ly đệ thất đường kinh mạch chỉ là đả thông một nửa tu luyện mấy ngày hắn trong kinh mạch huyền lực ngược lại là rất đục tăng thêm đầy đủ hắn dùng tới một hai tháng khác đừng tu luyện nghỉ ngơi một chút. Lục Linh đi đến, đưa qua một bát thức ăn nóng hổi, cái này cùng hắn nói là một bát không bằng nói là một chậu, Lục Ly lượng cơm ăn to đến dọa người. Lục Linh nhìn xem Lục Ly ăn như hổ đói, mở miệng nói, sáng mai muốn ra, chế chút ngươi đi tìm một chút thành khuất, nhìn xem có thể hay không muốn một cái tốt binh khí. Binh khí, Lục Ly dừng lại ăn cơm, cao mày nói, ta còn không phải liễu ra chính thức khách khanh, hiện tại liền đi đòi hỏi binh khí, cái này không được đâu lại nói kia chiến đao ta dùng đến thật thói quen, vẫn là nhất giai huyền khí đâu. Không phải quen thuộc vấn đề, Lục Linh giải thích nói, người không hiểu huyền kỹ, cái này chiến đao có phải hay không huyền khí ý nghĩa cũng không lớn, còn không bằng dùng một cái binh khí nặng. Thân thể người có vạn cân cự lực, tăng thêm vận dụng huyền lực ít nhất có một vạn sáu bảy ngàn cân khí lực, thật to qua huyền vũ cảnh đỉnh phong. Người không hiểu huyền diệu huyền kỹ, vậy liền dùng lực phá khéo léo, dùng tuyệt đối lực lượng công kích, dạng này ngược lại có thể thật to vùng ưu thế của ngươi. Đúng, Lục Ly trầm tư một lát đôi mắt sáng lên, Lục Linh tựa như thể hồ quán đỉnh đề tỉnh hắn, hắn hiện tại lực lượng lớn lớn hơn cả Huyền Vũ cảnh đỉnh phong, giống như có thể có được một cái binh khí nặng, có thể bằng vào cường đại lực lượng trực tiếp phá vỡ địch nhân xảo diệu chiêu thức, dốc hết toàn lực. Nghĩ thông suốt sự tình, Lục Ly miệng lớn ăn cơm, rất nhanh toàn bộ nuốt xuống đi, Lục Linh theo trong bao lấy ra một chút kim diệp tử đưa qua nói, tại liễu ra không lo ăn không lo mặc, kim diệp tử vô dụng giống như có thể dùng kim diệp tử đổi, người đổi một cái nặng nhất binh khí, cái gì loại hình đều được. Tốt, Lục Ly nắm qua hơn 100 mai kim diệp tử đứng dậy rời đi, đây là những năm này toàn bộ tích xúc, hắn ngược lại là nửa điểm không đau lòng, chỉ cần nhiệm vụ lần này có thể còn sống trở về, kim diệp tử về sau lại làm không muộn. Hắn tìm tới khách đường trưởng lão thành khuất, cái sau lại có chút khó khăn, dù sao Lục Ly còn không phải liễu ra chính thức khách khanh, đối liễu ra không có bất kỳ cái gì cống hiến. Hiện tại tìm liễu ra muốn cái gì, binh khí đường lão gia hỏa chắc chắn sẽ không đồng ý. Thành khuất nhìn thấy lục ly hy vọng mục quang, khoát tay nói, đây là thân phận lệnh bài của ngươi, ngươi dây vào tìm vận may đi, binh khí đường ngay tại ngoại đường, số 19 các lâu. Lục ly tiếp nhận lệnh bài bái tạ rời đi, đi ra khách đường, một đường nhìn xem cửa viện bảng số tìm kiếm. Hao tốn mới nén hương thời gian tìm được một tòa rất lớn các lâu, bên ngoài trên cửa chính viết binh khí đường ba chữ. Dừng lại, binh khí đường trong sân có người tỏa chấn, là một cái xám trắng đầu lão giả, hắn nhìn chằm chằm Lục Ly nói thân phận lệnh bài. Lục Ly đem thân phận lệnh bài đưa đi qua, xám trắng lão đầu người tiếp nhận trong tay huyền lực lấp lánh, lệnh bài rất nhanh phát sáng lên, phía trên biểu hiện một cái khách chữ, lão giả nhìn lướt qua Lục Ly khua tay nói, người còn không phải chính là khách khanh, không có bất kỳ cái gì điểm cống hiến, người không có tư cách đi vào. Ai, Lục Ly có chút ảm nhiên tiếp nhận lệnh bài, sau đó chưa từ bỏ ý định chỗ lấy ra kim diệp tử nói, đại nhân, ta có thể dùng kim diệp tử mua sắm binh khí ta lập tức muốn đi tham gia khảo hạch bất luận cái gì, không có binh khí sợ là vô pháp toàn lực vung. Kim diệp tử, lão giả cười nhạo nhìn qua lục ly nói, chúng ta liếu ra sẽ thiếu kim diệp tử sở hữu huyền khí đều cần điểm cống hiến hối đoái, cao dai huyền khí cần điểm cống hiến càng là giá trên trời. Như vậy đi đã người tham gia khảo hạch nhiệm vụ không có binh khí, ta tự mở một mặt lưới, người có thể dùng kim diệp tử hối đoái, bất quá chỉ có thể hối đoái bình thường nhất binh khí, hoặc là tổn hại huyền khí đa tạ đại nhân, lục ly đại hỷ, hắn không cần huyền khí, chỉ cần trọng binh khí là được, hắn đi theo lão giả đi vào binh khí đường, bất quá lão giả không có dẫn hắn đi ở giữa các lâu, mà là đi một cái góc phòng nhỏ, lão giả mở ra gian phòng nói ra, người đi vào chọn một cái đi, chế chút lấy ra ta muốn nhìn, ta cho rằng hợp lý người mới có thể đổi thành. Lục ly vội vàng đi vào, bên trong không rộng, chỉ có bốn năm bình, chất đầy binh khí, ít nhất hơn ngàn kiện. Còn có binh khí đều dỉ xét, tràn ra dỉ sắt khí tức đều là hủy đi huyền khí. Lục ly liếc mấy cái có chút thất vọng, những binh khí này phần lớn đều là tổn hại huyền khí, có thậm chí đều đứt gãy. Những này huyền khí bình thường là chiến đao trường thương trường kiếm trường mâu cung tiễn loại hình, nhìn đều không trọng. Lục ly ở bên trong dạo qua một vòng, thử rất nhiều binh khí hiện đều không đủ trọng, nặng nhất một cái đầu phủ cũng chỉ có 5-600 cân. a à, phía dưới có cây đại đao, lục ly tìm kiếm một trận, tại một đống binh khí phía dưới cùng thấy được một cái cự đại chiến đao, mặc dù chỉ là thấy được một góc, lại có thể dự đoán ra đao này tuyệt đối phi thường trọng. Hắn đem binh khí dịch chuyển khỏi, cây đại đao kia lộ ra nguyên hình, đây là một cái phi thường xinh đẹp chiến đao, tuyệt đối là huyền khí, mà lại phẩm giai không thấp, phía trên văn lộ cổ pháp hoa lệ, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Đáng tiếc cây đao này bị hủy, trên lưỡi đao có một đoạn đứt gãy, còn không chỉnh tề, nhìn cảm giác có chút khó chịu. Lục Ly không thèm để ý đẹp xấu cùng phải trang hủy đi, hắn một tay nắm chặt chuôi đao đem chiến đao nhấc lên hắn thần sắc thoáng cái phấn chấn, quát khẽ nói, đau này thật nặng, ít nhất có 2.000 cân trở lên, giống như không gãy, ít nhất 3.000 cân trở lên, vận khí không tệ, tựu thanh này. chương 29 Thiên Lân Đao Hay, hắn vung lên chiến đao ở giữa không trung múa thưởng thức một hồi, càng hưng phấn. Cái này chiến đao trước kia tuyệt đối là một cái cao dai huyền khí, chế tạo tài chất phi phàm, lục ly đưa tay đi vuốt ve cũng có thể cảm giác được một trận tận xương hàn khí. Thiên lân thiên lân đao, Lục ly tại trên chuôi đao thấy được hai chữ, càng thêm kết luận đao này bất phàm, có thể bị mệnh danh chỉ có địa giai huyền khí, nhân giai huyền khí là không có tư cách mệnh danh. Đáng tiếc a, à, lục ly nhìn xem đứt gãy lưỡi đao, khe khẽ thở dài, giống như cái này huyền khí không bị hủy hoại, nhất định có thể tăng cường rất nhiều võ giả chiến lực, có thể tăng lên 3-4 thành trở lên. Bất quá, giống như không phải bị chém đứt, cũng sẽ không đặt tại cái này, tựu thanh này. Lục ly sách theo dài đến một mét đao gãy đi ra ngoài, đối lão giả chắp tay nói, đại nhân, thanh này đao gãy có thể hối đoái cho ta, ta những này kim diệp tử đều cho ngươi. Thiên lân đao, lão giả mục quang quét qua chuôi đao, khóe miệng lộ ra đùa cợt nói, tiểu tử, thanh này thiên lân đao thế nhưng là địa giai huyền khí, vẫn là đời trước tộc trưởng đã dùng qua binh khí. Mặc dù hủy đi, như thế nào ngươi có thể hối đoái đừng nói hơn 100 kim diệp tử, coi như 10 vạn kim diệp tử đều đổi không được, trả về. 10 vạn, lục ly miệng há đến lão đại, thanh này đao gãy cư nhiên như thế đáng tiền 10 vạn kim diệp tử đều có thể xếp thành một tòa núi nhỏ, hắn muốn săn giết nhiều ít giã thú mới có thể đổi được. Trả về, lục ly có chút không bỏ, cây đao này có nặng hơn 2.000 cân, mà lại tài chất phi thường đặc thù, đoán chừng huyền khí vô pháp chém đứt. Có được cây đao này, chiến lực của hắn ít nhất có thể gia tăng mấy thành. Giống như tại địch long bộ lạc trận chiến kia hắn có được cây đao này, một đao liền có thể chém giết một người, địch hỏa căn bản không có có thể đào tẩu hắn cầu khẩn hướng lão giả chắp tay nói, đại nhân, ta thật rất cần cây đao này, ngươi xem cần gì điều kiện ta trước thiếu quay đầu từ từ trả, coi như 10 vạn kim diệp tử ta cũng có thể trả lại. Không được, lão giả mặt đen lên nói ra, quy củ liền là quy củ, ngươi lại hung hăng càn quấy, ta cần phải đem ngươi ném ra ngoài. Lục ly cắn răng kho người xuống làm lễ, đại nhân, van cầu ngươi, bất kỳ cái gì điều kiện đều tốt nói, ta chỉ cần cây đao này. Ngươi muốn cây đao này, đơn giản. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo giọng nữ dễ nghe, một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp đẩy cửa vào, tại cửa ra vào nhìn qua lục ly nói ra, ngươi chỉ cần gia nhập gia tộc ngoại đường, đừng nói thanh này phá đao, tốt hơn vũ khí ta đều có thể để gia tộc ban cho ngươi. Di tiểu thư, lục ly ngẩng đầu nhìn một chút tử bào nữ tử nở nụ cười khổ. Liễu gì tới, mở miệng liền muốn đưa binh khí tốt cho hắn, nhưng điều kiện hắn nhưng căn bản không tiếp thụ được. Lục Ly, Liễu Di lắc lắc huyền chuyển một nắm eo thon đi tới, nghiêm mặt nói ra, người thiên phú rất biến thái, chỉ cần gia nhập liễu ra ngoại đường, ta sẽ để cho gia tộc toàn lực bồi dưỡng ngươi, đan dược huyền kỹ binh khí muốn cái gì có cái đó. Không ra mấy năm, người tuyệt đối có thể trở thành thần hải cảnh cường giả, thậm chí còn có thể bước vào hồn đàm cảnh, đến lúc đó người đem có thể trở thành vũ lăng thành có số cường giả, chúng ta liễu ra cũng sẽ cho người đầy đủ quyền thế cùng địa vị. Coi như người muốn cưới gia tộc trực hệ tiểu thư, đều không phải là không thể nào. Liễu gì mở ra điều kiện rất mê người, còn nói có hy vọng trở thành liễu gia cô gia này đối tại bình thường võ giả dụ hoặc tụ phi thường lớn dù sao liễu gia thế nhưng là vũ lăng thành bá chủ trở thành liễu gia cô gia cái kia chính là một bước lên trời thật có lỗi lục ly cười khổ lắc đầu lục linh lời nói đến mức phi thường tinh tường đừng nói liễu gia trực hệ tiểu thư coi như cái này xinh đẹp tôn quý di tiểu thư nói có thể gả cho hắn hắn cũng sẽ không dao động vậy quên đi liễu di sắc mặt biến đến có chút ảm đạm nàng nhìn qua lục ly trong tay đao gãy hỏi, người rất yêu thích cây đao này đao này kỳ thật không còn tác dụng gì nữa, đứt gãy căn bản là không có cách tu bổ, cũng liền không phải huyền khí. Vô pháp quán chú huyền lực đi vào, càng không cách nào phóng thích huyền kỹ. Lục ly rất kiên định nói ra, ta không quan tâm nó có phải hay không huyền khí, ta tự yêu thích cây đao này, di tiểu thư có thể hay không giúp ta lần này, ân tình này ta lục ly cảm hoài tại tâm, muôn lần chết không chối từ. Nhìn qua lục ly này đôi nóng rực con ngươi, Liễu Di nhớ tới các nàng bị hồng lân ưng lúc công kích, lục ly sách theo một cái gậy gỗ vào tới tràng cảnh, nàng trầm ngâm chốc lát nói, hạ lão, cây đao này ta giúp hắn đổi, cần bao nhiêu điểm cống hiến, theo ta cái này khấu trừ. Liễu Di lấy ra một cái lệnh bài, sám trắng lão đầu người hiếu kỳ quét lục ly một chút, tiếp nhận lệnh bài huyền lực quán chú. Liễu Di trên lệnh bài sáng lên một cái bên trong chữ, đằng sau còn có một loạt con số, bất quá kia con số rất nhanh thay đổi, đằng đẳng thiếu một trăm. Lục Ly hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi, đây là cái gì? Liễu Di giải thích nói, con số này liền là điểm cống hiến, bất kỳ cái gì gia tộc đều như thế, người thay gia tộc làm việc, chiến đấu, chấp hành nhiệm vụ đều sẽ có điểm cống hiến. Gia nhập ngoại đường, mỗi tháng miễn phí có 10 điểm điểm cống hiến đưa tặng. Khách đường cũng có, bất quá một tháng chỉ có một điểm. Bằng vào điểm cống hiến người có thể tại gia tộc đổi thành binh khí, đan dược, huyền kỹ, thậm chí bộ lạc tiểu trấn quyền sở hữu các loại. A à, nha, Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ, xem ra kéo quan tài lúc, những cái kia tuần sát liễu ra hộ vệ cũng có điểm cống hiến A, những này đại gia tộc ngược lại là rất công bình công chính. Gia lực làm việc chảy huyết đều có điểm cống hiến, có thể đổi thành các loại đồ tốt. Tốt, người trở về đi, sáng mai muốn đi ra ngoài hàn băng thâm uyên. Thuyết phục không có hiệu quả, liễu gì tựa hồ đã mất đi trò chuyện tâm tình, quay người rời đi. Lục Ly thì bưng lấy thiên lân đao hưng phấn hướng khách đường đi đến, trở lại khách đường thành khuất nhìn thấy Lục Ly cõng thiên lân đao, đầy mắt kinh ngạc đi tới hỏi thăm khi biết là liễu di giúp hắn đổi thành về sau thành khuất dùng dị dạng mục quang nhìn chằm chằm lục ly nói ra tiểu tử không tệ a à, di tiểu thư thế nhưng là vũ lăng thành minh châu a liễu gia hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tiểu thư tùy thời có thể đột phá thần hải cảnh người như đem nàng bắt lại về sau tuyệt đối lên như diều gặp gió lục ly bị nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt đều không biết làm sao đáp lời thành khuất cười ha ha rời đi lục ly đi vào tiểu viện của mình. Lục Linh ngay tại trong tiểu viện ngồi, nàng đoán chừng nghe được hắn cùng thành khuất đối thoại, cũng cười nhạo nói, Lục Ly, người coi trọng cái nào di tiểu thư vị tiểu thư này người ngược lại là cũng còn có thể, tướng mạo mã mã hổ hổ, miễn cưỡng có thể xứng với ngươi. Đương nhiên làm chính thê là không thể nào, Lục Ly người phải nhớ kỹ người chính thê nhất định phải xuất sinh danh môn, ít nhất là ngũ phẩm vương tộc gia chính quy tiểu thư mới có tư cách xứng với ngươi. Lại tới, Lục Ly trợn trắng mắt, Lục Linh nói chuyện luôn luôn nói một nửa, lại không nói cho hắn chân chính tình huống như những lời này không phải lục linh nói hắn đều sẽ một bàn tay quét đi qua làm cho đối phương thanh tỉnh xuống hắn đem ngoại viện cửa đóng lại lập tức đầy mắt cực nóng khẽ vuốt trong tay chiến đao sau đó hắn điều tập huyền lực bên phải tay toàn bộ tay lập tức cảm giác lực lượng đại tăng hắn vung lên thiên lân đao múa suy suy đao của hắn càng lúc càng nhanh đao phong phá không vang lên một mảnh tiếng rít hắn càng múa động càng hưng phấn trong sân du tẩu đầy trời bụi đất bị hắn khiên động, đem lục linh sặc đến bước nhanh đi vào gian phòng bên trong. Tốt, luyện một trận, lục ly dương đao dừng lại, trong mắt của hắn tinh mang dạng dỡ, sắc mặt đỏ bừng, cả người đều yên lặng tại trong vui sướng. Hắn quay đầu nhìn qua đứng tại cửa ra vào lục linh vết miệng nói, tỷ tỷ, có cây đao này, huyền vũ cảnh đỉnh phong võ giả, ta đều có nắm chắc một trận chiến. Lục linh đi ra, đưa qua một cái màu đen cung tên, cười nhạt nói, lại thêm thanh này lấy mạng nỏ, thần hải cảnh xuống ngươi hẳn là vô địch. Ngươi phải nhớ kỹ mặc kệ là ai, chỉ cần là địch nhân cũng không cần lưu tình, giết lại nói. chương 30, Lục Ly ra khỏi thành. Đệ nhị sáng sớm ngày, Lục Ly sớm liền dậy, xua tan Lục Linh một người đi Tây Môn bên ngoài chờ. Tây Môn bên ngoài chỉnh tề đứng vững từng hàng võ giả, liếc nhìn lại ít nhất có 300 người. Toàn bộ người mặc liễu da màu trắng bạc chiến giáp, cưỡi thượng cấp đại mã, nhất tiền phương có 7-8 người cưỡi ngân lang, liễu gì còn chưa tới, hiển nhiên canh giờ chưa tới. Liễu gia quả nhiên cường đại, lục ly nhìn lướt qua, nhìn thấy cái này 300 người đều là huyền vũ cảnh võ giả, huyền vũ cảnh hậu kỳ cường giả không phải số ít. Đây cũng không phải là một hai người, mà là 300 người. Đây là liễu gia ngoại đường võ giả một phần, trong thành thành vệ quân toàn bộ đều là liễu gia võ giả. Mỗi một cảnh giới vượt qua cũng khó như lên trời, xem ra chuyện cố kể không sai. Hơn 300 người, lục ly cảm ứng khí tức thế mà không có một cái nào thần hải cảnh hắn âm thầm cảm khái không thôi. Bắc mạc sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, người người sùng võ, sở hữu bộ là con dân lúc tuổi còn trẻ đều là tốt nhất thợ săn. Bất quá có thể tu luyện ra huyền lực một hai phần mười, có thể đột phá thần hải cảnh, mấy trăm huyền vũ cảnh võ giả cũng chỉ có một hai cái. Huyền vũ, thần hải, hồn đam, mệnh luân, bất diệt, quân hầu, nhân hoàng. Bất kỳ một cái nào cảnh giới đột phá đều cực kỳ gian nan, mà một khi đột phá thực lực sẽ tăng lên mấy lần, thân phận địa vị quyền thế cũng sẽ gia tăng thật lớn. Tỷ như địch bá đột phá thần hải cảnh, tại Hàn Băng Thâm Uyên lập tức bị triệu ra mời chào, sau lập xuống đại công trực tiếp để bạt làm ngoại đường trưởng lão. Một cái đại gia tộc ngoại đường trưởng lão mặc dù có rất nhiều, nhưng có thể trở thành trưởng lão, tại cái này gia tộc địa vị sẽ đề cao thật lớn, có khả năng đạt được tài nguyên sẽ bội số gia tăng. Tiểu tử, tới, ngân lang vệ đội một trong liễu ngọc nhìn thấy lục ly ngây ngốc lấy đứng tại tây môn bên ngoài, hướng hắn quát khẽ một tiếng, sau đó đối đằng sau một người nói ra cho hắn một con ngựa. Nha, Lục Ly vội vàng nhanh chân đi đi, có người cho hắn dắt tới một con ngựa. Lục Ly gãi gãi đầu, hắn không biết cưới ngựa A, à, trước kia tại bộ lạc hắn cũng không dám cao điệu như vậy, chưa từng cưới qua ngựa. Sẽ không cưới chính mình nhìn xem học đi, đừng ngã xuống bị dẫm chết là được. Liễu Ngọc nhìn hắn một cái, cũng không có quá nhiều chỉ điểm, Lục Ly không biết tốt xấu khăng khăng gia nhập khách đường, để Liễu Ngọc nhìn hắn hơi có chút khó chịu lục ly sờ lên cái mũi thân thể nhảy lên lên lưng ngựa bất quá không dám loạn động chỉ có thể nắm chắc dây cương cộc 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 sau một lát ba thất ngân lang theo trong cửa tây lao nhanh mà ra nhất tiền phương một cái nữ tử người mặc ngân sắc nhuyễn giáp phía sau buộc lên màu đỏ áo choàng gương mặt xinh đẹp như hoa kiều nhan như ngọc tư thế hiên ngang thấy một đám liễu gia tuổi trẻ võ giả đầy mắt cực nóng liễu di hôm nay không có mặc áo lông trồn mà là mặc nhuyễn giáp linh lung tinh tế dáng người cũng không có bị che lấp ngược lại có loại biệt dạng phong tình. Nàng mắt phượng quét qua mọi người, tại lục ly trên thân hơi dừng lại một chút, xác định người đã đến, khẽ kêu, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, ngày bình thường liễu ra đợi chư vị không tệ. Giờ phút này là liễu ra nguy nan nhất thời khắc, mời chư quân giúp ta liễu ra một chút sức lực, dẹp yên hàn vân sơn. Dẹp yên hàn vân sơn, vô số người vung tay hô to, thanh âm vang vọng khắp nơi, chấn động đến lục ly màng nhĩ vang, phía dưới chiến mã sao động bất an, kém chút đem lục ly cho sốc xuống tới. Tốt, ra, mục tiêu Hàn Vân Sơn, liễu di đổi một cái trường kiếm màu bạc, nàng trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ phương Bắc, trước tiên cưỡi ngân lang gào thét mà đi. Sau lưng 10 cái ngân lang hộ vệ lập tức đuổi theo kịp, lại đằng sau liền là 300 liễu gia võ giả, chỉnh tề đi theo lao vụt mà đi. Điều khiển, điều khiển, điều khiển, lục ly không biết cưỡi ngựa, bản còn tại đội ngũ tiền phương, chậm rãi đến cuối cùng mặt hắn nhìn qua liền muốn đi xa đại bộ đội cuống lên, vội vàng luống cuống tay chân vuốt mông ngựa cỗ thúc dục chiến mã tiến lên. Địch bá nhưng là muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, triệu gia võ giả đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua hắn, như thoát ly đại bộ đội, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chưa ăn qua thịt heo, cũng nhìn qua heo chạy, lục ly học theo, chiến mã rốt cục miến cưỡng đi theo đại bộ đội lao nhanh mà đi. Không bằng hắn có chút thảm, cả người đều không ngừng lắc lư, mấy lần ngã xuống khỏi đi, không thể không vọt lên lần nữa bỏ lên trên lưng ngựa. Ha ha ha, người xem người kia, đây là người của liễu gia thế nào thấy giống như là cái đậu bỉ a. À. Bên ngoài trên đường phố rất nhiều người đi đường, nhìn thấy lục ly thỉnh thoảng theo trên lưng ngựa điên xuống tới, như hầu tử chạy như bay nhảy lên lưng ngựa đều cười ha ha. Tại vũ lăng thành võ giả quá thường gặp, ai không biết cưỡi ngựa a? À. Bị ném đi xuống dưới hơn 10 lần về sau, lục ly rốt cục nổi giận, giơ tay lên đối chiến mã đầu liền là một bàn tay khí lực của hắn lớn bao nhiêu đây là thu lực, nếu không cái này đầu ngựa đoán chừng muốn bị đạp nát. T, chiến mã bị đau, móng trước thật cao vung lên, ngửa mặt lên trời hí dài, lục ly lại một lần lăn xuống tới. Nhưng chờ hắn lên lưng ngựa, lần này chiến mã thành thật rất nhiều, bắt đầu chạy vững vàng rất nhiều, không đến mức đem người ném đi xuống tới. Đi mau, nếu không đập chết ngươi, lục ly hung tợn chừng mắt chiến mã quát khẽ đạo, trên thân lộ ra nhàn nhạt sát khí, chiến mã tựa hồ sợ, phá lệ thành thật nghe lời, một đường chạy như điên đuổi kịp đội kỵ kị mã rất mau ra cửa thành Bắc Lục Ly nắm giữ một chút khiếu môn thân thể theo chiến mã có tiết tấu lay động dạng này liền sẽ không bị ném đi mà lại cũng sẽ không cùng vừa rồi như vậy mệt mỏi a à, ra khỏi thành Liễu Di khống chế Ngân Lang ngừng lại nàng đợi tất cả mọi người đến kỳ về sau hướng về sau mặt nhìn lướt qua nàng nhìn thấy Lục Ly thế mà rất mau cùng tới ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ Liễu Ngọc mới vừa rồi cùng nàng nói Lục Ly không biết cưới ngựa cho nên nàng mới ở cửa thành ngừng lại. Lại không nghĩ rằng chỉ là ngắn ngủi như vậy thời gian, lục ly thế mà liền học được, hơn nữa nhìn bộ dáng đã có thể trưởng khống dưới hông chiến mã. Đi, nàng cũng không có nói cái gì, lần nữa hướng phương bắc lao nhanh mà đi, đằng sau vài trăm người theo sát phía sau, xếp thành hai hàng chỉnh tề bôn tàu. Chiến giáp bên trên bị dương quang phản xả ra lãnh quang hợp thành hai đầu tuyến, uốn lượn đi xa. Lục ly ra khỏi thành, cùng liếu di cùng một chỗ, hẳn là đi Hàn Vân Sơn cửa thành hai cái bách tính phục sức trung niên nam tử đối chân dung nhìn mấy lần, nhanh hướng thành nội đi đến, tiến vào một cái khác viện. Sau một lát, một cái diều hâu theo trong sân bay lên, phù diêu mà lên đi tầng mây, thẳng tắp hướng bắc mới bay đi. Hai cái trinh sát theo biệt viện đi ra, như như độc xà con ngươi nhìn về phía phương bắc, một người cười lạnh nói, hắc hắc, lục ly, người lại dám ra khỏi thành coi như đi theo liễu gì cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy a à. Một người khác gật đầu nói, Hàn Vân Sơn giờ phút này nhân xà hỗn tạp, mấy cái gia tộc thế lực, mười mấy cái bộ lạc toàn bộ tại kia, khắp nơi đều là huyền thú. Địch trưởng lão nghe nói phục dụng linh dược, đã đột phá thần hải cảnh trung kỳ muốn giết chết hắn quá đơn giản, liếu gì không có khả năng mỗi ngày đi theo hắn a. À? Hừ, người đầu tiên cười lạnh nói, coi như liếu gì đi theo lại như thế nào bọn hắn liễu ra tao mộ đại biến, lần này lại chết nhiều người như vậy. Mà chúng ta triệu ra đã liên lụy vũ đại nhân, cái này Vũ Lăng Thành nói không chừng mấy tháng sau chính là chúng ta triệu ra. Cũng là, một người khác phụ họa nói, coi như địch trưởng lão cưỡng ép chém giết lục ly, liễu ra lại dám nói cái gì đâu đi thôi, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, chuyện kế tiếp không cần chúng ta quản nhiều. Hai người mau rời đi, chui vào trong ngõ nhỏ biến mất không thấy. chương 31, gieo gió gạt bão, 300 con chiến mã tại núi hoang bên trong bôn tẩu, gây nên mặt đất chấn động. Gió tuyết ngừng một đoạn thời gian, cũng không có hòa tan, cũng may trên đường tuyết động không dày, bị thường xuyên trà đạp cũng là hành tẩu không ngại. Vẹn vẹn bôn tẩu hai canh giờ, lục ly tự triệt để nắm trong tay dưới hông chiến mã, hắn một đường đều đang quan sát phía trước liễu gia võ giả, vừa xem bên cạnh học, trưởng khống cưỡi ngựa quyết khiếu. Cưỡi ngựa không thể dùng lực lượng lớn nhất, phải dùng sức sống, không chỉ muốn mã phối hợp người, người còn phải phối hợp mã. Dạng này con ngựa bắt đầu chạy mới sẽ không như vậy phí sức, nó cũng sẽ tán đồng trên lưng tân chủ nhân. Giữa trưa, Đại bộ đội tại một mảnh hắc thổ lâm bên cạnh dừng lại nghỉ ngơi, liếu ra võ giả riêng phần mình nhóm lửa thịt nướng. Lục Ly cùng những này liếu ra võ giả không quen, cũng không ai phản ứng hắn, hắn chỉ có thể ngồi dưới tảng cây lấy ra lục linh cho hắn dự bị thịt khô gặm ăn. Nơi xa liếu gì bị một đám người vây quanh, như chúng Tinh cùng Nguyệt, nàng hướng bên này nhìn thoáng qua, đồng dạng không có chào hỏi hắn cùng một chỗ đi qua ăn. Lục Ly ngược lại sẽ không tự làm mất mặt, một người gặm thịt khô nghe cách đó không xa mấy cái võ giả nói chuyện phiếm. Lần này thật cho những cái kia đại gia tộc hại thảm. Đúng vậy a, à, đúng vậy a, à, bọn hắn vì đạt được thú hoàng bản nguyên tinh huyết, hại chúng ta gặp nạn. Ta tam ca đều chiến tử tại Hàn Vân Sơn. Thú hoàng, vậy nhưng so nhân hoàng cảnh cường giả. Mặc dù cái này thú hoàng vừa mới sinh dục, mà lại đã đến đại nạn ngày, nhưng thực lực đáng sợ cỡ nào những này đại gia tộc sợ là cũng đã chết không ít người a lâu như vậy vẫn không có thể đánh giết thú hoàng. Cũng không biết cái này thú chiều khi nào mới có thể chấn áp tiếp tục đấu nữa, Vũ Lăng Thành những này gia tộc thành viên tổ chức đều muốn liều hết rồi. Nghe một trận, theo liễu gia võ giả thấp giọng nói chuyện phiếm bên trong, Lục Ly đạt được rất nhiều tình báo, cũng minh bạch lần này thú chiều sinh ngọn nguồn. Nghe những này võ giả nói, hàn băng thâm uyên bên trong một cái thú hoàng sẽ chết già, hết lần này tới lần khác còn sinh dục hậu đại, nguyên khí đại thương. Những cái kia cấp gia tộc biết được tin tức này, toàn bộ chen chúc mà đến, Muốn đạt được thú hoàng trong thân thể bản nguyên tinh huyết cùng chân quý nội đan vật liệu. Bất quá bọn hắn đánh giá thấp thú hoàng cường đại, mấy lần đều bị thú hoàng đánh lui, tổn binh hao tướng. Thú hoàng trong cơn giận dữ, hiệu lệnh vô số huyền thú xung kích, dẫn thú triều. Cấp gia tộc cường giả mặc dù tới không ít, nhưng nhiều như vậy huyền thú, như thế có thể vòng vây được sở dĩ chỉ có thể dựa vào Vũ Lăng thành lớn nhỏ gia tộc. Vũ Lăng thành sở hữu gia tộc đều xuất động, còn có các bộ lạc thành niên nam tử giờ phút này đều tại Hàn Vân Sơn hợp thành mấy đạo phòng tuyến, chống đỡ ngự thú triều xung kích. Thú Hoàng, Lục Ly nghe được thổn thức không thôi, thú Hoàng này thế nhưng là thất phẩm huyền thú, đoán chừng tùy ý một kích đều có thể đem Vũ Lăng Thành cho hủy diệt a à những cái kia cấp gia tộc cường giả cùng thú Hoàng khai chiến, nên một loại cỡ nào hùng vĩ dọa người chàng diện a. À. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, đại bộ đội lần nữa lên đường, lần này một mực bôn tẩu đến đang lúc hoàng hôn mới ngừng lại được. Tiền phương một tòa cự đại dãy núi như rãnh trời ngăn ở tiền phương, theo Liễu Gia Võ giả trong miệng biết được, nơi đây liền là Hàn Vân Sơn, vượt qua Hàn Vân Sơn liền xem như Hàn Băng Thâm Nguyên địa giới. Cộc cộc cộc, nơi xa vài thất ngân lang lao nhanh mà đến, cùng Liễu Di nói chuyện với nhau vài câu, Liễu Di vung tay lên nói ra, "Đi Hàn Vân hẻm núi, chúng ta nhiệm vụ lần này là giữ vững hẻm núi nửa tháng." Liễu Di mang theo đại bộ đội bắt đầu dọc theo uốn lượn đường núi tiến lên, tại sắc trời hoàn toàn đen lại lúc, đại bộ đội đã tới một tòa hạp cốc bên ngoài. Nơi này có rất nhiều lều vải, còn có không ít liễu gia võ giả. Thảm liệt, đôi bo đuốc, lục ly quan sát một chút bốn phía, nội tâm âm thầm hãi nhiên. Cái này miệng hẻm núi khắp nơi đều là vết máu cùng huyền thú hài cốt, miệng hẻm núi cự thạch mặt đất đều là vết cắt, rất rõ ràng nơi này sinh vô số lần thảm liệt chiến đấu. Tại trong doanh địa võ giả, rất nhiều đều thân phụ trọng thương, có người gãy tay gãy chân. Tự có người đến đây giàn xếp gấp rút tiếp viện liễu ra võ giả, lục ly bị phân vào một cái lều vải lớn bên trong bên trong đều là thảo dược sang tị mùi, bên cạnh nằm năm cái thương binh, nhìn thấy Lục Ly cũng không để ý, riêng phần mình tĩnh dưỡng. Lục Ly ăn một chút lương khô, cái gì đều không quan tâm, ngồi xếp bằng trên giường nhập định tu luyện. Đối với hắn mà nói, mỗi một phần một giây đều vô cùng trân quý, mỗi lần tăng lên một phần chiến lực, liền có thể nhiều một phần sống sót cơ hội. Tu luyện nửa đêm, Lục Ly ngủ thật say, tại hừng đông thời gian hẻm núi truyền đến một trận tiếng huyên náo, còn có huyền thú tiếng giống giận dữ, hắn đứng dậy hướng ra phía ngoài nhìn lại, xa xa nhìn thấy miệng hẻm núi có hai mươi mấy cái liễu gia võ giả, ngay tại trận đánh gào thét lao ra huyền thú. Lục Ly không phải liễu gia quân sĩ, chỉ là tới tham gia khảo hạch nhiệm vụ, chỗ hữu căn bản không ai tổ chức hắn đi tham chiến. Hắn nghĩ nghĩ qua loa ăn một chút thịt khô, sách theo thiên lân đao hướng miệng hẻm núi phóng đi. Khảo hạch nhiệm vụ muốn săn giết một trăm con nhất phẩm huyền thú, hoặc là một cái nhị phẩm huyền thú. Lần này lao ra rõ ràng đều là nhất phẩm huyền thú, hắn hẳn là có thể nhẹ nhõm chém giết. Ở bên ngoài thời khắc có thể tao ngộ nguy hiểm. Ai biết có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên lục ly nghĩ đến càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ càng tốt. Hắn rất nhanh đến miệng hẻm núi, thấy được liễu di hồng lão đều tại phụ cận, còn có một cái liễu gia trung niên cường giả, cảm thụ khí tức hẳn là đạt đến thần hải cảnh. Bất quá các nàng đều không có xuất thủ, chỉ là xa xa quan chiến. Di tiểu thư, ta muốn đi tham chiến. Lục ly đi đi qua hướng liễu di xin chỉ thị, cái sau có chút hạm, Lục Ly lập tức như một cái mãnh hổ hướng miệng hẻm núi phóng đi. Ô ô, hẻm núi không rộng, chỉ có thể để mười mấy con huyền thú song song thông qua, xa xa nhìn thấy trong hạp cốc đều là huyền thú, thanh nhất sắc màu đen đại lang. Những này lang cùng phổ thông lang khác biệt, trên đầu có sắc bén sừng thú, trên lưng còn có mấy cây cốt thứ, răng nanh đặc biệt trường, hình thể so với bình thường lang phải lớn hơn gấp đôi, nhưng so sánh liễu di cưỡi ngân lang. Thiết thứ lang, đây là so sánh thường gặp một loại huyền thú, Lục Ly trước kia gặp qua, đương nhiên hắn tao ngộ thường thường sẽ trước tiên bỏ chạy. Bởi vì cái này thiết thứ lang hoặc là không sử dụng, xuất động một cái ít nhất là trên trăm đầu, hắn trước kia chiến lực như bị vây lên hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Ly chạy như bay, xâm nhập trong đám người, hắn nhìn thấy một cái thiết thứ lang gào thét mà đến, vận chuyển huyền lực vung lên thiên lân đao đối đầu sói liền là một đao. Ầm, um, Lục Ly có được vạn cân cự lực, giờ phút này vận dụng huyền lực, lực lượng tăng lên mấy ngàn cân tăng thêm thiên lân đao nặng hơn 2.000 cân. Sở dĩ một đao kia lực lượng 10 phần, một đao liền đem đầu này thiết thứ lang sống sờ sờ cho đập bay, mà lại đầu bị từ đó chém nát, biến thành một đoàn thịt nhão. Tốt, bên cạnh một cái liễu ra võ giả lớn tiếng gọi tốt, hắn cũng là huyền vũ cảnh trung kỳ, nhưng đối phó với thiết thứ lang có chút miễn cưỡng. Lục Ly vừa đến đã đánh chết một cái thiết thứ lang, không thể nghi ngờ tới một cái cường hữu lực viện quân, để hắn áp lực giảm nhiều. Liễu gì bọn người tại chú ý bên này, nàng cùng hồng lão cũng hơi thở dài bên cạnh cái kia thần hải cảnh giới liễu ra ngoại đường trưởng lão nhướng mày hỏi di tiểu thư thiếu niên này khí lực thật lớn vẫn là huyền vũ cảnh trung kỳ xem như không tệ người kế tục vì cái gì không làm cho nhập ngoại đường nào chỉ là không tệ a à, liễu di lắc đầu nói ra ta đoán chừng hắn tu luyện ra huyền lực đến huyền vũ cảnh trung kỳ chỉ là dùng không đến một tháng thời gian thiên tư phi thường khủng bố ngoại đường trưởng lão trong mắt chợt lóe sáng trong mắt càng thêm nghi ngờ Hồng lão giải thích nói, không phải tiểu thư không nguyện ý mời chào, mà là tiểu tử này trích nguyện ý gia nhập khách đường, khuyên như thế nào nói cũng không chịu. Không biết tốt xấu, ngoại đường trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, khẽ nói, không có gia tộc tài nguyên bồi dưỡng, coi như thiên tư cho dù tốt lại có thể có cái gì tiền đồ tiểu tử này quá ngu xuẩn. Thần hải, hồn đam, mệnh luân, bất diệt, bất kỳ một cái nào đại cảnh giới tăng lên, đều vô cùng gian nan, tỉ như ngưng tụ thần hải, nếu có đại gia tộc hỗ trợ, ban cho chân quý linh thảo đan dược, Ngưng tụ độ sẽ tăng lên rất nhiều. Trái lại dựa vào chính mình đi thu thập linh tài sẽ phi thường gian nan, không có linh tài phụ trợ ngưng tụ thần hải cũng sẽ phi thường khó khăn. Các bộ Lạc Huyền Vũ cảnh võ giả không phải số ít, thần hải cảnh cường giả lại ít đến thương cảm. Tỷ như Địch Long bộ Lạc hiện hữu thần hải cảnh võ giả cũng chỉ có Địch Bá một người, cũng là bởi vì không có tài nguyên. Địch Bá vì sao muốn gia nhập Triệu gia, bị Triệu gia thúc đẩy cũng là bởi vì Triệu gia có được Địch Long bộ Lạc không có tài nguyên có thể để hắn tu luyện thêm, để hắn trở nên càng mạnh. Hoàn toàn chính xác ngô xuẩn, liễu di lần nữa thở dài, bất đắc dĩ nói ra, nếu như vậy khư khư cố chấp xuống dưới, ta sẽ không quản hắn. Như bị địch bà ám sát, cũng là hắn gieo gió gạt bão. Cất giữ, cất giữ, cất giữ, nhìn nhớ kỹ cất giữ. 9 giờ tối còn có một chương, chương 32, ta tùy ngươi xuất chiến. Hay, hàn vân hẻm núi bên ngoài, lục ly chợt không tưởng nổi, mỗi lần vung vẩy thiên lân đao đều có một cái thiết thứ lang bị tổn thương hoặc bị giết hắn sẽ không huyền kỹ chỉ bằng mượn cấp kinh khủng lực lượng cùng hai ngàn cân thiên lân đao cứng rắn bổ cứng rắn chặt cái này thiên lân đao mặc dù đoạn mất nhưng không thể không nói là đem tuyệt thế bảo đao tài chất đặc biệt dị thường sắc bén có thể nói chém sắt như chém bùn lục ly có một loại rất biến thái đao pháp hắn bổ ra chiến đao độ quá nhanh coi như sách theo hai ngàn cân thiên lân đao mỗi một tức thời gian đều có thể bổ ra ba năm đao Đương nhiên, giờ phút này cùng thiết thứ lang đối chiến hắn cũng không có toàn lực thi triển, mỗi lần chỉ là bổ ra hai đao, thiết thứ lang tự không chết thì bị thương. Gần nửa canh giờ, Lục Ly đã đánh chết 27 đầu thiết thứ lang, độ so bên cạnh liễu ra võ giả nhanh hơn rất nhiều, thậm chí huyền vũ cảnh đỉnh phong võ giả đều không có hắn nhanh. Miệng hẻm núi đã chất đầy mấy trăm con thiết thứ lang thi thể, liễu ra võ giả có một người bị cắn chết, mấy người thụ thương, thiết thứ lang rốt cục lui vào trong hạp gốc, biến mất không thấy. Thu binh, quét dọn chiến trường, liễu di quát khẽ một tiếng, đi vào trướng bồng của mình không còn quan tâm. Hồng lão phái người đi thu thập xác sói, cho thủ thương liễu ra võ giả trị liệu, giải quyết tốt hậu quả. Lục ly sách theo đao lui xuống tới, thân hải cảnh ngoại đường trưởng lão đi đi qua, khuôn mặt trang nghiêm nói ra, người gọi lục ly. Lục ly xoa xoa trên mặt lang huyết, gật đầu nói, đúng vậy, đại nhân. Ta là Thái Huy, liễu ra ngoại đường trưởng lão một trong, người có thể xưng hô ta Thái trưởng lão. Ngoại đường trưởng lão tứ hơn 10 tuổi, dáng người khôi ngô, người mặc liễu ra ngân sắc chiến giáp, sách theo một thanh trường đao khí thế như núi, hắn nhìn chầm chầm lục ly nói ra, người đi theo ta. Lục ly thành thành thật thật đi theo thái trưởng lão đi một cái lều vải lớn bên trong, thái trưởng lão trở ra ngồi lên chủ vị, nhìn qua lục ly hỏi tiểu tử, người đối tu luyện hiểu nhiều ít. Lục ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi, nói ra, không hiểu rõ lắm, chỉ biết tu luyện cảnh giới, huyền vũ cảnh tu luyện hiểu một chút. Ừm, um, thái trưởng lão có chút hạng, sau đó nói ra, người bây giờ tại huyền vũ cảnh, mới vừa tiến vào võ đạo đại môn. Chờ người đạt tới huyền vũ cảnh đỉnh phong, liền cần ngưng tụ thần hải, xung kích thần hải cảnh. Cái này lục ly ngược lại là hiểu, hắn gật đầu nhìn qua thái trưởng lão. Cái sau dừng một chút, lại nói ra, kinh mạch toàn thân đả thông, huyền lực dồi dào liền có thể dùng huyền lực đi ngưng tụ thần hải. Cái này nói đến rất đơn giản, nhưng làm phi thường khó khăn. Trăm vạn phổ thông bộ lạc võ giả, có thể ngưng tụ thần hải thành công, nhiều nhất một ngàn người, người có biết là nguyên nhân gì? Có người cho mình giảng giải tu luyện, Lục Ly tự nhiên cầu còn không được, hắn chắp tay nói, Lục Ly không biết, cầu Thái trưởng lão giải hoặc. Lục Ly thái độ không sai, Thái trưởng lão sắc mặt có chút dễ nhìn một chút, hắn giải thích nói, thần hải ngưng tụ đơn giản, nhưng phi thường dễ dàng sụp đổ. Nếu như không có tốt pháp môn, không có chân quý đan dược, thành công ngưng tụ thần hải khả năng sẽ phi thường thấp. Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ, Thái trưởng lão đứng dậy tiếp tục nói ra, còn như thần hải cảnh xung kích hồn đàm cảnh, càng là khó càng thêm khó. Hồn đàm hồn đàm, kia là tại linh hồn bên trong rèn đúc một cái đầm, linh hồn là người căn bản, một cái không tốt không nói đột phá cảnh giới, còn rất dễ dàng hồn phi phách tán. Sở dĩ đột phá hồn đàm cảnh, càng cần hơn chân quý linh hồn loại đan dược linh thảo. Loại đan dược này linh thảo, mỗi một mai đều là giá trên trời, nhưng so sánh một cái bộ lạc trăm năm tích lũy tài phú. Mệnh luân cảnh tu luyện chính là mệnh luân, chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói. Võ giả tu luyện ra một cái mệnh luân liền có thể gia tăng 500 năm thọ nguyên, mệnh luân cảnh đỉnh phong có ba cái mệnh luân, có được 1.500 năm thọ nguyên. Nhưng ngươi có thể không biết, tu luyện ra một cái mệnh luân cần có linh tài, ít nhất phải liễu ra những năm này tích lũy tài phú ba thành. Giống như liễu ra võ giả có ba cái võ giả muốn tu luyện mệnh luân, kia liễu ra thoáng cái liền sẽ biến thành kẻ nghèo hèn. Đồng thời, cái này ba cái võ giả tu luyện ra mệnh luân cơ hội không đến một thành. Nói một cách khác liễu ra tất cả tài phú, đều có thể đống không ra một cái mệnh luân cảnh võ giả. a à, Lục Ly bị kinh hãi, trước kia không ai dạy hắn phương diện tu luyện chi thức, những chuyện này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Nội tâm của hắn chấn kinh ngạc vạn phần, hắn biết võ đạo chi lộ phi thường gian nan, lại không nghĩ rằng gian nan đến trình độ này. Sưng bá vũ lăng thành trăm năm liễu ra, có bao nhiêu khoáng mạch, nhiều ít sược sơn, nhiều ít tài nguyên tài phú thế mà chỉ đủ ba cái hồn đàm đỉnh phong võ giả xung kích mệnh luân cảnh ba lần. Đây là mệnh luân cảnh A, phía sau bất diệt cảnh, quân hầu cảnh, nhân hoàng cảnh cần bao nhiêu tài nguyên một ngàn cái, một vạn cái liễu ra tài phú, có thể đẩy đạt được sao? Thái trưởng lão trầm mặc không nói, chờ lục ly bình phục nội tâm kinh hãi, mới tiếp tục nói ra, người bây giờ biết đi không có đại ủng hộ của gia tộc, bất kỳ cái gì võ giả bằng vào chính mình là vô pháp lấy được đại thành tựu. Lúc còn trẻ độ tu luyện nhanh nhất, nhưng bằng tá nhất người làm sao có thể thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên chờ người tập hợp đủ đầy đủ tài nguyên niên kỷ đã lớn gần như không thể nào xung kích quá cao cảnh giới muốn đạt được đại ủng hộ của gia tộc người nhất định phải trung thành với cái này gia tộc trên thế giới không có cơm trưa miễn phí đại gia tộc không có khả năng đem tài nguyên lãng phí ở một cái lúc nào cũng có thể thoát ly gia tộc khách khanh bên trên sở dĩ người nghĩ đột phá cảnh giới càng cao hơn đạt được càng lớn quyền thế địa vị người chỉ có thể gia nhập một cái gia tộc ngoại đường tuyên thể hiệu chung cái này gia tộc người đã hiểu a à. thái trưởng lão nói nửa ngày nói ra chính mình mục đích lục ly đã hiểu nhưng hắn chỉ có cười khổ chắp tay nói đa tạ thái trưởng lão chỉ điểm ta sẽ nghiêm túc suy tính lục ly cái này rõ ràng là qua loa chi từ thái trưởng lão sắc mặt biến đến có chút khó coi hắn khoát tay nói kia chuyện tốt vì đó đi chế chút có thể tự do đi mở chiến lục ly sách theo thiên lân đao đi ra ngoài trở lại chính mình doanh trướng nghỉ ngơi tiêu hóa thái trưởng lão mang tới kinh người tin tức. Qua nửa canh giờ, trong hạp cốc lại truyền tới huyền thú bạo tiếng giống, lục ly sách theo đao liền hướng bên ngoài hướng sông tiếp tục mở chiến. Vừa rồi hắn đã chém giết 27 đầu huyền thú, giống như thuận lợi, một hai ngày liền có thể hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Đến lúc đó hắn liền có thể về thành giao nhiệm vụ, vượt tiến vào trong thành an toàn tự nhiên là có bảo hộ. Dù sao hắn là liễu gia khách khanh, địch bá không có khả năng trong thành công nhiên công kích hắn. Lần này liễu gì đều chưa hề đi ra quan chiến, thái trưởng lão ngược lại là ra, tổ chức mấy chục người chặn đánh huyền thú. Trong hạp cốc lao ra vẫn là thiết thứ lang, lục ly đối chiến loại này huyền thú đã có kinh nghiệm, nhẹ nhõm khai chiến một hai lần công kích liền có thể chém giết một đầu thiết thứ lang, độ quá nhanh. Lần nữa đánh chết hơn 20 cái thiết thứ lang, hẻm núi bên ngoài lại chất đầy sát sói, đàn sói lui, lục ly triệt hạ đến nghỉ ngơi. Lần này đàn sói cách một đoạn thời gian rất dài, tại đang lúc hoàng hôn mới lần nữa xung kích, Lục Ly lại xuất chiến, hung mãnh đến không tưởng nổi, để rất nhiều liễu gia quân sĩ đối với hắn lau mắt mà nhìn. 83 đầu, chờ đàn sói thối lui về sau, Lục Ly đầy mắt hưng phấn lui xuống tới. Hắn hiện tại đã đánh chết 83 đầu thiết thứ lang, mà lại trên thân không có bị nửa điểm thương thế. Giống như thuận lợi, trời sáng hắn liền có thể hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ trở về thành. Vào ban ngày dũng mãnh thiện chiến, Lục Ly đãi ngộ rõ ràng cải thiện một chút, ban đêm có người đưa tới cho hắn thịt nướng liệt tử lục ly mỹ mỹ ăn một bữa ngồi xếp bằng trên giường tu luyện hắn bây giờ còn đang tu luyện đệ thất đường kinh mạch chỉ đả thông hơn phân nửa đoán chừng còn muốn một hai thiên tài có thể triệt để đả thông tu luyện tới nửa đêm lục ly vừa rồi chuẩn bị đi ngủ bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo tiếng huyên náo còn có vô số sói gào một lát sau thái trưởng lão bạo tiếng giống vang lên có lang vương dẫn đội tập kích toàn bộ xuất chiến a à, thái trưởng lão thanh âm vừa mới rơi xuống mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên còn có vô số hoảng sợ bạo tiếng giống lục ly vội vàng sách theo thiên lân đao xông ra lều trại hỏng bét phòng tuyến bị đột phá lục ly phóng tầm mắt nhìn tới đối mông lung bóng đêm hắn nhìn thấy vô số thiết thứ lang đã xông vào doanh địa nhất tiền phương một cái cao một mét nhiều dài ba mét cự đại lang vương thế không thể đỡ hung lệ kia khí tức bao phủ toàn bộ doanh địa miệng hẻm núi bên kia vốn có người ngày đêm thủ hộ bị lang vương dẫn đội xung kích bỗng chốc bị phá vỡ phía sau thiết thứ lang chen chúc mà đến Giờ phút này ít nhất xông ra hơn 200 đầu thiết thứ lang, trong hạp gốc đàn sói còn liên tục không ngừng vọt tới. Ngăn chặn miệng hẻm núi, nếu không cho đàn sói toàn bộ lao ra, chúng ta đều phải chết. Thái trưởng lão rít lên một tiếng, sách theo chiến đao hướng lang vương phóng đi. Liễu gì cắn răng một cái đối hồng lão bọn người khẽ kêu nói, người tới, theo ta đi ngăn chặn miệng hẻm núi. Liễu gì đối lục ly có đại ân, lục ly tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ mà lại cho đàn sói toàn bộ lao ra hắn cũng có thể là bị vây giết, hắn gầm thét, "Di tiểu thư, ta tùy ngươi đi." Chương 33, nửa bước khó đi. Lục Ly đi theo Liễu Di Hồng lão phóng đi, rất nhiều huyền vũ cảnh đỉnh phong võ giả cũng đi theo phóng đi, ít nhất xông ra 40, 50 người. Đàn sói rất rất nhiều, lang Vương dẫn đội, phía sau đàn sói khẳng định hung hãn không sợ chết, lực trùng kích độ tuyệt đối to đến dọa người. Đi miệng hẻm núi chặn đường đàn sói cực kỳ nguy hiểm cái này mấy chục người có thể hữu khứ vô hồi bất quá thân là liễu gia tôn quý nhất tiểu thư liễu di đều dẫn đầu công kích liễu gia võ giả như thế nào lại co vòi mấy chục người một đường chém giết liễu di hồng lão cùng mấy người cầm trong tay huyền khí thế không thể đỡ nhanh hướng hẻm núi bên kia phóng đi lục ly sách theo thiên lân đao liên tục đem bảy tám đầu thiết thứ lang đập bay đuổi kịp liễu di rất nhanh một đám người đã tới miệng hẻm núi hồng lão một tiếng kêu to trường đao bay đầy trời phía trên huyền lực quang mang lấp lánh nhỏ gầy thân thể đều bị bạch quang bao phủ. Hắn vận dụng một loại cao thâm huyền kỹ, trong vòng một chiêu thế mà đánh bay 4 năm con thiết thứ lang, liên đới đem đằng sau mấy cái thiết thứ lang cho thẻ lui. Ngăn chặn, tuyệt không thể để một cái thiết thứ lang hướng sông đi qua. Liễu Di không còn dùng đẹp mắt tím tiên, cầm trong tay một thanh lợi kiếm, xông vào tuyến đầu. Nàng cũng là huyền vũ cảnh đỉnh phong, kinh nghiệm chiến đấu cũng cũng tạm được, mấu chốt là nàng một thân là bảo, mà lại huyền kỹ rõ ràng so với bình thường liễu gia võ giả cao cấp, một người độc đấu ba cái thiết thứ lang thế mà cũng không lui lại nửa bước tốt không lão cùng liễu di xuất sắc biểu hiện để đàn sói thế sông biến chỉ hoãn cái này miệng hẻm núi quá nhỏ hẹp chỉ cần thành công ngăn chặn để đằng sau thiết thứ lang vô pháp tham chiến chờ thái trưởng lão dẫn người đánh giết lang vương cùng lao ra đàn sói thế cục liền có thể ổn định hay lục ly tựu đứng tại liễu di bên người thiên lân đao không có xinh đẹp múa chỉ có đơn giản nhất chém vào hắn độ quá nhanh lực lượng quá lớn mỗi lần một đập đều có một cái thiết thứ lang bị đập bay hoặc là bị nện chết chém giết thiết thứ lang hiệu suất lại không thể so với hồng lão chậm ô ô trong hạp cốc đàn sói xem xét con đường phía trước bị phá hỏng toàn bộ ngửa mặt lên trời giống dài nơi xa cùng thái trưởng lão giao chiến lang vương cũng nổi giận gầm lên một tiếng trong hạp cốc thiết thứ lang toàn bộ đều bạo tẩu công kích càng thêm mãnh liệt a à, một cái liếu da võ giả bị ba đầu thiết thứ lang trên dưới tề công nhất thời không có giữ vững hai chân bị cắn đến máu thịt be bét tiếp lấy toàn bộ đầu đều bị thiết thứ lang cắn nát, ra tuyệt vọng kêu thảm. Lục ly, tới chống đỡ lại, liễu di xem xét cuống lên, vạn nhất bên kia xuất hiện một lỗ hồng, các nàng thế tất sẽ bị đàn sói tách ra, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Tránh ra, lục ly bị điểm đem, hét lớn một tiếng, vượt qua ba tên lui lại liễu ra võ giả, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng đi, thiên lân đao đối một cái nghĩ lao ra thiết thứ lang thân eo hung hăng bổ tới. Nhất đao lưỡng đoạn, cái này thiết thứ lang bị lục ly một đao chặn ngang chặt đứt, lục ly một lát không có nghỉ ngơi, đối hai vị hai cái thiết thứ lang tấn công mạnh. hắn nhìn thấy bên cạnh hai cái liếu ra võ giả không nhúc nhích, lập tức cả giận nói, còn thất thần ta chủ công, các ngươi phụ trợ ta. tốt, hai người kia tỉnh ngộ lại, vội vàng phối hợp lục ly công kích hai bên trái phải, lục ly một người chặn ba, bốn con thiết thứ lang công kích. hắn lực lượng tựa hồ vĩnh viễn dùng mãi không cạn, mỗi lần bổ ra đều có thể chém giết kích thương một cái thiết thứ lang. Giết ha, lần này đứng vững, quay đầu mỗi người 50 điểm cống hiến, chết trận tiền trợ cấp gấp 10. Liễu Di khẽ kêu một tiếng, toàn bộ Liễu gia võ giả lập tức điên cuồng, sĩ khí tăng nhiều. Ngoại đường phổ thông võ giả một tháng có thể miễn phí lĩnh 10 điểm điểm cống hiến, bây giờ lại có thể đưa 50 điểm chết tiền trợ cấp gấp 10, bọn hắn làm sao có thể không quên mình phục vụ mệnh. Bên kia thái trưởng lão mang theo mấy người đem lang vương vây quanh, rõ ràng bắt đầu chiếm cứ thượng phong, áp chế lang vương. Doanh địa bên trong kinh qua một trận bối rối ổn định trận cước, từng bước bắt đầu phản công, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần nửa canh giờ, phía ngoài đàn sói sẽ toàn bộ bị diệt diệt. Đằng sau thế cục ổn định, miệng hẻm núi nhưng không để lạc quan, đàn sói quá hung hãn, từng bầy vào tới, hung hãn không sợ chết. Liễu gì mang theo 4-50 cái liễu ra võ giả, huyền vũ cảnh đỉnh phong ít nhất có 7-8 cái. Nhưng chỉ chỉ là ba nén hương thời gian, bên này lại chết đi gần 10 người, còn lại phần lớn người đều thụ thương, Lục Ly cũng không ngoại lệ. Lục Ly bả vai cùng thân eo đùi đều bị vuốt sói trào thương, tiên huyết chảy dài, liên tục phấn chiến, thể lực tiêu hao cự đại, giờ phút này công kích độ rõ ràng không bằng trước đó. Không bằng hắn trước mặt xác sói đã chất thành một tòa núi nhỏ, bị hắn đánh chết thiết thứ lang ít nhất có hai ba mươi đầu. Toàn thân hắn đều là lang huyết, biến thành một cái huyết nhân. Tiểu tử, đây là thuốc chữa thương. Hồng lão ném qua đến hai cái màu trắng đan dược, lục ly một tay một chảo, trực tiếp nuốt xuống đi, liền đới đem khóe miệng lang huyết đều nuốt đi xuống. Trên thân nhiều chỗ đổ máu, Lục Ly phi thường tinh tưởng giống như chế chữa thương, hắn thể lực sẽ sói mòn càng nhanh, đến lúc đó không cẩn thận sẽ bị thiết thứ lang tươi sống cắn chết. Ông, tại Lục Ly nuốt xuống đan dược một lát lúc, trên cổ hắn răng thú liên thế mà phát sáng lên, lóe lên lóe lên, tại đêm tối lờ mờ sắc bên trong rất là rõ ràng. A, à, Lục Ly phát hiện ra gì chẳng, cũng không có thời gian đi nhìn nhiều, bên cạnh hai cái liễu da võ giả hiếu kỳ nhìn lướt qua tới. Bất quá răng thú chỉ là quang mang lóe lên lóe lên, cũng không có huyền khí ba động, hai người liếc mấy cái liền không có để ý. Cái này răng thú thế mà lại còn ánh sáng đây là bảo vật gì? Lục ly nghĩ mãi mà không ra, trước đó hắn phục dụng thối thể đan lúc, mỗi lần đều ngủ say đi qua, sở dĩ cũng không biết răng thú sẽ còn ánh sáng. Thiết thứ lang quá nhiều, không cẩn thận lại sẽ bị cắn chết, lục ly không có thời gian suy nghĩ nhiều, chuyên tâm khai chiến. Theo thời gian trôi qua, lục ly rất nhanh phát hiện ra vấn đề mà lại là vấn đề lớn. Thân thể của hắn vết thương thế mà bắt đầu kéo màn. Bên cạnh rất nhiều thụ thương liễu ra võ giả đều phục dụng thuốc chữa thương, nhưng chỉ chỉ là đã ngừng lại đổ máu, thậm chí có người bởi vì dãy rụa kịch liệt thân thể, máu vết thương dịch còn tại tràn ra, mà miệng vết thương của hắn thế mà bắt đầu kéo màn. Chẳng lẽ là giang thú nguyên nhân, lục ly con người nhất chuyển, đem vai trái bị bắt nát áo bảo nhét vào cổ áo, đem giang thú liên cho che khuất. Bất kể có phải hay không là giang thú nguyên nhân, cái này răng thú giờ khác này ở hết, vẫn là đừng cho càng nhiều người nhìn thấy, vạn nhất là dị bảo, dẫn tới ngoại nhân ngấp nghé liền phiền toái. Lần nữa qua nửa nén hương thời gian, lục ly hiện không chỉ vết thương toàn bộ kéo màn, thể lực thế mà khôi phục rất nhiều, cả người lại như vừa mới khai chiến, có dùng không hết khí lực. Hay, lục ly hưng phấn một tiếng quát lớn, thiên lân đao vung vẩy, đem ba cái thiết thứ lang liên tục cho đập bay, khí thế trên người lần nữa trở nên cường thịnh, dẫn tới xa xa liễu di cùng hồng lão nhao nhao ghé mắt. Ách à, liễu di người mặc huyền khí nhuyễn giáp, ngược lại là không bị thương tích gì. Nàng cùng hồng lão nhìn lướt qua, hiện lục ly bị bắt tổn thương bả vai thế mà kéo màn khổ chiến lâu như vậy, thế mà càng anh dũng. Hai người hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này thể chất quá biến thái đi trước đó phục dụng thối thể đan lúc tự rất tà môn, giờ phút này mới phục dụng hai cái thuốc chữa thương một hồi, lập tức liền hoàn hảo như lúc sơ sinh long hoạt hổ. Đáng tiếc a, à, liễu di rất nhanh con người ảm đạm, lục ly trích nguyện gia nhập khách đường nếu không liễu ra toàn lực bồi dưỡng phía dưới, nói không chừng có thể sinh ra một cường giả. Không biết tốt xấu, hồng lão, trễ chút không muốn cho hắn thuốc chữa thương. Nghĩ tới đây, liễu di lại trở nên tức giận bất bình, thấp giọng cùng hồng lão bàn giao một câu. Hạ quyết tâm để lục ly ăn chút khổ sở, để hắn biết không đại gia tộc duy trì, hắn đem nửa bước khó đi. Lão yêu muốn thu giấu, cũng chính là thêm vào kho chuyện, mọi người nhớ kỹ thêm vào kho chuyện. Thêm vào kho chuyện, thêm vào kho chuyện chương 34 có vấn đề lớn, bởi vì lục ly dũng mãnh, hồng lão liễu di cùng một đám huyền vũ cảnh đỉnh phong phấn chiến, trong hạp gốc đàn sói che già măng mọc, lại không cách nào đột phá phòng tuyến. Trong hạp gốc sát sói như núi, còn tạo thành một đạo tự nhiên phòng tuyến, chậm lại đàn sói chạy độ, phòng thủ càng thêm dễ dàng. Đương nhiên, liễu di bên này tử thương cũng phi thường thảm trọng, 40, 50 người chỉ còn lại không tới 30 người. Loại trừ một thân là bảo liễu di cùng lục ly bên ngoài, người người mang thương, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hồng lão đều thụ thương. Cũng may cục thế bên ngoài đã triệt để vững chắc, đàn sói bị tiêu diệt toàn bộ hơn phân nửa, lang vương tại thái trưởng lão cùng một đám huyền vũ cảnh đỉnh phong võ giả vây công xuống đã vết thương trồng chất, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Hẻm núi tiền phương có mấy đạo phòng tuyến, các gia tộc cường giả đều tụ tập tại kia, cái này lang vương làm sao chạy tới bên này. Thái trưởng lão một bên tấn công mạnh, một bên nghi ngờ hướng hẻm núi bên kia nhìn lại. Cái này Hàn Vân Sơn phòng tuyến có rất nhiều đạo, bọn hắn bên này là phía ngoài nhất phòng tuyến, chỉ phụ trách thanh lý cấp thấp nhất huyền thú, nếu không cũng sẽ không chỉ phái hắn một cái thần hải cảnh võ giả tại cái này tỏa chấn. Trước mặt mấy đạo phòng tuyến đều là cường giả, chuyên phụ trách đánh giết cường đại huyền thú, bọn hắn tại cái này đóng giữ rất lâu, đây là lần thứ nhất tao ngộ nhị giai đỉnh phong lang vương. Sở dĩ thái trưởng lão có chút lo lắng, chẳng lẽ bên kia phòng tuyến bị đột phá. Ô ô ô, vào thời khắc này, trong hạp quốc truyền đến hai đạo kinh thiên giống to, kia tiếng giống tại trong hạp gốc quanh quẩn thật lâu không ngừng thái trưởng lão nghe nói cái này gầm rú về sau toàn thân run lên lập tức lớn tiếng kinh hô lên tiểu thư mau trốn lại tới hai cái lang vương bá 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 sở hữu liếu ra võ giả sắc mặt đều đại biến một cái lang vương liền để mọi người kém chút toàn quân bị diệt hiện tại lại tới hai cái lang vương ai có thể chống đỡ được không trốn toàn bộ cũng phải chết ở cái này có vấn đề có vấn đề lớn liếu gì cùng hồng lão liếc nhau hai người trong mắt đều là tức giận hẻm núi bên kia có mấy đạo phòng tuyến, có rất nhiều cường giả đóng giữ, coi như phòng tuyến bị đột phá, ít nhất lại có cảnh báo. Nhưng theo cái thứ nhất lang vương xuất hiện, đến bây giờ hai cái lang vương đều không có bất kỳ cái gì tin tức truyền đến. Cái này chỉ có hai cái nói rõ, hoặc là phía trước phòng tuyến cường giả toàn bộ chết hết, hoặc là có người cố ý phóng ba cái lang vương tới. Rút lui, mặc kệ là loại kia tình huống, liễu gì các nàng đều không có bất kỳ cái gì đường có thể đi, chỉ có trước đào tẩu có thể trốn mấy cái là mấy cái trốn lục ly cũng không có chút gì do dự theo coi như hắn sớm đã chém giết hơn trăm thiết thứ lang nhiệm vụ hoàn thành hiện tại còn không trốn cũng chỉ có chờ chết vù vù không lão mang theo ba cái huyền vũ cảnh đỉnh phong hộ vệ lấy liễu di hướng hẻm núi bên ngoài phóng đi lục ly theo sát phía sau đại thụ phía dưới tốt hóng mát liễu di hộ vệ bên cạnh lực lượng tuyệt đối là tối cường nói không chừng thái trưởng lão đều sẽ tới hộ vệ nàng đi theo bên người nàng an toàn nhất. Phía ngoài liễu gia hộ vệ hóa thành chim thú hướng bốn phương tám hướng bôn tẩu, liễu di lục ly bọn người vừa mới vọt ra hẻm núi, nơi xa hai cái cự đại thiết thứ lang mang theo một đám thiết thứ lang gào thét mà ra. Tiểu thư, các người đi trước, ta đoạn hậu, thái trưởng lão gầm lên giận dữ, đem cái thứ nhất lang vương đập bay, ngạo nghễ không sợ hướng mặt khác hai cái lang vương nghênh đón. Hắn phi thường tinh tường, giống như không kéo hai cái lang vương một lát, tất cả liễu gia võ giả một cái đều trốn không thoát, thái trưởng lão người bảo trọng liễu di gào lên đau xót một tiếng mang theo hồng lão bọn người hướng bên trái dãy núi chạy đi đường núi kỳ thật tại phía nam bên trái cũng không có đường hành tẩu sẽ phi thường khó khăn nhưng giống như hướng phía nam đường núi đi chết được sẽ nhanh hơn các nàng làm sao có thể chạy qua thiết thứ lang vương quả nhiên đàn sói thẳng tắp bôn tẩu mà đi hướng phía nam đào tẩu liễu ra võ giả rất nhanh bị đàn sói che mất từng đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp Bóng đêm mông lung thấy cũng không tin tưởng, liễu gì mấy người cũng không dám nhìn nhiều, một đầu đâm vào trong quần sơn chi chít. Liễu gì đám người lựa chọn rất chính xác, đường núi khó đi, nhưng an toàn rất nhiều. Tại thiết thứ lang trong mắt người đều là giống nhau, đương nhiên sẽ không bỏ dễ dàng cầu khó khăn theo đuổi giết các nàng. Trong đêm tia sáng không đủ, trong núi có nhiều kinh thúc độc thứ, bảy tám người loại trừ liễu gì bên ngoài, toàn bộ người khổ không thể tả. Nhưng không ai dám dừng lại, cái này đàn sói nhiều như thế, liên tục không ngừng rất nhanh sẽ lan tràn phụ cận phương viên trăm dặm trên người bọn họ còn tại đổ máu đàn sói lần theo vết máu sẽ một đường truy sát vết máu không lão nhớ tới việc này vội vàng phân thuốc chữa thương cho mọi người cầm máu hắn nhìn một cái theo ở phía sau lục ly cũng đưa đi qua hai cái thuốc chữa thương lục ly vừa rồi nuốt hai cái thuốc chữa thương thương thế trên người đã kéo màn nhưng phía sau lại bị lôi ra mấy đầu vết thương hắn sau khi nhận lấy chỉ nuốt một viên thuốc chữa thương một lát sau hắn lặng yên nhìn thoáng qua dấu ở cổ áo giang thú, quả nhiên lại ra yếu ớt bạch quang, miệng vết thương của hắn nhanh khép lại, bôn tẩu vài dặm sau hoàn toàn kéo màn. Tại phụ cận tìm xem sơn động, chúng ta trốn vào đi, trong đêm chúng ta không chạy nổi đàn sói. Lại đi về phía trước vài dặm, hồng lão trầm giọng bàn giao, liễu di ngẫm lại là đạo lý này. Đàn sói tại trong đêm thị lực không bị ảnh hưởng, mà lại cái mũi quá linh mẫn, giống như không địa phương tiềm ẩn, nói không chừng đàn sói rất nhanh sẽ đuổi theo một đám người lập tức phân tán ra tại phụ cận tìm sơn động không có qua quá lâu biên giới tây nam truyền tới một võ giả quát khẽ âm thanh bên này mọi người theo tiếng chạy đi hiện quả nhiên có một cái sơn động mà lại rất hẹp rất tính mịch không biết dọc theo đi nơi nào ta đi dò thám đường các người đi tìm cự thạch đem cửa hang chắn không lão kinh nghiệm lão đạo một người sách theo chiến đao tiến vào trong sơn động những người còn lại tại phụ cận tìm kiếm cự thạch lục ly tại cửa hang bên trái tìm được một khối ba người vây quanh cự thạch hắn đem thiên lân đao cột vào phía sau, giờ cao lên cự thạch băng băng mà tới. Cái này thạch đầu không tệ, lục ly cầm về cự thạch đầy đủ đem sơn động phá hỏng, liếu gì có chút hạc, mọi người tại cửa hang chờ đợi hồng lão dò đường kết quả. Ô ô, hồng lão còn chưa có đi ra, nơi xa vang lên một mảnh sói gạo âm thanh, mà lại sói gạo âm thanh càng ngày càng gần, rõ ràng là hướng bên này cuốn tới. Đi vào, lục ly đem cửa hang phá hỏng, liếu gì xem xét tình huống không đúng, chỉ có thể cắn răng làm cho tất cả mọi người đi vào sơn động lục ly kéo lấy cự thạch ngăn ở ngoài cửa hang sau đó vung vẩy thiên lân đao lên núi cửa hang chém vào mà đi bổ xuống rất nhiều đá vụn đem cửa hang cho triệt để phá hỏng hô hô một đám người ngồi tại cửa hang từng ngụm từng ngụm thở bởi vì cửa hang bị phá hỏng bên trong không có một tia ánh sáng đen nhánh đến làm cho lòng người sợ rầm 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 lúc này trong sơn động đột nhiên truyền đến từng đạo trầm muộn thanh âm mọi người sắc mặt toàn bộ đại biến nhao nhao lên núi trong động phóng đi, lại nhìn thấy hồng lão bắn ngược mà quay về, thật xa tiểu quát, trong sơn động có huyền thú, thạch thử, lúc này phiền phức lớn rồi. Chi chi, vô số tiếng kêu theo trong sơn động truyền đến, bởi vì bên trong quá đen, căn bản thấy không rõ quái vật, chỉ có thể nghe được tiếng quái khiếu cùng bôn tẩu một ngạt âm thanh. Phóng thích huyền lực, một tên liếu ra võ giả quát khẽ, mọi người nhao nhao vận chuyển huyền lực, mượn nhờ hào quang nhỏ yếu hướng nơi xa nhìn lại. Nhìn mọi người một cái nội tâm càng thêm nặng nề, trong sơn động đều là đại lão thử, như đàn sói chen chúc mà tới. Những cái kia đại lão thử toàn thân màu xám trắng, mỗi một cái đều có đầu lớn như vậy, trong miệng răng nanh sắc bén phản xạ hàn quang, một chút không nhìn thấy cuối cùng, cũng không biết có bao nhiêu. Thạch thử, đây là cấp thấp nhất nhất phẩm huyền thú, công kích chỉ bằng răng nanh sắc bén, bất qua phòng ngự rất biến thái, kia màu xám trắng da lông phi thường trơn trượt, rất khó đánh chúng. Nếu như là bình thường cũng là thôi, thạch thử độ cũng không nhanh, mọi người có thể nhẹ nhóm thoát đi. Bên ngoài bây giờ đều là đàn sói, bọn hắn không đường có thể trốn, giống như thạch thử quá nhiều hoặc là xuất hiện một cái thử vương, sự tình tựu lớn rồi. chương 35, màu trắng tiểu thú, ô ô, phía ngoài sói gào âm thanh càng lúc càng lớn, rất rõ ràng giờ phút này chạy đi có phải hay không hiện thực, nghe sói gào âm thanh ít nhất có mấy chục con. Mấy chục con thiết thứ lang không là vấn đề, vấn đề là một khi khai chiến sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều đàn sói giống như đưa tới lang vương đâu không ra được vậy chỉ có thể tử chiến đến cùng trước chống cự thạch thử công kích chờ đàn sói rút lui lại đi ra loại này địa phương làm sao có thể có thạch thử thạch thử không phải yêu thích ở tại hồng nham sơn sao một cái liếu ra võ giả nghi hoặc chỗ thì thào thạch thử ở tại phương bắc một tòa hồng nham sơn bên trong kia trong núi đều là thạch thử còn lại địa phương nhưng chưa bao giờ có từng thấy thạch thử vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện một đám liễu di cùng hồng lão không có thời gian nghĩ những thứ này liễu di quát khẽ hạ lệnh thay phiên công kích đánh lui thạch thử liễu di hướng tiền phương phóng đi hồng lão cùng một người khác cũng bắt đầu minh chiến sơn động quá nhỏ nhiều nhất ba người đồng thời tác chiến những người còn lại chỉ có thể ở đứng phía sau thay phiên xuất động lục ly đứng tại phía sau cùng hắn lắng nghe một trận xác định bên ngoài đàn sói không có công kích cự thạch hắn lại lên núi trong động nhìn vài lần nhìn thấy liễu gì bọn người có thể ngăn cản thạch thử công kích, hắn đặt mông ngồi trong sơn động, từ phía sau lưng tiểu trong bao bố lấy ra thịt khô thanh thủy gặm ăn bổ sung thể lực. Còn lại bốn người trơ mắt nhìn lục ly, bọn hắn không có mang theo lương khô thói quen, tại doanh địa có đại lượng tiếp tế, giờ phút này chỉ có thể nhìn lục ly ăn. Kịch chiến nửa đêm, tất cả mọi người rất là mỏi mệt, thể lực tinh thần lực tiêu xài cự đại. Lục ly nghĩ nghĩ, đem sở hữu thịt khô cùng nước sạch lấy ra, phân biệt đưa đi qua nói, cứ như vậy nhiều, mọi người phân một chút đi. Mấy người xem lục ly ánh mắt lập tức thuận mắt rất nhiều, ai cũng không biết tại này sơn động muốn bị khốn bao lâu, điểm ấy thịt khô cùng nước sạch nói không chừng có thể cứu mọi người một mạng. Lập tức mọi người tách ra, đều dùng ăn chút ít thịt khô thanh thủy, sau đó nhao nhao ngồi xếp bằng, tu luyện huyền lực, khôi phục thể lực. Thạch thử là cấp thấp nhất huyền thú, liễu gì bọn người nhẹ nhõm có thể ứng đối. Bất quá rất khó đánh giết, chỉ có thể đem từng cái thạch thử đánh lui, giống như không xuất hiện thử vương tạm thời ngược lại sẽ không gặp nguy hiểm. Sau nửa canh giờ, liễu gì bọn người lui xuống tới, đổi ba người đi lên. Lục ly tại phía sau cùng, hắn cũng không để ý tới, tiếp tục tu luyện cùng khôi phục. Còn thừa lại một chút chút ít thịt khô thanh thủy, liễu gì vốn không muốn ăn, nhưng vì bổ sung thể lực chỉ có thể ép buộc chính mình ăn một chút. Bên ngoài đàn sói vẫn không có thối lui, ở bên ngoài gào thét không ngừng. Cũng may cửa thạch phá hỏng cửa hang, đàn sói vô pháp vào đây, mọi người coi như an toàn. Sau nửa canh giờ, đến phiên Lục Ly ra chiến trường. Lục Ly tu luyện một canh giờ, huyền lực khôi phục một chút, hắn sách theo thiên lân đao sông tới, hắn vừa vào sân thế cục lập tức hoàn toàn khác biệt. Thạch thử độ không nhanh, công kích không tính hung ác, chỉ là phòng ngự rất biến thái. Lục Ly chuyên khắc loại này phòng ngự biến thái, hắn một đao xuống dưới thạch thử sẽ bị hung hăng đập bay ra ngoài, không chết thì bị thương. Có Lục Ly gia nhập, bên người hai người áp lực giảm nhiều, Lục Ly càng đánh càng hăng, thế mà bắt đầu phản công, lên núi trong động ép tới, đem từng cái thạch thử đánh bay. Tốt, hai người bên cạnh rất hiểu vị, bắt đầu phụ trợ Lục Ly, hai người một trái một phải đi theo Lục Ly phản công mà đi, đem thạch thử quần công đánh chúng liên tục bại lui. Tốt, hồng lão đại âm thanh gọi tốt nói, Lục Ly, đem thạch thử chạy về sao huyệt đi, giết đến bọn hắn không dám đi ra, liễu ngọc ngươi cũng đi giúp Lục Ly. Giết, Lục Ly bạo giống một tiếng, đã thạch thử bắt đầu lui bước, hắn lại thế nào có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy hắn vừa rồi nghỉ ngơi một canh giờ, thể lực cùng trạng thái đạt đến đỉnh phong, lập tức mang theo ba người một đường tấn công mạnh, đem thạch thử áp chế rút lui. Thạch thử bắt đầu bị lục ly giết sợ, lục ly trong tay thiên lân đao rất sắc bén, mà lại lực lượng quá lớn, đao pháp quá nhanh, mỗi lần xuất kích tất có một cái thạch thử bị giết hoặc là thụ thương. Sơn động nhỏ hẹp tính mịch, lục ly mang người liễu ngọc ba người một đường công kích. Chọn vẹn đi lại nửa canh giờ, chém giết mấy trăm con thạch thử, thế mà còn không có đạt tới cuối sơn động. a à, tiền phương đột nhiên sơn động thế mà biến chiều rộng, mà lại xuất hiện phân đạo khẩu, có ba đầu thông đạo. Đám kia thạch thử ở chỗ này thế mà không lùi, gắt gao giữ vững một đầu nho nhỏ cửa thông đạo, quái khiếu không ngừng. Trong sơn động này có cái gì chẳng lẽ có dị bảo hoặc đỉnh cấp linh dược. Lục ly cùng liễu ngọc bọn người liếc nhau, nhau nhau nổi lên nghi ngờ, thạch thử quần bày ra tử thủ thông đạo tư thế. Điều này nói rõ bên trong tuyệt đối có thạch thử muốn bảo vệ đối tượng, nếu không sẽ tiếp tục lui lại. Thật sự có thiên tài địa bảo, Liễu Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng, thường thường thiên tài địa bảo bên cạnh đều có huyền thú thủ hộ. Thạch thử bình thường ở tại Hồng Nham Sơn, xuất hiện tại bản này liền là rất quái dị sự tình, giờ phút này tình huống càng làm cho mọi người kinh nghi. Giết đi vào, nhìn xem bên trong có cái gì, Liễu Ngọc đề nghị, gây nên còn lại hai người nhao nhao đồng ý, Lục Ly cũng có chút hiếu kỳ, ai không muốn đạt được thiên tài địa bảo hắn thật sâu ít mấy hơi, gật đầu nói, giết đi vào, các ngươi theo sát ta. Lục Ly mang theo ba người tấn công mạnh, Liễu Ngọc ba người vì thiên tài địa bảo cũng liều mạng, đem thạch thử giết đến hoa hoa kêu to, liên tục bại lui, cuối cùng đều lui vào tiểu trong thông đạo. Cửa thông đạo phi thường nhỏ, chỉ cho một người đi vào, Liễu Ngọc bọn người e ngại bên trong có thử vương, không dám nhắc tới tiến lên nhập. Lục Ly chỉ có thể cắn răng một người tại tiền phương, thiên lân đao mãnh liệt đâm cuồng chặt, đem thạch thử đánh chúng liên tục bại lui. Đi về phía trước hơn 10 mét, Thông đạo đột nhiên bắt đầu biến lớn, xuất hiện một cái cửa đại hang đá. Mà lại hang đá đỉnh lại có cửa hang, ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua cửa hang chiếu xuống trong sơn động, đem bên trong chiếu sáng. Thiên tài địa bảo, lục ly mục quang thoáng cái sáng lên, hắn tại trong thạch động ở giữa thấy được một gốc thất diệp linh thảo, kia linh tài tại ánh trăng chiếu dọi xuống, tràn ra oánh oánh bạch quang, ẩn ẩn có xương trắng vần quanh, xem xét cũng không phải là phàm vật. Bên trong cũng không có quá nhiều thạch thử chỉ có gần trăm con, giờ phút này những cái kia thạch thử đều tụ tập tại một cái góc, cũng không có vây quanh ở thất diệp linh thảo phụ cận. Có vấn đề, lục ly trong mắt hơi híp, thạch thử tử thủ hang đá, lại không thủ hộ linh thảo này, ngược lại tụ tập tại nơi hẻo lánh làm thành một đoàn chẳng lẽ nơi hẻo lánh có chân quý hơn bảo vật. Lục ly, bên trong tình huống như thế nào làm sao không đi? Lục ly ngăn ở cửa hang, liễu ngọc bọn người vào không được, tự nhiên lo lắng quát khẽ. Lục ly nghĩ nghĩ, xông vào hang đá, sau đó thẳng đến đàn chuột mà đi hắn nhận định đàn chuột ở giữa tuyệt đối có chân quý hơn bảo vật giá trị viễn thắng thất diệp linh thảo phía trên một bên bôn tẩu hắn một bên hét lớn bên kia có một gốc quý giá linh dược ta đi kiềm chế đàn chuột các ngươi mau chóng nghĩ biện pháp đem linh dược hái khác đừng làm hư lục ly hướng nơi hẻo lánh đàn chuột cuồng bạo phóng đi liễu ngọc ba người xông vào trong thạch động mục quang bỗng chốc bị kia tràn ra oánh oánh bảo quang thất thải linh dược hấp dẫn bọn hắn nhìn lướt qua nơi hẻo lánh đàn chuột hiện lục ly đã tại khai chiến, tự nhiên không dám kéo dài thời gian nhao nhao hướng thất diệp linh dược phóng đi. Dầm dầm rầm, lục ly sợ hãi liếu ngọc bọn người chú ý bên này, sở dĩ công kích phá lệ ra sức, thiên lân đao cuồng vũ, một đường đem thạch thử kích thương đánh giết đánh bay, rất nhanh xông vào thạch thử trong đám. Ách, mượn nhờ huyền lực hào quang nhỏ yếu, còn có mông mông lung ánh trăng, lục ly quét mắt đàn chuột ở giữa, cũng không có đương nhiệm gì bảo vật linh dược. Bất quá, hắn phát hiện ra một cái rất đặc thù thạch thử, cái này đặc thù Thạch Thử phi thường nhỏ, chỉ có to bằng nắm đấm, toàn thân màu trắng da lông, không có một cái tạp chất, ngoại hình không giống Thạch Thử, ngược lại giống như một cái tiểu miêu. Đám này Thạch Thử, vì cái gì vây quanh một cái màu trắng tiểu thú? Lục Ly Thiên Lân đao thật cao vung lên, liền muốn đối cái này màu trắng tiểu thú một đao đánh xuống, bên cạnh Thạch Thử nhao nhao sốt ruột gầm thét, điên cuồng hướng Lục Ly công kích mà tới. Trái lại cái kia màu trắng tiểu thú không chỉ có không nhúc nhích, mắt nhỏ còn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly cổ như như bảo thạch trong con ngươi lại có chút ít sợ hãi, lại có cực nóng. Cái này màu trắng tiểu thú quá đáng yêu, không có nửa điểm huyền thú hung lệ khí tức, người xúc vô hại, tựa như một cái tiểu sủng vật. Lục ly theo màu trắng tiểu thú mục quang nhìn lướt qua, hiện bởi vì chiến đấu, trên cổ răng thú liên thế mà lộ ra. Nội tâm của hắn khẽ động, thiên lân đao hướng bên cạnh quét tới, đem mấy cái thạch thử đập bay, không có đi công kích màu trắng tiểu thú. Siêu, lúc này màu trắng tiểu thú đột nhiên động, thân thể hóa thành một đạo bóng trắng, độ quá nhanh. Lục Ly chỉ thấy một đạo bạch quang, màu trắng tiểu thú thế mà chui vào sau lưng mình tiểu trong bao bố. Công bố một cái sách mới quần, lão yêu ngay tại quần bên trong, bất diệt long đế độc giả giao lưu nhóm, 29 triệu 466 nghìn 569 không. Trường 36 tổn thất nặng nề, hí hí, trong bao bố màu trắng tiểu thú nhẹ giọng kêu một tiếng, bốn phía thạch thử thế mà không công kích. Lục Ly dương đao đứng tại chỗ, đôi mắt lấp lóe một tay bắt lấy tiểu bao tải cao mày tự hỏi tiểu thú đậu nhanh như vậy mà lại kêu một tiếng thạch thử thế mà không công kích điều này nói rõ tiểu thú tuyệt đối không phải đê giai huyền thú chỉ có cao giai huyền thú mới có thể áp chế cấp thấp huyền thú mang theo trên người vạn nhất nó đột nhiên khó khăn chính mình có thể bị nó cắn chết chỉ là màu trắng tiểu thú từ đầu đến cuối không có lộ ra cường đại huyền thú hung lệ khí thức cũng không đối chính mình lộ ra địch ý nhìn xem chính mình răng thú liên lộ ra vẻ mặt như vậy dạng như vậy rõ ràng có rất cao linh trí nó chui vào bao tải là muốn cùng chính mình a à. lục ly linh dược tới tay rút lui nơi xa liễu ngọc một tiếng quát lớn lục ly nghĩ nghĩ cắn răng bay trở về chạy đi theo liễu ngọc bọn người thối lui ra khỏi hang đá vừa lui ra hang đá một tên liễu gia cường giả không yên lòng nâng lên cự phủ đối hang đá liên tục chém vào dẫn tới phía trên đất đá rơi xuống đem tiểu thông đạo cho phá hỏng đi liễu ngọc mang theo mọi người trở về bôn tẩu một bên bôn tẩu vừa cùng lục ly nói ra lục ly Linh thảo này rất chân quý, nếu như ta không có đoán sai hẳn là thất diệp thiên vân thảo, ngũ phẩm linh dược, giá trị liên thành. Nếu như là thật, lần này chúng ta tụ lập công lớn, mỗi người ít nhất một ngàn điểm cống hiến. Còn lại hai người rất là phấn chấn, lục ly ngược lại là đối với điểm cống hiến những này không có quá lớn khái niệm. Trong lòng của hắn còn muốn lấy trong bao bố tiểu thú, nghĩ đến đến cùng muốn hay không mang theo cái này màu trắng tiểu thú. Hắn thuận miệng đáp lại Liễu Ngọc vài câu, cố ý thả chậm độ, chờ phía trước đi qua một cái rẽ ngoặt, thừa dịp ba người không có chú ý, hắn mau mở ra bao tải nhìn thoáng qua. Kết quả hắn trợn tròn mắt, kia màu trắng tiểu thú thế mà tại hắn trong bao bố nằm ngáy o o, tựa như một cái tiểu mèo lười, vừa mới theo một người xa lạ chạy, lập tức liền có thể ngủ lấy. Lục Ly lo lắng đây là màu trắng tiểu thú ngụy trang, đột nhiên lắc lắc bao tải, màu trắng tiểu thú mơ hồ trợn mở trong mắt, nhìn Lục Ly một chút bản năng có chút sợ hãi, cần thư giãn, lông bầm dựng đứng, giống như là một cái tiểu sư tử bất quá nó nhìn thấy lục ly trên cổ mang theo răng thú về sau con mắt chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết thế mà đối lục ly chó vẩy đuôi mừng chủ hóa đây là cái gì huyền thú như thế nào cùng một cái da chó đồng dạng lục ly bó tay rồi nhìn qua cặp kia lấy lòng đôi mắt hắn cắn răng khép lại bao tải hướng tiền phương đi đến đuổi kịp liễu ngọc bọn người về tới liễu di các nàng bên kia liễu ngọc đem tình huống nói rõ chuyện lại đem thất diệp linh thảo đưa cho hồng lão cái sau quan sát một trận phi thường khẳng định nói ra đích thật là thất diệp thiên vân thảo, ngũ phẩm linh dược, đáng tiếc quá nhỏ điểm, đoán chừng mọc ra không bao lâu. Ân lục ly ngươi lần này lập xuống đại công, sau khi trở về đem có thể trở thành chính thức khách khanh, lần này ngươi chiến công cũng sẽ quy ra thành điểm công hiến. Đa tạ hồng lão, hồng lão mặc dù chỉ là liễu ra một cái ngoại đường chấp sự, bất quá tại liễu ra mấy thập niên, địa vị rất cao, đã hắn đã nói như vậy, vậy liền không có vấn đề. Phía ngoài đàn sói còn không có thối lui, Hồng Lão hạ lệnh để mọi người đi vào sơn động chỗ sâu, dạng này người khí tức liền sẽ không như vậy nồng nặc, nói không chừng đàn sói sẽ thối lui. Tiến vào bên trong, những cái kia thạch thử thế mà không dám ra tiếp tục công kích, cái lối đi kia khẩu vẫn như cũ phá hỏng. Hồng Lão ra hiệu mọi người dừng lại, lại phái ra Liễu Ngọc cùng một người khác đi còn lại hai đầu thông đạo dò xét, hắn lúc này mới mượn nhờ Hào Quang nhỏ yếu, nhìn qua Liễu gì nói ra, tiểu thư, lần này rất không bình thường a, à, nhiều như vậy lang vương xông ra lần này gia tộc tổn thương càng nặng nề hơn, hẻm núi đầu kia chẳng lẽ không phải gia tộc cường giả chấn thủ. Không biết, mờ tối trong sơn động, liễu gì sắc mặt rất khó coi, nàng hồi trở lại gia tộc mang đến 300 võ giả, trước kia trong doanh địa tựu có mấy trăm võ giả. Lần này xem tình huống có thể đào tàu tuyệt đối không hơn trăm người, giống như thái trưởng lão cũng bị giết, gia tộc tổn thất tựu lớn. Nàng nhíu mày nghĩ một lát nói ra, hẻm núi bên kia hẳn là đại gia tộc cường giả thay phiên chấn thủ, cũng không biết lần này cái kia gia tộc Trấn Thủ giống như không phải xảy ra chuyện, cái kia chính là cố ý muốn hại chúng ta." Hố, Lục Ly nội tâm khẽ động, chẳng lẽ lại bên kia là Triệu gia võ giả địch bá bọn hắn nếu như là địch bá bọn hắn, phóng mấy cái lang vương tới đem chính mình cho lừa giết, cái này rất dễ lý giải. Đương nhiên, ở chỗ này suy nghĩ lung tung không có ý nghĩa gì, chân chính đến cùng phải hay không có người hại, kia muốn điều tra qua sau mới biết. Bọn hắn còn không có chân chính thoát hiểm, muốn phá vây về thành hoặc cường giả đến giúp. Lang Vương, kia là nhị phẩm huyền thú, thần hải cảnh phía dưới tao ngộ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người giống như tao ngộ Lang Vương, có chín thành có thể toàn bộ chiến tử. Liễu Ngọc hai người dò đường trở về, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, mọi người chỉ có thể ở đen nhánh trong sơn động riêng phần mình tu luyện chờ đợi. Lục Ly ngồi một hồi mặc kệ, tại một cái góc ngồi xếp bằng, ngay từ đầu hắn lo lắng tiểu thú, lặng yên mở ra bao tải mơ hồ nhìn thấy tiểu thú lại tại ngủ say, hắn liền trực tiếp nhập định tu luyện dầm 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 cũng không biết trải qua bao lâu sắc trời hẳn là đã sớm sáng rồi bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận mặt đất ba động âm thanh hồng lão trợn mở tròng mắt đối liễu ngọc quát khẽ nói liễu ngọc đi dò xét thoáng cái liễu ngọc chạy như bay một nén nhang sau trở về quát khẽ nói là người của chúng ta ta nghe được vũ ca thanh âm liễu vũ kia là ngân lang vệ đội đại thống lĩnh liễu ra tối cường vệ đội lính mọi người nhất thời rất là phấn chấn toàn bộ hướng ra phía ngoài phóng đi tại cửa hang quả nhiên nghe được liễu vũ tiếng giống giận dữ còn có ngân lang gào thét lục ly phá vỡ cửa hang liễu di hét lớn lục ly đem bao tải thắt ở đằng sau nâng lên thiên lân đao đối cửa hang một trận cuồng bổ sống sờ sờ đem bên ngoài cự thạch cho phá vỡ đập bay bên ngoài sắc trời quả nhiên sáng rồi một đội ngân lang vệ đội đang cùng thiết thứ lang giao chiến mọi người thấy liễu vũ kia trương quen thuộc mặt toàn bộ đại hỷ. tiểu thư liễu vũ nhìn thấy liễu di sau thở dài một hơi bên ngoài vây tụ thiết thứ lang bị đánh chết hơn phân nửa liễu ngọc cưỡi ngân lang băng băng mà tới mừng rỡ nói ra tiểu thư bình an ta an tâm liễu di con mắt đỏ lên nhìn qua liễu vũ nói thái trưởng lão bọn hắn thế nào chết liễu vũ ánh mắt lộ ra trùng thiên tức giận cắn răng nói ra triệu gia cố ý thả ra ba cái lang vương lão thái bị lang vương cắn chết gia tộc cũng chết trận ít nhất hơn 500 người đại trưởng lão đã đi tìm mấy đại cấp gia tộc muốn thuyết pháp đi giống như cái này mấy đại gia tộc không giúp chúng ta làm chủ cái này Hàn Vân Sơn chúng ta cũng mặc kệ. Triệu gia, liễu gì cùng hồng lão bọn người toàn bộ bi phẫn không thôi, lục ly sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Hắn thấy khẳng định là địch bá vì giết chính mình giật dây triệu gia người, liên lụy nhiều người như vậy chết đi, lục ly cảm giác rất là ái náy. Tiểu thư, liễu vũ nghĩ nghĩ nói ra, đại trưởng lão để sở hữu phổ thông võ giả về thành chờ lệch, lần này mấy đại gia tộc không giúp chúng ta làm chủ, chúng ta trở về tự dẹp yên toàn bộ triệu gia, các ngươi đi về trước đi, ba đại lang vương đã bị đánh giết, đàn sói bị đánh giết không ít, trên đường là an toàn. Đúng, dẹp yên toàn bộ triệu ra, liễu gì bọn người ánh mắt lộ ra sát ý, liễu vũ lại trở về công kích đàn sói. Chờ phụ cận đàn sói toàn bộ bị đánh giết, hắn mang theo mười mấy cái ngân lang về đội chạy như điên, tiếp tục tiêu diệt toàn bộ còn lại đàn sói, nghĩ cách cứu viện tìm kiếm còn sót lại liễu ra võ giả. Trở về, liễu gì gào lên đau sót một tiếng, mang theo mọi người hạ sơn, Lục Ly trầm mặc đi theo, trong lòng còn có chút bất an, sợ liễu gì giận chó đánh mèo cùng hắn. Đi cho nên đi ngang qua, không sai lầm qua, cất giữ một cái thôi. Thêm vào kho chuyện, thêm vào kho chuyện, thêm vào kho chuyện, thêm vào kho chuyện. chương 37, Tiểu Bạch, Lục Ly suy nghĩ nhiều, triệu gia liễu gia gần nhất một mực không ngừng xung đột, liễu gì đám người cũng không có đi địch bá bên kia liên tưởng, một mực trầm mặc bôn tẩu. Dưới chân núi mọi người tìm được vài thất trốn xuống tới chiến mã, cũng không ngừng lại một đường lao nhanh về tới trong thành. trở lại liếu gia đã là giờ lên đèn. liếu di nổi giận đùng đùng đi hậu viện. hồng lão để lục ly đi về nghỉ. đi theo vội vàng rời đi. trở lại khách đường. lục ly tiến vào bản thân viện tử. lục linh ngay tại gian phòng bên trong cầm đèn đọc sách. nhìn thấy lục ly trở về rất là kinh ngạc. nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển hỏi xảy ra chuyện. theo đạo lý lục ly đi hàn vân sơn. coi như có thể nhanh hoàn thành nhiệm vụ. ít nhất phải mấy ngày mới có thể trở về. Bây giờ lại chỉ đi hai ngày, Lục Linh nhìn thấy Lục Ly máu me khắp người, nàng cực kỳ thông minh, liếc mắt liền nhìn ra sinh đại sự. Lục Ly uống một gớp nước lớn, đem sự tình trước sau đi qua nói một lần, lại đem chính mình suy đoán nói ra. Lục Linh sau khi nghe xong trong mắt sát khí ngưng tụ, lạnh giọng nói ra, việc này coi như không phải địch bá chủ đạo, khẳng định cũng thoát không khỏi liên quan. Lục Ly quay đầu có cơ hội ngươi nhất định phải tra ra việc này, nếu như là địch bá làm, diệt cả nhà của hắn xa như vậy sự tình lục ly không tâm tình suy nghĩ hắn nhớ tới bao tải sau màu trắng tiểu thú liếc mắt nhìn hai phía hắn vịn lục linh đi vào phòng sau đó mở ra bao tải chỉ vào bên trong nằm ngáy o o màu trắng tiểu thú nói ra tỉ tỉ đây là cái gì tiểu thú người biết sao lục linh xem xét tỉ mỉ vài lần lục ly lại đem tao mộ tiểu thú tình huống nói một lần lục linh lắc đầu nói không biết phụ thân lưu lại trong sách ngược lại là có một ít cường đại huyền thú miêu tả không có dạng này huyền thú có lẽ là cái này huyền thú quá nhỏ vẫn chưa hoàn toàn nảy nở a à. tại trong thạch động tia sáng ám lục ly không có thấy rõ ràng tiểu thú giờ phút này đối ánh nến xem xét tỉ mỉ càng cảm thấy cái này tiểu thú bất phàm tiểu thú một thân tuyết bạch da lông mềm mại xinh đẹp không có một cái tạp mao đầu giống như miêu bất quá trên đầu có ngắn ngủi xinh đẹp lông bầm thoạt nhìn như là một cái tiểu sư tử lông bầm bên trong còn có hai cái phi thường nhỏ màu đen sừng thú còn không có mọc ra sở dĩ bị lông bầm che khuất tiểu thú móng vuốt phi thường xinh đẹp, được không bày ra, phản xạ hàn quang, đoán chừng phi thường sắc bén. Lục Ly nghĩ đến tiểu thú độ âm thầm kinh hãi, giống như cho cái này tiểu thú bắt lên một móng vuốt, nói không chừng một miếng thịt liền không có. Lục Linh nhíu mày hỏi thăm về đến, người nói tiểu thú nhìn chằm chằm ngươi răng thú xem trong mắt rất là e ngại, lại có chút cực nóng. Lục Ly gật đầu, sau đó lại bổ sung, tỷ tỷ, ta cái này răng thú liên hội quang đâu, ta luyện hóa chữa thương dược thì răng thú hết, lóe lên lóe lên mà lại thân thể ta thương thế thật nhanh tựu kéo màn còn có việc này lục linh lông mày vẩy một cái quan sát một chút răng thú liên gật đầu nói xem ra cái này răng thú đích thật là dị bảo cái này tiểu thú bởi vì răng thú nguyên nhân cho nên mới nguyện ý đi theo ngươi phổ thân tại ngươi lúc sinh ra đời liền đem răng thú đeo lên cho ngươi hẳn là biết răng thú lai lịch dị bảo lục ly nhìn chằm chằm gỡ xuống răng thú cẩn thận quan sát cũng không có đương nhiệm gì chỗ khác thường đây chỉ là một viên phổ thông răng thú chỉ có ngón út lớn như vậy trưởng, theo lý thuyết không phải cường đại huyền thú răng A, càng cường đại huyền thú hình thể thế nhưng là càng lớn A. Về sau người cái này răng thú không thể bại lộ, Lục Linh quay người phòng nghỉ trong phòng đi đến, lấy ra một cái màu đen túi tiền, đưa cho Lục Ly nói, đem răng thú chứa ở trong bao vải, bình thường giấu ở trong quần áo, không muốn cho người ta thấy được. Hí hí, đúng lúc này, màu trắng tiểu thú đột nhiên mở mắt, nó nhìn chằm chằm răng thú quái khiếu không ngừng, trong mắt đều là sợ hãi, nhưng con người lại sáng lấp lánh, nhìn rất là khát vọng. Quả nhiên là bởi vì răng thú nguyên nhân, cái này răng thú đến cùng là cái gì cao dai huyền thú răng. Lục ly âm thầm kinh nghi, đáng tiếc phụ thân hắn mất tích, không ai nói cho hắn biết răng thú lai lịch. Hắn trầm ngâm một phen đem răng thú thu nhập cái túi nhỏ bên trong một lần nữa đeo lên, còn đem dây chuyển dây thường đen kéo dài một chút, giấu vào trong quần áo. Răng thú ẩn nấp rồi, tiểu thú lập tức an tĩnh lại, nó hiếu kỳ đánh giá bốn phía, đong đưa ngắn ngủi cái đuôi vây quanh lục ly xoay quanh. Nhưng xem lục linh mục quang cũng rất là lạnh lùng, cùng đối đãi lục ly thái độ hoàn toàn khác biệt. Lục ly, lục linh một điểm không thèm để ý, ngược lại có chút hưng phấn cùng lục ly nói ra, cái này tiểu thú rất có thể tam phẩm huyền thú, bất quá xuất sinh không bao lâu, người phải thật tốt đối đãi nó, về sau chính là người một sự giúp đỡ lớn. Màu trắng tiểu thú mới xuất sinh không lâu, tự có thể so thần hải cảnh võ giả độ, cái này sau khi lớn lên còn được mà lại cái này màu trắng tiểu thú linh trí phi thường cao, đề dài huyền thú linh trí không có khả năng cao như vậy, tam phẩm huyền thú khả năng phi thường lớn. Tam phẩm huyền thú, kia là nhưng so sánh hồn đàm cảnh cường đại huyền thú, một khi trưởng thành, đối chiến phổ thông hồn đàm cảnh cường giả không đáng kể. Tam phẩm huyền thú, lục ly âm thầm mừng rỡ, huyền thú là có thể thuần hóa. Tỷ như liễu gia ngân lang vệ đội, bọn hắn ngồi cưỡi ngân lang liền là từ nhỏ thuần hóa mà đến, độ như gió, chiến lực nhưng so sánh nhất phẩm huyền thú. Tiểu gia tộc, đến, lục ly không người đưa tay, màu trắng tiểu thú rất thân nóng nhảy lên lục ly tay. Cái này tiểu thú quá nhỏ, chỉ có một cái to bằng nắm đấm, giờ phút này ngửa đầu lấy lòng nhìn qua lục ly, tựa như một cái đáng yêu tiểu miêu, phi thường đáng yêu. Lục ly đưa tay khẽ vuốt tiểu thú lông bầm, tiểu thú thoải mái hít mắt, thế mà rất nhanh lần nữa tại lục ly trong tay ngủ thiếp đi. Người toàn thân tuyết bạch, vậy liền bảo ngươi tiểu bạch đi, Lục Ly thích cái này tiểu thú, hắn đem tiểu thú nhét vào nơi hẻo lánh xoay người đi tắm rửa, đem một thân máu đen rửa sạch sẽ. Chờ hắn tắm rửa hoàn tất, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, khách đường tổng quản phái người đưa thức ăn tới, còn mang đến thành khuất, nói để Lục Ly nghỉ ngơi thật tốt, có việc trời sáng lại nói. Lục Ly mỹ mỹ ăn một bữa, ăn uống no đủ sau hắn nhớ tới tiểu thú, đem tiểu thú bế lên đặt ở cái bàn, chỉ vào chuyện mở trong mắt tiểu thú nói ra, "Tiểu Bạch, đói bụng không ăn một chút gì, thích gì ăn cái gì?" Lục Linh ngồi ở một bên mỉm cười nhìn qua tiểu thú, liễu ra hôm nay đưa tới bữa tối đặc biệt phong phú, rất nhiều ăn thịt, cái này tiểu thú hẳn sẽ thích ha. Hí hí, tiểu thú nhìn lướt qua lại kinh thường lắc đầu, không có nửa điểm muốn ăn ý tứ. Lục Ly cùng Lục Linh liếc nhau, hai người đều có chút kinh ngạc, cái này tiểu thú không ăn thịt chẳng lẽ ăn cỏ. Lục Ly đứng dậy ra ngoài tìm mấy quả cà rốt cải trắng đưa qua, tiểu thú càng thêm khinh thường, quay người nhảy xuống cái bàn, tiếp tục chui vào nơi hẻo lánh đi ngủ cái gì đều không ăn. Lục Ly mê mang nháy nháy mắt, mục quang nhìn về phía Lục Linh, cái sau suy nghĩ một chút nói, có lẽ cái này tiểu thú phẩm giai tương đối cao, sở dĩ ăn tương đối đặc thù đi. Trời sáng lại tìm chút ít những vật khác cho nó thử một chút, đêm đã khuya ngươi sớm đi đi nghỉ ngươi đi. Tốt ha, Lục Ly bất đắc dĩ đứng dậy, nghĩ nghĩ ôm tiểu thú trở lại gian phòng của mình. Mặc dù cái này tiểu thú các phương diện biểu hiện rất ngoan, nhưng vạn nhất thú tính làm đả thương Lục Linh đâu. Đem tiểu thú đặt ở trong phòng, Lục Ly ngồi xếp bằng tu luyện nửa đêm ngủ thật say. Ken két, hừng đông thời gian, Lục Ly bị một đạo kỳ dị thanh âm bừng tỉnh. Hắn đột nhiên ngồi dậy lần theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, nhìn lướt qua sau cả người hắn lông tơ đều dựng lên, con mắt trợn trừng lên, tựa như ban ngày thấy ma. Hắn nhìn thấy màu trắng tiểu thú thế mà ngồi xổm trên mặt đất, ngay tại gặm ăn thiên lân đao, thiên lân đao đứt gãy đã bị nó gặm được một khối nhỏ. Chương 38, luyện huyết đan, thiên lân đao, kia là địa giai huyền khí coi như phế đi, đoạn mất một đoạn, nhưng tài chất phi thường đặc thù, lục ly chém giết nhiều như vậy thiết thứ lang đều không có để lại bất luận cái gì lỗ hổng, vết cắt có thể thấy được thiên lân đao cứng rắn. Hiện tại cái này màu trắng tiểu thú thế mà tại gặm ăn thiên lân đao. Lục ly hoảng hốt chi gian coi là đang nằm mơ, hung hăng bấm một cái đùi, xác định không phải đang nằm mơ về sau, hắn nhảy dựng lên quát khẽ nói tiểu bạch, dừng tay, không im ngay. Tiểu bạch nhìn thấy lục ly tỉnh lại, lập tức ngoát ngoát cái đuôi lấy lòng chạy chậm tới. Lục Ly cầm lấy thiên lân đao nhìn thấy chỉ là bị gặm được một khối nhỏ có chút thở dài một hơi, thanh này đao gãy hiện tại đối với hắn rất trọng yếu, có thể gia tăng hắn mấy thành chiến lực đâu. Chi chi, cửa phòng đẩy ra, Lục Linh đã sớm đi lên, nàng nghi ngờ nhìn qua Lục Ly nói, sáng sớm, kêu cái gì đâu. Tỷ tỷ, ngươi xem, Lục Ly đem thiên lân đao dương lên, chỉ vào tiểu bạch nói, tiểu bạch đem thiên lân đao gặm một góc. Ách, Lục Linh ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, nàng cùng lục ly hướng còn tại chó vẩy đuôi mừng chủ tiểu bạch nhìn lại đều cảm giác giống như nhìn thấy một cái hồng thủy mãnh thú cái này tiểu tử có thể gặm ăn thiên lân đao giống như cho nó tại người cổ trên đầu cắn một cái không phải lập tức mất mạng a à. quả nhiên là cao cấp huyền thú lục linh đôi mắt sáng lên lập tức nói ra lục ly ngươi không phải nói ngươi đạt được một chút điểm cống hiến sao trễ chút đi tìm thành khuất sau đó đi binh khí đường hối đoái phế bỏ huyền khí tiểu bạch muốn ăn cái gì tự cho nó ăn cái gì chỉ cần nó có thể nhanh trưởng thành coi như thiên lân đao cho nó ăn hết cũng bó tay chỉ là một cái đao gãy đáng là gì chỉ cần tiểu bạch có thể trưởng thành vậy sẽ là một cỗ phi thường cường đại trợ lực tốt lục ly tự nhiên minh bạch cái này một đạo lý hắn đem thiên lân sống đao lên đứng dậy đi rửa mặt qua loa ăn một chút điểm tâm không đợi hắn đi tìm thành khuất cái sau tựu chủ động tìm tới cửa lục ly người thành công hoàn thành nhiệm vụ hiện tại là liễu gia chính thức khách khanh thành khuất đưa qua một khối lệnh bài màu trắng hắn chỉ vào lệnh bài nói ra, người vận chuyển huyền lực thử một chút, trong này ghi chép người tại Hàn Vân Sơn đạt được điểm công hiến. Lục ly vận chuyển huyền lực, lệnh bài màu trắng quả nhiên sáng lên một cái khách chữ, đằng sau còn có một loạt con số. Thành khuất có chút hâm mộ giải thích nói, lục ly, lần này các người tìm tới một gốc ngũ phẩm linh dược, người là công, sở dĩ đạt được 1.100 điểm công hiến điểm. Còn có người chiến đấu dũng mãnh, di tiểu thư cùng hồng lão đã báo lên gia tộc, ban cho người 300 điểm công hiến. Tiểu tử, người rất không tệ a, à, vừa mới gia nhập gia tộc liền đạt được hơn một ngàn điểm cống hiến, người khác coi như một hai năm đều không thể tích lũy nhiều như vậy. Lục ly âm thầm gật đầu, liễu gì cùng hồng lão ngược lại là không có lừa nàng, đem thất diệp thiên vân thảo quy ra điểm cống hiến cho hắn, hắn trầm ngâm một lát hỏi lại điểm cống hiến có thể đổi cái gì? Cái gì đều có thể đổi? Thanh khuất giải thích nói, chỉ cần ngươi điểm cống hiến đầy đủ, địch long bộ lạc đều có thể mua lại. Ta nhớ được một cái bộ lạc tựa như là 10 vạn điểm cống hiến cũng chính là người đủ 10 vạn điểm cống hiến, người có thể để gia tộc giúp người trở thành địch long bộ lạc tù trưởng. Thành khuất sau đó lại bổ sung, huyền khí, đan dược, huyền kỹ, tu luyện bí tịch, linh tài, thậm chí đường chủ chi vị đều có thể đổi thành. Tỷ như ta vị trí này, chỉ cần ngươi điểm cống hiến đạt tới một vạn điểm, người liền có thể đổi thành. Lục Ly nói liên tục không dám, thành khuất sau đó khuyên bảo hắn trong khoảng thời gian này ngay tại khách đường khác đừng loạn ra liễu ra. Triệu gia cùng Liễu gia có lẽ sẽ khai chiến, Liễu gia một vị nội đường trưởng lão đã hạ chuẩn bị chiến đấu mệnh lệch, tùy thời chuẩn bị cùng Triệu gia khai chiến. Lục Ly không có việc gì đương nhiên sẽ không ra ngoài, hắn còn ước gì yên lặng tại khách đường tu luyện một đoạn thời gian, hắn có nắm chắc nhẹ nhõm tu luyện tới Huyền Vũ cảnh đỉnh phong. Chờ thành khuất đi, Lục Ly nhìn qua Lục Linh nói, "Tỷ tỷ, cái này điểm cống hiến dùng như thế nào nếu không đi đổi thành một chút huyền kỹ một cái chân chính huyền khí cái này thiên lân đao cho tiểu Bạch ăn tính toán?" Không được, Lục Linh phi thường quả quyết nói ra, Lục Ly, cấp thấp huyền kỹ kỳ thật loại trừ đẹp mắt xinh đẹp bên ngoài, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Người còn không bằng tiếp tục đi hối đoái một chút cao cấp đan dược, gia tăng lực lượng loại hình, huyền khí ta xem tạm thời cũng không cần đổi, đi giúp Tiểu Bạch làm chút hít phế huyền khí liền tốt. Lực lượng loại hình cao cấp đan dược, Lục Ly không tính đần, thoáng cái liền muốn minh bạch Lục Linh ý tứ. Tại Hàn Vân Sơn hắn trông thấy rất nhiều huyền vũ cảnh võ giả đều có hoa lệ huyền kỹ, nhưng ngược lại không bằng lực công kích của hắn cường đại hắn thậm chí có nắm chắc nhẹ nhõm trọng thương huyền vũ cảnh học kỳ tuyệt đối lực lượng có thể nghiền ép hết thảy xinh đẹp huyền kỹ lục ly mang theo tiểu bạch đứng dậy rời đi khách đường đem tiểu bạch ném vào trong bao bố tiểu bạch là cao giai huyền thú vạn nhất bị người ngấp nghé sẽ có đại phiền toái hắn tìm người hỏi thăm đan dược đường tiến vào một cái lớn các lâu lộ ra lệnh bài sau hắn hỏi thăm trấn thủ đan dược đường một vị lão giả tăng trưởng lực lượng đan dược Lão giả giải thích một phen, Lục Ly có chút thịt đau, gia tăng lực lượng đan dược liễu ra có ba loại, một loại là thối thể đan, cấp thấp nhất đan dược, rất rẻ năm cái điểm cống hiến một viên, trên người hắn còn có mấy cái đâu. Còn có một loại là nhân giai ngũ phẩm luyện huyết đan, dược lực so thối thể đan cường mấy lần, một viên lại muốn 30 điểm cống hiến. Còn lại một loại là địa giai nhất phẩm hóa huyết đan, nhưng dùng Lục Ly điểm cống hiến một viên đều đổi không được. Đan dược, huyền khí, bí tịch Bắc Mạc đều chia làm thiên địa nhân tam giai, nhất giai cửu phẩm, giống như liễu gia loại này tam phẩm gia tộc, cao cấp nhất binh khí đan dược bí tịch đoán chừng chỉ có địa giai. Lục Ly nghĩ nghĩ cắn răng nói ra, giúp ta hối đoái 20 mai luyện huyết đan đi. Người trẻ tuổi, lão giả trầm ngâm một phen, giải nói ra, thối thể đan dược, dùng qua nhiều dược hiệu sẽ giảm bớt đi nhiều, người một lần hối đoái 20 mai, rất có thể có hơn phân nửa sẽ lãng phí. Mà lại võ giả tu luyện, huyền lực cùng cảnh giới là căn bản, nhục thân cường đại cũng không có ý nghĩa quá lớn. Lão giả nói những này lục ly đều hiểu, hắn vẫn kiên trì muốn luyện huyết đan. Lão giả bất đắc dĩ giúp hắn đổi thành 20 mai luyện huyết đan, sau đó dùng nhìn thằng mốc mục quang đưa mắt nhìn lục ly rời đi. Lục ly đi vài bước đã tới binh khí đường, nơi này vẫn là hạ lão tại cái này chấn thủ. Nhìn thấy lục ly sau hắn nhướng mày, bất quá tại lục ly xuất ra lệnh bài về sau, trên mặt hắn lộ ra sắc mặt khác thường, nghi hoặc hỏi, tiểu tử, lúc này mới mấy ngày thời gian, Ngươi đi đâu cho tới nhiều như vậy điểm công hiến? Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, tùy ý giải thích hai câu, chắp tay nói, đại nhân, ta muốn đi lần trước cái kia địa phương, hồi đoái một chút phế huyền khí. Phế huyền khí? Hạ lão xem Lục Ly mục quang cũng như ngớ ngẩn, huyền khí vì cái gì chân quý như thế kia là có thể gia tăng võ giả chiến lực, phế huyền khí kia đều không phải là huyền khí, muốn tới làm gì dùng Lục Ly không phải có một thanh Thiên Lân đao sao? Lục Ly cũng không giải thích, hạ lão mở ra các lâu tùy ý khoát tay nói, đi vào đi, coi trọng cái gì mang ra. Bên trong đều là phế huyền khí, hạ lão đều chẳng muốn đi vào, để lục ly một người đi vào tìm kiếm. Lục ly trở ra hoàn toàn chính xác bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, không bằng hắn là làm bộ dáng. Chờ hạ lão tiến vào binh khí đường chính sảnh về sau, hắn lúc này mới đem tiểu bạch theo trong bao bố phóng xuất, chỉ vào trên mặt đất chất đầy phế huyền khí nói ra tiểu bạch, nào là ngươi thích ăn cứ việc chọn. Hí hí, tiểu bạch thoáng cái đầy mắt tỏa ánh sáng, Hai cái móng vuốt nhỏ nắm lên một cái đoạn mất tiểu dao gam liền muốn gặm. Lục Ly vội vàng ngăn trở nó, cầm lấy dao gam, để tiểu Bạch tiếp tục tìm kiếm. Chương 39, thức tỉnh huyết mạch. Tiểu Bạch cũng không phải là sở hữu binh khí đều ăn, nó đi dạo mấy bước lại bắt lấy một cái kiếm gãy. Lục Ly một đường đi theo nó, cầm lên mười mấy thanh binh khí, tiểu Bạch cũng không có dừng lại ý tứ, một mực bên này điểm điểm, bên kia bắt mấy lần, mắt nhỏ bên trong đều là cực nóng. Rất nhanh lục ly ôm lấy hơn 20 đem phế binh khí, hắn chào hỏi tiểu bạch đi vào trong bao bố. Tiểu bạch hoàn toàn chính xác phi thường có linh trí, rất nghe lục ly, nhanh như chớp tự chui vào trong bao bố. Người muốn nhiều như vậy phế binh khí làm gì? Chờ lục ly ôm hơn 20 đem đao gãy kiếm gãy phế binh khí đi vào đại sảnh, hạ lão hồ nghi nhìn hắn hỏi. Lục ly nội tâm khẽ động, nhếch miệng cười một tiếng, ta muốn học học luyện khí. Hạ lão trợn trắng mắt, Luyện khí là dễ dàng như vậy học to như vậy nếu ra luyện khí sư chỉ có ba cái, mà lại đều là rất cấp thấp luyện khí sư, chỉ có thể luyện chế ra nhân giai huyền khí, tiểu tử ngốc này cầm chút ít phế huyền khí liền muốn học luyện khí. Hắn lười nhác cùng lục ly nói nhảm, đem những bình khí này lật xem một lượt, tính ra nói, những bình khí này đều là nhân giai huyền khí, có năm thanh là nhân giai bát phẩm huyền khí, cùng một chỗ quy ra điểm cống hiến 500 điểm đi. 500 điểm Lục ly tổng cộng tựu 1.400 điểm cống hiến, thoáng cái tự dùng một ngàn mốt, hắn có chút thịt đau, bất quá nghĩ đến tiểu bạch hắn cắn răng đem lệnh bài đưa đi qua. Hách lão khấu trừ 500 điểm cống hiến, lục ly trên lệnh bài chỉ biểu hiện 300. Hắn ôm một đống phế huyền khí tại vô số đi ngang qua liễu ra võ giả xem quái vật trong ánh mắt về tới khách đường. Tiến vào gian phòng của mình, hắn đem phế huyền khí nhét vào nơi hẻo lánh, đem tiểu bạch phóng xuất, nhếch miệng cười nói ăn đi, muốn ăn cái gì tự ăn. Hí hí, Tiểu Bạch hưng phấn kêu to hai tiếng hướng binh khí đánh tới, tại lục ly chấn kinh ngạc trong ánh mắt, mấy cái liền đem một cây đoản kiếm cho gặm ăn nuốt vào đi. Tiểu Bạch chỉ ăn đoản kiếm lưới kiếm, cũng không có ăn chuôi kiếm, mà lại sau khi ăn xong còn không vừa lòng, lại hướng một cái dao găm đánh tới. Đây chẳng lẽ là thử thiết thú? Lục Linh bưng lấy một bản cổ tịch đi đến, nhìn ra ngoài một hồi lại lắc đầu nói, trong sách ghi chép thử thiết thú hắn thân như cự nghiêu, đầu có đại sừng, toàn thân đen nhánh như than, dùng thiết làm thức ăn, bài tiết vật cứng rắn như thép. Cái này tiểu thú quá nhỏ, mà lại toàn thân bạch mau, không giống như là thử thiết thú A. Không phải thử thiết thú, Lục Ly sang xem vài lần, rất xác định nói ra, thử thiết thú đây chính là ngũ phẩm huyền thú, huyền thú phẩm dai càng cao càng cường đại lời nói, hình thể cũng sẽ càng lớn. Coi như vừa mới xuất sinh ít nhất cũng có thể so mãnh hổ A tiểu bạch nhỏ như vậy, làm sao có thể là ngũ phẩm huyền thú. Lục Linh cũng biết không có khả năng, cường đại huyền thú coi như vừa ra đời hình thể không có khả năng nhỏ như vậy. Bên kia tiểu bạch gặm ăn hai thanh binh khí về sau, tìm hẻo lánh cuộn mình một đoàn nằm ngáy o o mà đi. Lục Linh mặc kệ, để Lục Ly trước tu luyện, để thực lực mạnh lên, để ứng phó vài ngày sau huyết mạch thức tỉnh. Tu luyện, luyện hóa luyện huyết đan, Lục Ly hưng phấn lấy ra một viên luyện huyết đan, trực tiếp nuốt vào, rất nhanh một dòng nước nóng tự truyền khắp toàn thân. Lục Ly lặng lặng chờ đợi, hiện cái này luyện huyết đan quả nhiên so thối thể đan cường đại, Tuyệt dịch khắp người đều có loại sôi trào cảm giác. Không bằng hắn trước kia một lần tự luyện hóa năm mai thối thể đan, điểm ấy nhiệt độ còn có thể tiếp nhận, hắn chờ nhiệt độ không còn gia tăng, cảm giác có thể tiếp nhận về sau, mục quang nhìn về phía ngực. Ông, không ngoài dự liệu bên ngoài, răng thú bắt đầu sáng lên, bất quá bị màu đen cái túi nhỏ che khuất, quang mang phi thường yếu ớt. Lục Ly nghĩ nghĩ đem màu đen túi tiền gỡ xuống, cẩn thận quan sát răng thú lục linh đem hắn luyện hóa thối thể đan lúc giang thú ánh sáng tình huống nói cho hắn biết lục ly giờ phút này càng ngạc nhiên cái này giang thú quả nhiên là dị bảo tựa hồ có thể trợ giúp thân thể lớn biên độ hấp thu dược lực giang thú đằng đẳng sáng lên hơn một canh giờ nhiệt độ bắt đầu giảm xuống lục ly có chút buồn ngủ cảm giác leo đến trên giường an nhàn ngủ một giấc quả nhiên là nhân giai ngũ phẩm đan dược thoáng cái tăng lên ít nhất 2.000 cân khí lực sau khi tỉnh lại lục ly tùy ý khảo nghiệm lực lượng lập tức đại hỉ Hắn có 20 mai luyện huyết đan, coi như phía sau đan dược dược hiệu yếu bớt, xem tình huống ít nhất có thể gia tăng 1-2 vạn cân khí lực a. Chờ hắn cảnh giới đạt tới Huyền Vũ cảnh đỉnh phong, vận dụng huyền lực sẽ lần nữa gia tăng 1 vạn cân khí lực, đến lúc đó chiến lực tuyệt đối có thể tiêu thăng. Tu luyện, tu luyện, Lục Ly càng thêm hưng phấn, hoàn toàn không để ý tới tình huống bên ngoài. Khách Khanh bình thường sẽ không đảm nhiệm vụ, cũng không ai quản bọn họ, hắn có đầy đủ thời gian tu luyện. Còn có hơn 10 thiên tài huyết mạch thức tỉnh, Lục Ly nghĩ đến thừa dịp những thời giờ này đem kinh mạch toàn bộ đả thông, đem sở hữu luyện huyết đan đều luyện hóa. Lục Ly Lục Linh không để ý đến chuyện bên ngoài, bên ngoài liễu ra lại náo phiên thiên. Liễu ra nội đường ngoại đường người người oán giận không thôi, rất nhiều người kêu gào trực tiếp xiết vào triệu gia, đem triệu gia tiêu diệt. Nội đường mấy vị trưởng lão áp chế liễu gia tộc người, liễu gia đoạn thời gian trước tao mộ đại biến, lần này Hàn Vân Sơn bên trong lại chết trận không ít liễu gia võ giả, Trái lại triệu gia bên kia tộc trưởng thực lực đột phá, còn thành công liên lụy một cái đại gia tộc, giờ phút này cùng triệu gia sinh xung đột, sẽ xảy ra hậu quả gì ai cũng không biết. Liễu gia cử hành kéo quan tài điển tế, cũng là bởi vì liễu gia tao ngộ đại biến, cái này đại biến là liễu gia tộc mọc ra xong việc, bị một cái cường đại huyền thú đả thương nặng, giờ phút này còn hôn mê bất tỉnh, thậm chí có thể vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Trước mắt liễu gia sở hữu sự vụ đều là đại trưởng lão chủ trì, đại trưởng lão ở xa Hàn Vân Sơn, ngay tại tìm đại các gia tộc giúp bọn hắn làm chủ, lên án triệu gia, thành nội tự nhiên là không thể trước loạn. Bởi vì Hàn Vân Sơn sự tình, thành nội bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm, bị đè nén rất nhiều. Thành nội còn có ba cái nhị phẩm gia tộc toàn bộ ước thúc tộc nhân, bình thường đều không cho phép bước vào gia tộc, tránh cho lẫn vào vào liễu gia triệu gia trong xung đột. Liễu gia tao ngộ đại biến thực lực đại tổn, triệu gia dính vào đại gia tộc, vũ lăng thành cách cục rất có thể sẽ cải biến. Còn lại tiểu gia tộc như đi nhầm một bước, đem có thể là vạn trưởng thâm uyên. Thời quang như thoi đưa, chớp mắt tựu 6 ngày đi qua. Lục ly một mực tại khách đường bên trong ở lại, tu luyện huyền lực, đả thông kinh mạch, mặt khác liền là luyện hóa luyện huyết đan. Thời gian 10 ngày rất ngắn, lục ly tiến bộ lại hết sức rõ ràng, 20 mai luyện huyết đan đã toàn bộ luyện hóa hoàn tất, bắt đầu hắn một lần một viên, đằng sau một lần đều có thể luyện hóa 3-4 mai, luyện hóa đặc biệt nhanh. Còn lại mấy cái thối thể đan hắn đồng dạng luyện hóa, Giờ phút này nhục thể của hắn lực lượng đã tăng trưởng trọn vẹn hơn một vạn bảy ngàn cân, tăng thêm lúc đầu thì ra là lực lượng, hắn hiện tại tự nhục thân lực lượng đã đạt tới gần 3 vạn cân. Ba vạn cân cự lực, giống như đơn thuần lực lượng, tăng thêm hắn vận dụng huyền lực lực lượng tăng phúc, lục ly giờ phút này đã qua thần hải cảnh tiền kỳ, miễn cưỡng nhưng so sánh thần hải cảnh trung kỳ. Đương nhiên, luận tổng hợp chiến lực, lục ly khẳng định vô pháp cùng thần hải cảnh võ giả so sánh. Dù sao bất luận cái gì cảnh giới đột phá đều vô cùng gian nan, sau khi đột phá chiến lực sẽ mấy lần vượt qua thăng. Võ giả chiến lực cũng không vẻn vẹn là xem lực lượng. Độ, năng lực phản ứng, lực phòng ngự, huyền lực hùng hậu trình độ, cao cấp huyền kỹ các loại chờ chút đều sẽ đối chiến lực có ảnh hưởng. Lục ly kinh mạch đã đả thông 8 đầu, đạt tới đến huyền vũ cảnh hậu kỳ. Còn kém 4 đường kinh mạch liền có thể đạt tới huyền vũ cảnh đỉnh phong, ngưng tụ thần hải liền có thể đột phá cảnh giới kế tiếp. Còn lại bốn cái kinh mạch xem ra không có hơn nửa tháng là vô pháp đả thông, càng đi về phía sau tu luyện càng khó, đây là hằng cổ không đổi đạo lý. Phó đạo tu luyện, nghịch thiên cải biến, thiên như thế nào dễ dàng như vậy nghịch. Ngày mai sẽ là bán nguyệt kỳ đầy, lục ly đình chỉ tu luyện, chuẩn bị hôm nay hảo hảo ngủ một giấc, trời sáng sáng sớm tự đi thần miếu thức tỉnh. Thức tỉnh huyết mạch, nghĩ tới đây, lục ly tâm kích động không thôi, lục linh nói hắn nhất định có thể thức tỉnh cường đại huyết mạch, mà lại thức tỉnh huyết mạch sau sẽ đem tất cả sự tình cáo chi cùng hắn. Huyết mạch chiến sĩ kia là Bắc Mạc nhất cường đại chiến sĩ, một khi lục ly thành công thức tỉnh cường đại huyết mạch, thực lực của hắn sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất, tại Liễu Gia địa vị cũng sẽ trở nên vậy mà.